Chương 121, thật không có khí thế. Hà Diễm Mai đứng dậy, hét lên, Trương Nguyên, nói chuyện phải ăn ngay nói thẳng. Chính, chính là Đường Sở Sở ép tôi làm, xong việc còn để Giang Thần Uy hiếp tôi, khiến tôi hãm hại tổng giám đốc Hải. Trương Nguyên một mực khẳng định là Đường Sở Sở, còn nói Giang Thần Uy hiếp ông ta. Ông? Hà Diễm Mai tức tới mức sắc mặt tái nhợt. Đường Sở Sở cũng cảm thấy tủi thân cô toàn tâm toàn ý vì gia tộc mà lại rơi vào kết cục như thế này giang thần thở dài một hơi mạnh mẽ áp chế cơn giận của mình anh biết đây là giang trung là một thành phố yên bình không phải là biên giới nam hoang hỗn loạn một đủ rồi đường thiên long quát lên còn chưa xong sao đường sở sở cháu làm sai ông nội cũng không trách tội cháu dẫu sao cũng còn trẻ không chịu được cám dỗ chỉ cần biết sai mà sửa thì có thể tha thứ nhưng các cháu quá đáng quá rồi, muốn làm gì, giết người sao? Cháu không có, Đường Sở Sở hét lên. Bốp. Audio điện tử võ tấn bền. Đường Thiên Long đập tay lên mặt bàn, bỗng nhiên đứng dậy, sự việc đã đến nước này, cháu còn không chịu nhận sai. Ông nội, cháu thừa nhận, năng lực của Sở Sở quả thật rất mạnh, mấy ngày nay qua lại với không ít công ty lớn, điều này đối với Vĩnh Nhạc đích thực là việc tốt. Nhưng phạm phải sai lầm lớn như vậy, không thừa nhận thì cũng thôi đi, còn muốn ép ông Trương hãm hại bố cháu. Lòng dạ thâm hiểm như thế, tương lai nhất định là tai họa của Vĩnh Nhạc. Đường Lỗi đứng lên, nói coi như là có mối quan hệ rộng, coi như là có thể đưa nhà họ Đường gia nhập vào nơi quyền thế thì thế nào. Ông nội, năm đó ông lập ra quy tắc, làm việc phải dựa vào lương tâm, tuyệt đối không kiếm tiền không chính đáng. Mới được bao lâu mà đã xảy ra việc này rồi. Đường Mộng Oánh cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, Bây giờ ông nội vẫn còn, lá gan của Đường Sở Sở đã lớn vậy rồi. Nếu như ông nội không còn nữa, Đường Sở Sở chính thức tiếp nhận nhà họ Đường, vậy chẳng phải là đẩy nhà họ Đường vào vực thẳm sao? Ông nội, cháu trai cảm thấy Đường Sở Sở không có tư cách làm việc ở Vĩnh Nhạc, như vậy sẽ phá hỏng nền nếp làm việc của Vĩnh Nhạc. Hai người anh một câu, tôi một câu, kẻ sướng người hát. Đường Sở Sở, từ nay trở đi, cháu về nhà nghỉ ngơi lúc nào biết sai thì lúc đấy quay lại làm việc. Đường Thiên Long lạnh lùng mở miệng. Ông ta đưa ra quyết định như vậy cũng là đã suy nghĩ 5 lần 7 lượt. Mặc dù ông ta muốn dẫn dắt nhà họ đường trở thành nhà quyền thế, nhưng tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn không chính đáng. Hành vi của đường sở sở đã chạm phải luật hình sự, tiếp tục như vậy, cô sẽ đi đời, vĩnh nhạc cũng sẽ đi đời. Ông ta không muốn vĩnh nhạc mà ông ta đã tâm huyết cả đời bị phá hỏng trong tay đường sở sở. Vâng. Đường Sở Sở muốn phản bác nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Cô chỉ gật đầu, đáp một tiếng. Hà Diễm Mai, Đường Tùng tức tới mức sắc mặt tái nhợt. "Đi thôi, trở về." Giang Thần cũng không nói gì nhiều. Người nhà bọn họ chán nản rời khỏi căn biệt thự lớn của nhà họ Đường. Đường Lỗi nhìn Đường Mộng Oánh một cái, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Anh ta cũng không ngờ tới, Giang Thần sẽ đi ép Trương Nguyên mà Trương Nguyên không những không vạch trần đường hải, trái lại còn trả đũa. Cứ nhẹ nhàng như vậy đã ép được đường sở sở xuống rồi. Mặc dù bây giờ đường Thiên Long vẫn chưa thu hồi cổ phần của đường Bác, nhưng chỉ cần họ gây trở ngại từ bên trong, thu hồi cổ phần chỉ là việc sớm muộn. Nhà họ đường, tức chết tôi rồi, đúng là ông già bảo thủ, vậy mà lại tin một người ngoài, không tin cháu gái của mình. Hà Diễm Mai tức tới mức thở hồn hển ngồi lên sofa. Đường bác nhỏ tiếng nói một câu có, có lẽ thật sự là sở sở làm thì sao? Việc hôm qua cũng có khả năng là giang thần và sở sở hợp lại cùng diễn trò. Dẫu sao hôm qua giang thần cũng không đến tiệc rượu của gia tộc, nói không chừng là đi sắp xếp chuyện này. Một, ông nói láo, hà diễm mai lớn tiếng mắng, nhưng hai tiếng nói láo đã hạ thấp âm thanh không ít. Đường bác nói thế, bà ta cũng cảm thấy có thể là như vậy. Sở sở, không lẽ thật sự là con và giang thần? Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy, sao có thể là con chứ? Đường sở sở tủi thân đến rơi nước mắt, ông nội không tin thì thôi đi, bây giờ đến bố mẹ cũng không tin nữa. Mẹ, con tin là không phải chị sở sở làm, là nhà đường hải dở cho. Đường Tùng nói, ngô mẫn gật đầu, đúng vậy, nhà chúng ta có đến 50% cổ phần, chị sở sở lại là chủ tịch. Đường Hải từ trước tới nay luôn muốn kiểm soát quyền lực gia tộc sao có thể để yên. 2 hà diễm mai thở dài một tiếng vốn dĩ còn nghĩ sắp được sống những ngày tháng yên bình rồi không ngờ lại gây ra nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ cả đời này tôi đều không có cơ hội làm bà chủ nhà giàu sao chuyện cung đấu giang thần đề nghị nếu không thì chúng ta tự làm vậy tự mở công ty dựa vào năng lực của sở sở tuyệt đối có thể tạo ra thành tựu ở dược đô giang trung nói thì nhẹ nhàng lắm hà diễm mai lớn tiếng còn có biết mở công ty cần bao nhiêu tiền không con biết mở công ty khó như thế nào không?" Giang Thần nói, "Không có tiền, chúng ta có thể vay. Chúng ta làm từ những việc nhỏ nhặt, chỉ cần công ty thành lập, dựa vào các mối quan hệ của sở sở, không lo không có đơn nào đặt. Sau này chúng ta làm to hơn, thậm chí có thể tự sản xuất thuốc." "Thôi đi," Nương Tùng nói, "Mở công ty quá khó. Bây giờ công ty dược liệu ở Giang Trung đã đầy rồi, một công ty mới thành lập muốn làm được việc quá khó khăn rồi." Đường bác cũng gật đầu, quả thật là như vậy. Theo thống kê mới nhất, năm nay dược đô xuất hiện thêm hơn 3.000 công ty dược liệu, còn công ty vỡ nợ, phá sản lại đến hơn 5.000. Hà Diễm Mai cũng mắng, giang thần, đừng đưa ra chủ ý linh tinh nữa, cứ như vậy đi, đợi ông già kia nguôi giận, sở sở vẫn có thể tiếp tục làm việc ở Vĩnh Nhạc. Cả gia đình đều mất đi khí thế. Đúng là không có chút khí thế nào. Giang thần cũng không biết phải làm sao. Người nhà này, đều là bùn loãng không thể chắt tường, đến giờ vẫn còn muốn trông chờ vào nhà họ đường. Chẳng lẽ phải thật sự nói với họ, cả cái thành phố mới thời đại khoa này đều là của anh, muốn mở công ty dược liệu, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng Giang Thần vẫn không nói. Điều này suy cho cùng cũng quá khủng khiếp rồi. Tuy gia đình này không phải tầng lớp thấp nhất, nhưng cũng chỉ là người của gia tộc có vài tỷ, nói với họ mình có tài sản hàng nghìn tỷ, ai sẽ tin? Giang Thần nhìn Đường Sở Sở, nói: "Sở Sở, em quyết định đi. Nếu em thật sự muốn làm, vậy chúng ta sẽ tự mở công ty. Em quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy, có sự giúp đỡ của những nhân vật lớn đó thì không lo về việc đơn đặt hàng. Bây giờ chỉ cần vay được tiền, chúng ta sẽ có thể bắt đầu làm." Vốn dĩ Giang Thần muốn nói, anh lấy ra mấy triệu làm vốn lập nghiệp. Nhưng Đường Sở Sở từng nhắc nhở anh, đừng nói chuyện tiền nong trước mặt người nhà đường sở sở cũng dao động rồi. Giang thần nói đúng. Hiện giờ cô đã tiếp xúc với chủ tịch hội đồng quản trị của thiên quân Diệp Hùng rồi, ông ta rất coi trọng cô. Và lại còn là bản thân của dược phẩm trường sinh lâm y. Nếu thật sự có thể thành lập công ty, việc đặt đơn hàng là không thiếu được. Thật, thật sự muốn lấy tiền, vay tiền mở công ty sao? Đường sở sở nhìn Giang thần, Giang thần kéo tay cô, khuôn mặt dịu dàng, anh đã từng nói, sẽ luôn sát cánh bên em, bất luận em làm cái gì anh đều ủng hộ em chẳng phải chỉ là tiền vay tiền thôi sao cái này có gì mà ghê gớm bây giờ chúng ta đến thiên quân và trường sinh lấy hợp đồng đặt hàng vài tỷ sau đó cầm hợp đồng đến ngân hàng vay tiền anh tin rằng ngân hàng sẽ cho vay thôi thôi nghỉ ngơi một chút đi mấy ngày nữa là sinh nhật bà ngoại con chúng ta đến nhà bà ngoại con ở giang bắc một thời gian coi như là thư giãn nghỉ ngơi hà diễm mai nói Bà ta thật sự không muốn Giang Thần và Đường Sở Sở làm loạn gì nữa. Mở công ty, nếu như thất bại, còn phải chịu trách nhiệm về khoản nợ vô cùng lớn. Bây giờ tuy rằng không có tiền, nhưng ít nhất không có nợ nần gì cả. "Đúng vậy," Đường Tùng nói, "mấy ngày trước không phải thời sự cũng đưa tin rồi sao? Mấy tháng trước công ty gì đó thành lập, chưa đến 3 tháng đã vỡ nợ rồi, ông chủ nợ 300 triệu, bị nợ nần quấn thân." nhảy xuống từ sân thượng tầng 18, ngã đến tan xương nát thịt. Ừ, đường bác gật đầu, vẫn là làm việc giữ khuôn phép, đừng đi làm linh tinh gì đó. Giang thần cạn lời. Không dễ gì đường sở sở mới dao động, bây giờ vừa nghe người nhà nói lại thấy sợ sệt rồi. Vậy trước hết cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi lại nói tiếp. Giang thần cũng không nói gì nữa. mươi 122, Vĩnh Thái. Giang thần thật sự hết cách rồi người nhà này đều không chịu sông pha chỉ biết ngồi không hưởng lộc cộc cộc bên ngoài có tiếng gõ cửa hà diễm mai gọi đường tùng ra mở cửa đường tùng chẳng có tâm trạng cậu ta nhìn sang ngô mẫn vợ em ra đi ngô mẫn cũng lười chẳng muốn động đậy cô ta nhìn sang giang thần giang thần anh đi đi giang thần thấy hơi buồn bực hai người này đúng là chúa lười anh không nói gì bèn đứng dậy ra mở cửa Ngoài cửa có một ông lão khoảng 7, 80 tuổi, ông mặc một bộ quần áo giản dị, tay còn cầm theo mấy vỏ rượu ngon. "Ông, ông là?" Giang Thần nhìn ông lão đứng ngoài cửa, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. "Cậu, cậu là Giang Thần phải không? Tôi là Đường Thiên Sương, là ông họ của Sở Sở." "Ồ, mời ông vào trong." Giang Thần dẫn Đường Thiên Sương vào nhà. Người nhà họ Đường vừa nhìn thấy người bước vào là Đường Thiên Sương thì lập tức sầm mặt lại. Ông tới đây làm gì? Hà Diễm Mai lạnh lùng hỏi. Diễm Mai, đường Thiên Sương giờ mấy vỏ rượu lên rồi lại đặt xuống bàn. Hà Diễm Mai mất kiên nhẫn nói, mang đi đi, nhà này không thiếu. Giang thần thấy thái độ của cả nhà không mấy vui vẻ thì lập tức sinh nghi. Từ khi nào mà đường Thiên Long lại có thêm một người em trai vậy? Tại sao anh về nhà họ đường sống lâu như vậy rồi lại chưa từng gặp qua người này? Sở sở. Đường Thiên Sương trông thấy Đường Sở Sở cũng có mặt ở đó, ông ấy nhìn cô, mặt lộ vẻ cầu xin, "Sở Sở, ông họ cũng là không còn cách nào khác mới tìm đến nhà cháu, giờ cháu đã là chủ tịch hội đồng quản trị của Vĩnh Lạc, quyền cao chức trọng, hiện giờ công xưởng nhà mình có nguy cơ phá sản, đơn đặt hàng giảm đáng kể, còn thiếu nợ hơn 10 triệu tiền hàng và 1 triệu tiền lương cho công nhân." Nói xong, ông ấy quỳ xuống đất. "Coi, coi như ông họ cầu xin cháu." xin cháu hãy nể tình chúng ta từng là người nhà mà giúp vĩnh thái được không đường sở sở lập tức đứng dậy tiến lại đỡ đường thiên sương đứng dậy ông họ ông làm gì vậy mau đứng dậy đi sở sở chị làm gì vậy chẳng lẽ chị quên lời ông nội nói rồi à cả đời này không được qua lại với đường thiên sương đường tùng đứng dậy mắng cái này đường sở sở lộ vẻ khó xử cô nhìn đường thiên sương nói ông họ cháu không có cách nào giúp được ông và lại bây giờ cháu cũng không còn là chủ tịch hội đồng quản trị của vĩnh lạc nữa rồi. cho dù là cháu hay với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị thì cháu cũng không dám giúp ông. nghe xong đường thiên sương sững sờ, chân lão đảo lùi về sau mấy bước. nếu không phải rơi vào đường cùng thì ông ấy cũng không phải mặt dày đến cầu xin đường sở sở. ông ấy mang theo vẻ thất vọng rồi bỏ đi. giang thần hỏi sở sở ông ấy thật sự là ông họ của em sao? hồi trước anh chưa từng thấy ông ấy. Đường sở sở nhỏ giọng đáp, "Đúng là ông họ của em, hơn 20 năm trước giữa ông ấy và ông nội em xảy ra mâu thuẫn cho nên ông ấy mới rời khỏi Vĩnh Lạc, một mình gây dựng nên công xưởng Vĩnh Thái. Hồi đó vì chuyện phân chia tài sản mà hai người đó cãi nhau một trận rất to, ông nội em từng nói rằng không bao giờ muốn dính dáng gì tới ông họ nữa, mấy năm nay đúng là hai người đó không hề qua lại với nhau." "Hóa ra là vậy." Giang Thần không ngờ rằng nhà họ Đường còn có giai đoạn này. Hà Diễm Mai nói: "Được rồi, Sở Sở, đừng để ý nữa, nếu để ông nội con biết được chuyện này thì chắc chắn ông ta sẽ nổi trận lôi đình mất, chắc con không biết năm đó hai ông già đó chửi mắng nhau kinh khủng cỡ nào đâu." Suy nghĩ một lát rồi Giang Thần nói: "Sở Sở, ngược lại anh thấy đây là cơ hội tốt đó." "Hửm?" Đường Sở Sở nhìn sang phía Giang Thần. Giang Thần nói tiếp: "Mặc dù anh không biết về công xưởng chế biến Vĩnh Thái của ông họ em, nhưng đó cũng phải là một công xưởng lớn được thành lập mấy chục năm rồi, đương nhiên sẽ có đầy đủ công nhân và thiết bị, giờ chỉ cần chút vốn điều hành, tăng thêm một ít đơn đặt hàng là có thể đưa vào sản xuất, như vậy sẽ giảm bớt đi nhiều việc phải làm. Anh, ý anh là, Đường Sở Sở chợt hiểu trong lòng, ý anh là muốn em bỏ chút tiền ra thu mua lại Vĩnh Thái của ông họ. Vớ vẩn, Hà Diễm may mắn, hai nhà chúng ta từng thề không bao giờ qua lại với nhau cho tới chết. Nếu để ông nội biết được chuyện này thì ông ta sẽ lập tức thu lại cổ phần của nhà chúng ta mất, Sở Sở, sắp cuối tháng rồi, sắp được lấy lãi rồi, con đừng có mà làm hỏng chuyện." Giang Thần nói: "Mẹ, mẹ vẫn còn trông chờ vào Đường Thiên Long sao? Một khi vẫn còn gia đình Đường Hải thì lấy lại cổ phần chỉ là chuyện sớm muộn. Chuyện này cứ nghe con, về tiền thì con sẽ tìm cách, dù sao thì nhà họ Đường cũng không muốn gặp Sở Sở, nếu đã vậy thì tại sao không lợi dụng cơ hội này xây dựng cho mình một đế chế riêng?" Nghe anh nói thế, Hà Diễm Mai cũng hơi dao động. Đường Tùng nói, Giang Thần, anh có biết quy mô vĩnh thái lớn đến mức nào không? Cho dù nó kém hơn so với Vĩnh Lạc nhưng vẫn được coi là công xưởng lớn, ông họ nói rồi, Vĩnh Thái sắp phá sản, không những không nhận được đơn đặt hàng mà còn thiếu nợ tới 10 triệu lận, anh muốn tiếp quản lại nó đâu có dễ dàng thế. Và lại Vĩnh Thái cũng là công sức hơn nửa đời người của ông họ, cho dù có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì ông ấy cũng chưa chắc đã để lại cho anh đường bác gật đầu, ừm, nói có lý, mà cậu có tiền sao? Giang thần không để ý tới lời ông ta nói, anh vẫn tiếp tục, không phải chỉ là tiền thôi sao, còn có thể nghĩ cách. Hà Diễm Mai thật sự dao động rồi. Nếu có thể gom được tiền thu mua lại vĩnh thái của đường Thiên Sương, với số lượng công nhân và thiết bị máy móc hiện giờ, cộng thêm đường sở sở và tập đoàn Thiên Quân và quan hệ với dược phẩm trường sinh thì chắc chắn sẽ có đơn đặt hàng. Chuyện này còn tốt hơn việc chịu khổ chịu nhục ở nhà họ Đường gấp vạn lần. Sở Sở, trên phương diện tinh thần mẹ đây rất ủng hộ con, mẹ đã sớm cảm giác lão già bảo thủ Đường Thiên Long không mấy vui vẻ gì, lần này có thể làm riêng thì cứ làm riêng, nhưng mẹ chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần thôi, cũng chẳng có nhiều tiền để giúp con. Bố, ý của bố thế nào? Đường Sở Sở nhìn sang Đường bác. Đường bác lại nhìn Hà Diễm Mai rồi mới nói, bố nghe theo mẹ con cả nhà đều tham gia bàn bạc bọn họ đều cảm thấy rằng thay vì trở về nhà họ đường chịu khổ thì cho bằng dứt khoát rời khỏi đó thì hơn đánh cược một lần vậy có được sự ủng hộ trên phương diện tinh thần của cả nhà đường sở sở cũng lập tức hăng hái hẳn lên cô kéo theo giang thần vội vàng nói vậy thì chúng ta đi tìm ông họ đã ừm giang thần gật đầu đường thiên sương tới nhà đường sở sở lại biết được chuyện cô không còn là chủ tịch hội đồng quản trị của vĩnh lạc nữa ông ấy suy nghĩ một lúc rồi quyết định mặt dày tới cầu xin đường thiên long nghĩ vậy đường thiên sương đi tới biệt thự nhà họ đường vậy mà ông ấy lại bị chửi mắng nhục mạ một trận rồi bị đuổi ra ngoài đường sở sở bàn bạc với gia đình xong rồi mới rời khỏi nhà đang chuẩn bị tới nhà đường thiên sương thì lại nhìn thấy ông ấy cúi mặt ủ rũ đi ra từ nhà họ đường đường sở sở lập tức kéo theo giang thần đi nhanh tới đó ông họ Đường Thiên Sương ngẩng lên nhìn thấy Sở Sở. Gương mặt già nua của ông ngân ngấn nước mắt, sắc mặt dầu dĩ chán nản, ông ấy thốt ra hai tiếng, Sở Sở. Đường Sở Sở hỏi, "Ông, ông đi cầu xin ông nội sao?" Hai. Đường Thiên Sương thở dài thườn thượt, ông trời hẳn muốn tuyệt đường sống của Vĩnh Thái rồi. Ông lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Đường Sở Sở gọi to, "Ông họ, cháu cháu muốn tiếp quản Vĩnh Thái, ông xem có được không?" "Hả?" Đường Thiên Sương ngoảnh lại nhìn Đường Sở Sở, "Cháu, cháu muốn thu mua lại Vĩnh Thái." Đường Sở Sở gật đầu, "Vâng, ông ra giá đi, nếu giá cả hợp lý thì cháu sẽ nghĩ cách gom tiền thu mua lại Vĩnh Thái." Quảng cáo sau 4 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đường Thiên Sương nghe xong lập tức giận dữ quát, "Đường Sở Sở, cháu thông đồng với Đường Thiên Long phải không? Thấy Vĩnh Thái của tôi rơi vào khủng hoảng bèn nhân cơ hội ép giá thu mua, tôi nói cho cháu biết, không đời nào cho dù tôi có khuynh ra bại sản thì cũng không bao giờ để cơ nghiệp gây dựng nửa đời người của mình rơi vào tay cháu. Giang thần nói, ông họ, ông đừng kích động, từ từ nghe bọn cháu nói đã. Đường sở sở cũng bồi thêm, đúng vậy, bọn cháu muốn hoàn toàn tiếp quản vĩnh thái nhưng chắc chắn sẽ không ép giá. Hẳn ông từng nghe nói qua quan hệ giữa của cháu, tập đoàn thiên quân và dược phẩm trường sinh, chỉ cần vĩnh thái do cháu tiếp quản thì nhất định nó sẽ ngày càng phát triển. Như này đi, cháu trả ông 100 triệu, Ông chuyển lại toàn bộ cổ phần Vĩnh Thái cho cháu, nhưng ông yên tâm, cháu hứa ông vẫn sẽ là quản đốc của Vĩnh Thái. Đường Thiên Sương nhìn Đường Sở Sở, vẻ mặt không thể tin nổi. Vĩnh Thái rơi vào bế tắc như hiện giờ, còn gánh thêm khoản nợ khổng lồ. Mà Vĩnh Lạc bây giờ đáng giá bao nhiêu tiền, cộng tất tần tật các loại thiết bị máy móc trong công xưởng lại cùng lắm chỉ đáng 10 triệu. Mấy thứ linh tinh còn lại cộng vào cũng chỉ được vài ngàn, cùng lắm là một vạn giờ đường sở sở lại đưa ra con số thu mua công xưởng tới 100 triệu, hơn nữa cô còn hứa sẽ để ông ấy tiếp tục làm quản đốc. Đường sở sở gật đầu, nói, vâng, chỉ cần ông đồng ý, không những cháu vẫn để ông là quản đốc mà còn cho ông 10% cổ phần, đợi tới khi vĩnh thái lớn mạnh, ông chỉ việc hưởng hoa hồng mà thôi. Được, được, ông họ đồng ý. chương 123, vay tiền phạm pháp. Ông họ, giờ chúng ta đi giải quyết thủ tục chuyển nhượng nhé đường sở sở nhìn đường thiên sương được được rồi nhưng sở sở cháu có tiền sao cuối cùng sau khi kích động đường thiên sương cũng bình tĩnh trở lại ông ấy rẻ rặt hỏi cô cháu sẽ không lôi ông ra làm trò đùa chứ đường sở sở nhìn giang thần đưa thẻ cho em giang thần tự giác lấy thẻ hắc long ra đường sở sở hỏi rốt cuộc trong thẻ có bao nhiêu tiền cô biết giang thần từng rửa tiền nên anh mới phải lên tòa án quân sự sau đó bị khai trừ khỏi danh sách quân đội. Có điều cô cũng không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền. Không nhiều, cũng chỉ có 200 triệu mà thôi. Giang Thần nói một con số rất cụ thể. 200 triệu, vừa hay giải quyết được vấn đề của Đường Sở Sở. 100 triệu vốn thu mua, 100 triệu còn lại là vốn điều hành. Anh không dám nói nhiều, sợ sẽ dọa Đường Sở Sở hú hồn. Đúng rồi, thẻ này của anh không có mã số, thế thì chuyển khoản kiểu gì? Đường Sở Sở nhìn thẻ Hắc Long, mặt lộ vẻ ngờ vực. "Ha ha, nó liên kết với chứng minh thư của anh, mã chứng minh thư chính là mã thẻ đó." Giang Thần cười bí ẩn. Đường Thiên Sương nhìn Giang Thần, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Ông ấy nghe nói anh là một chàng rể ở nhờ nhà vợ, không tiền không quyền. Vậy mà giờ trong thẻ của anh lại có 200 triệu sao? "Cơ mà đó không phải chuyện của ông ấy." "Sở Sở, giờ chúng ta tới công ty ký hợp đồng." Công ty Vĩnh Thái. Mặc dù quy mô Vĩnh Thái không lớn lắm nhưng vẫn có trụ sở công ty đàng hoàng. Lúc này tại phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vĩnh Thái. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi đang ngồi trên ghế sofa, anh ta mặc trên người một bộ đồ của nhãn hiệu nổi tiếng, giá không hề rẻ, tay ôm một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Trong phòng làm việc còn có một người đàn ông hơn 40 tuổi nữa. Người đàn ông mặc đồ vest, thắt cà vạt chỉnh tề ông ta liên tục gỡ lỏng cà vạt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Liễu, cậu chủ Liễu, chuyện tiền nong, chúng tôi nhất định sẽ tìm cách hoàn trả, cậu cho chúng tôi thêm vài ngày nữa được không? Người đàn ông trung niên lau lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt vô cùng lễ phép nói với chàng trai ngồi ở ghế sofa kia. Ông ta là con trai của đường Thiên Sương, đường Long. Cũng là một trong số những người điều hành vĩnh thái. Chàng trai được gọi là cậu chủ liếu kia chỉ chán ghét liếc ông ta một cái, anh ta lộ ra một nụ cười chế nhạo, đường long, vĩnh thái của mấy người còn có thể xoay tiền được nữa sao? Cứ cho là mượn được thì thế nào, vẫn không có đơn đặt hàng, vẫn có nguy cơ phá sản, tôi nói lời giữ lời, bây giờ các công thế chấp vĩnh thái cho tôi, số nợ 10 triệu tôi sẽ lập tức xí xóa, hơn nữa còn cho mấy người thêm 10 triệu nữa, thấy sao? Không, tôi tuyệt đối không bán vĩnh thái, thái độ của đường long rất kiên định. Vĩnh Thái là tâm huyết mấy chục năm của bọn họ, trải qua biết bao sóng gió, sao giờ lại có thể bán ra với giá thấp như vậy chứ? Sắc mặt cậu chủ liễu tức thì sầm xuống, anh ta lấy giấy nợ ra, đây là giấy vay nợ do đường thiên sương viết, ông ta mượn 10 triệu, kỳ hạn 3 tháng, lãi 5 triệu, tổng cộng là 15 triệu, trên giấy nợ đã ghi rõ rành rành, nếu đến kỳ mà các người không thể trả tiền thì sẽ phải thế chấp vĩnh thái, giấy trắng mực đen còn muốn quyệt tiền sao? Tôi, đường long ú ớ, không nói thành lời. Ông ta quay người lại nhìn về phía ngoài cửa bố ông ta đã ra ngoài xoay tiền, giờ cũng nên về rồi chứ. Cậu chủ liễu, anh còn ở đó phí lời làm gì, cứ việc gọi luật sư tới kiện Vĩnh Thái ra tòa, chúng ta có giấy nợ, sợ gì chứ. Cô gái trong vòng tay cậu chủ liễu lên tiếng, giọng điệu là lướt chua lòm. Một cô gái vội vã chạy vào, sắc mặt kinh hãi, nói chủ, chủ tích, không hay rồi, trong xưởng xảy ra chuyện, có hai chiếc xe tải lớn tới đây, người bên trong nói nếu hôm nay không phát lương thì bọn họ sẽ đem bán hết máy móc thiết bị nghe xong đường long như người mất hồn ngã gục xuống đất xong rồi mất vĩnh thái thật rồi đúng lúc này đường thiên sương dẫn theo đường sở sở và giang thần đi vào trong phòng làm việc bố đường long lập tức đứng dậy vội chạy lại hỏi sao rồi mượn được tiền chưa nhìn thấy đường sở sở đằng sau bố mình mặt mày đường long lập tức dạng dỡ hẳn lên vĩnh Chủ tịch hội đồng quản trị Vĩnh Lạc, Sở Sở, thật sự là cháu, tốt quá rồi, Vĩnh Thái được cứu rồi. Cậu chủ Liễu ngồi ở ghế sofa cũng nhìn mấy người vừa bước vào đây. Anh ta là người nhà họ Liễu. Địa vị của nhà họ Liễu ở giang trung khá thấp kém, không so được với mấy gia tộc giàu có nhưng cũng mạnh không kém gì gia tộc trung lưu như nhà họ Đường, gia sản ước tính mấy trăm triệu, thuộc tầm trung. Liễu Thông là người giang trung, đương nhiên anh ta cũng biết đường sở sở của tập đoàn Vĩnh Lạc chẳng phải đường thiên sương và đường thiên long từ mặt nhau sao sao đường sở sở lại tới đây trong lòng anh ta dấy lên sự nghi ngờ vì muốn giành được vĩnh thái mà anh ta đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết anh ta đã điều tra rất kỹ tình hình của vĩnh thái nên mới đồng ý cho mượn tiền giờ vĩnh thái sắp rơi vào tay mình tới nơi thì bỗng dưng lại xuất hiện một đường sở sở đây đây không phải đường sở sở của vĩnh lạc sao liễu thông đứng dậy anh ta chia tay ra cười nói xin chào đường tổng, tôi là Liễu Thông, Liễu Thông của nhà họ Liễu. Hả? Đường sở sở nhìn anh ta một cái, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ khó gần. Liễu Thông ngại ngùng thu tay về, sau đó cười giả là nói, đường tổng, cô tới Vĩnh Thái, chắc không phải muốn mượn tiền cho Vĩnh Thái đâu ha. Giang thần nói, mượn tiền gì chứ? Chúng tôi tới mua lại công ty, sau đó sẽ tiếp quản nó. Cái gì? Đường Long nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta hét lên, bố, bố, bố muốn bán vĩnh thái ư. Đường Thiên Sương giải thích, chuyện này cũng là do bố chẳng còn cách nào khác, và lại đường sở sở cũng tự nguyện bỏ ra 100 triệu để mua lại 100% cổ phần vĩnh thái. Con bé còn đảm bảo sau khi mua lại công ty chúng ta cũng sẽ không thay đổi nhân sự, chưa hết, con bé còn tặng chúng ta 10% cổ phần nữa kia. Đường Long nghe vậy mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. 100 triệu thì cũng tạm chấp nhận được nếu là bỏ tiền túi ra thu mua lại thì với tình trạng hiện giờ của Vĩnh Lạc có thể bán ra khoảng hai chục triệu đã là rất đáng nể rồi. sắc mặt Liễu Thông trở nên âm u hẳn đi. Anh ta đã bỏ ra biết bao công sức vì Vĩnh Thái, thành quả sắp về đến tay rồi thì giữa đường lại lòi ra Đường Sở Sở, nhưng anh ta cũng chẳng dám tranh giành với Đường Sở Sở, bởi vì cô có quan hệ thân thiết với Tập đoàn Thiên Quân và Dược phẩm Trường Sinh và lại một thời gian trước trong bữa tiệc của Lâm Y, cảnh tượng mấy chục xếp lớn đều quỳ gối trước cô vẫn còn rõ rành rành trong đầu anh ta. Nếu giờ chọc tới đường sở sở, để cô gọi điện thoại cho Diệp Hùng thì Liễu Thông coi như xong đời. Một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Tiêu còn chả dám dây dưa tới Diệp Hùng, hơn nữa nhà họ Liễu còn kém xa nhà họ Tiêu. Giờ lấy lại được tiền cho vay đã là tốt lắm rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, sắc mặt Liễu Thông trở nên thoải mái hơn một chút, anh ta vừa cười vừa nói, hóa ra Đường tổng tới thu mua lại Vĩnh Thái, vừa hay tôi cũng đến đây đòi nợ, Vĩnh Thái có nợ chúng tôi 10 triệu, cộng cả lãi tổng cộng là 15 triệu, đây là giấy nợ. Đường Sở Sở cầm lấy tờ giấy nợ, vừa đọc thì thấy tiền gốc là 10 triệu, kỳ hạn vay 3 tháng, lãi 5 triệu. Cô lập tức sầm mặt, 3 tháng mà lãi những 5 triệu, này là còn gớm hơn cả vay lạng lãi đó, thế này giống vay tiền phạm pháp hơn mới phải, Vĩnh Thái không đồng ý với chỗ tiền này muốn chúng tôi trả tiền thì cứ theo thủ tục chính quy mà làm. Giang thần thấy cô như vậy thì mặt lộ ra tia tự hào. Đường sở sở cũng có bản lĩnh đấy chứ. Cái này, liễu thông cũng lộ ra vẻ khó xử, đây đúng thật là vay tiền phạm pháp, hoàn toàn không được pháp luật công nhận. Vậy, tôi chỉ cần tiền gốc thôi được không? Liễu thông chịu thua trước đường sở sở rồi. Cậu chủ liễu, anh làm gì vậy? 5 triệu lận đó, sao anh có thể nói không cần là không cần chứ? cô gái xinh đẹp đang ngồi ở sofa nghe thấy thế thì vô cùng sốt ruột. Liễu Thông đã hứa với cô ta rằng chỉ cần lấy được Vĩnh Thái thì sẽ cho cô ta một triệu. Giờ thì không chỉ không giành được Vĩnh Thái mà còn không lấy được cả lãi. Cô ta đứng phát dậy, chỉ thẳng mặt đường sờ sở, mắng, cô là ai, ở đây có chuyện của cô à, mau cút cho tôi. Bốp, Liễu Thông chờ tay tát cho cô gái trẻ kia một bà tai. Cái tát này cũng không hề nhẹ, cô gái kia bị đánh đến nỗi lảo đảo ngã ra ghế sofa đằng sau, khóe miệng lập tức ứa máu tươi. Đường Tổng, cô ta chỉ là một con điếm, chưa từng thấy qua người học sâu hiểu rộng, cho nên mới không biết thân phận của đường Tổng, mong cô bỏ đừng chấp nhặt. Đường sở sở cũng lười không thèm chấp cô ta, cô thu lại giấy nợ rồi nói, tôi nhận 10 triệu tiền nợ, anh về trước đi, đợi sau khi tôi giải quyết mọi chuyện sẽ gọi thông báo cho anh. Vâng, Liễu Thông không dám nói chữ, không sau đó anh ta lôi cô gái vừa bị mình tát cho ngốc người kia rời khỏi phòng làm việc. Giang thần giơ ngón cái, vợ à, giờ em giỏi thật đó, giờ ngay cả loại thiếu gia nhà giàu ngang ngược bất cần này cũng phải khúm núm trước em rồi. Lời nói của Giang thần khiến đường sở sở nghĩ đến người đàn ông đeo mặt nạ đã từng cứu cô. Cô có được địa vị như bây giờ, hoàn toàn là nhờ công của anh ấy. Cô hơi thất thần, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nói ông họ, Chúng ta xử lý thủ tục chuyển nhượng đi thôi. Chương 124, đòi nợ. Thủ tục chuyển nhượng diễn ra rất thuận lợi. Đường Thiên Sương bảo thư ký soạn hợp đồng chuyển nhượng, Giang Thần thì đăng ký ngân hàng kỹ thuật số, lập tức chuyển số tiền 100 triệu đến tài khoản cá nhân của Đường Thiên Sương. Đồng thời anh cũng chuyển thêm 100 triệu tới tài khoản công ty, xem như vốn điều hành Vĩnh Thái. Chuyển khoản thành công, ký xong hợp đồng. Dường như Đường Thiên Sương đã già hơn rất nhiều ông ấy nhìn đường sở sở, sau đó vỗ vỗ vai cô, nói, sở sở, Vĩnh Thái về sau phải giao cho cháu rồi, ông không thể khiến Vĩnh Thái phát triển tốt đẹp, hy vọng rằng dưới sự dẫn dắt của cháu, Vĩnh Thái sẽ trở nên huy hoàng, hớn mạnh hơn nữa. Đường sở sở gióng giặc hứa, ông họ, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ dẫn dắt Vĩnh Thái phát triển lớn mạnh hơn nữa. Đúng rồi, đường Long nhớ ra gì đó, ông ta nhìn sang đường sở sở, nói, sở sở, hiện giờ công nhân ở xưởng đang kịch liệt đòi trả lương, còn gọi tới mấy chiếc xe tải, nếu trong hôm nay chúng ta không trả lương cho họ thì họ sẽ đem thiết bị máy móc đi bán. Cái gì? Sắc mặt đường sở sở hơi thay đổi. Cô tiêu tốn mất 100 triệu, chính là vì xưởng, thiết bị và công nhân của Vĩnh Thái. Giờ công nhân xưởng muốn bán thiết bị, máy móc, như vậy chẳng phải cô mất tiền uổng sao? Đi, đi xem thế nào. Ngay lập tức, Bọn họ rời khỏi phòng làm việc ở tòa nhà lớn, đi xuống khu xưởng. Xưởng gia công Vĩnh Thái. Trước cửa có hai chiếc xe tải lớn, còn có hơn 100 công nhân. Cầm đầu là một người đàn ông hơi mập mạp, khoảng chừng gần 40 tuổi. Anh ta đang quát vào mặt một cậu trai khoảng 20 tuổi, Đường Tiểu Thất, "Tốt nhất cậu đừng có cản tôi, mau mở cửa xưởng ra." "Mau mở cửa, không có tiền trả công nhân, còn không cho chúng tôi bán máy móc sao?" "Đúng vậy, để đống thiết bị này ở đây làm gì, chẳng lẽ các người còn muốn vực dậy vĩnh thái sao? Đơn đặt hàng cũng không có, ở lại xưởng này cũng chẳng tác dụng gì. Không ít công nhân là ó ẩm ý. Phó trưởng phòng vương, ông cũng là nhân viên kỳ cựu của Vĩnh Thái, bây giờ công ty gặp khó khăn, ông không giúp được gì thì thôi, đằng này còn thừa dịp hùa theo, ông có biết đem chỗ máy móc này đi đồng nghĩa với chuyện gì không, chính là đồng nghĩa rằng Vĩnh Thái sẽ không còn cơ hội vực dậy được nữa. Ở cửa xưởng, Cậu trai 20 tuổi kia không ngừng khuyên nhủ. Cậu ta là con trai của Đường Long, Đường Tiểu Thất. Cậu ta làm việc ở công xưởng này, đồng thời cũng là chủ quản kho hàng. Mọi người tin tôi, nhất định Vĩnh Thái sẽ vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng này, ông nội sẽ nhanh chóng mượn được tiền. Hừ, còn mượn tiền sao, ai chẳng biết Vĩnh Thái các người thiếu nợ tới 10 triệu bạc, giờ không kéo những máy móc thiết bị này đi thì không chắc sau này chúng có bị gán cho người khác với giá thấp hay không, đến lúc Vĩnh Thái phá sản thì ai trả lương cho chúng tôi? Phó trưởng phòng Vương liên tiếp xúi dục công nhân. Mọi người, chúng ta không cần công xưởng này nữa, tôi đã tìm được một xưởng cũng không tồi, vẫn là phó trưởng phòng, tiền lương còn cao hơn so với Vĩnh Thái trả, tôi và mọi người nhảy việc đi. Đúng, công xưởng nát, đợi gì mà đợi chứ. Đường Tiểu Thất mà còn ngăn tôi lại thì đánh cậu ta cho tôi một đám người xông lên cướp lấy chìa khóa cửa của đường tiểu thất sau đó ép cậu ta phải mở cửa ra bên ngoài có mấy người đang đi tới đó là đường thiên sương đường sở sở và giang thần đường thiên sương thấy có không ít công nhân làm loạn ông ta vội vàng đi tới rồi quát lớn còn có phép tắc không hả thấy đường thiên sương xuất hiện những công nhân bấy giờ mới bình tĩnh lại vương kỳ đi tới giọng điệu trách móc oán hận trưởng xưởng ông cũng đừng trách chúng tôi chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, mấy người đã không trả lương cho chúng tôi mấy tháng rồi, chúng tôi cũng cần ăn cơm, còn phải nuôi gia đình nữa mà. Đúng vậy, hiện giờ tài khoản công ty không còn một đồng, lại còn nợ hơn 10 triệu, giờ mà chúng tôi không đem bán những máy móc thiết bị này đi, chẳng lẽ đợi tới lúc chúng bị thế chấp rơi vào tay người khác, vậy thì ai sẽ trả lương cho chúng tôi đây? Trường xưởng vợ tôi sắp sinh rồi, tôi hết cách rồi. Trường xưởng tôi đã làm việc ở Vĩnh Thái 5 năm rồi, nhưng hiện giờ mẹ già tôi lâm bệnh nặng, công ty thì chậm lương 3 tháng. Rất nhiều công nhân nháo nhào lên. Ai? Đường Thiên Sương thở dài một hơi nặng nề. Chẳng lẽ ông ấy lại không hiểu được chỗ khó của công nhân? Ông ấy chỉ sang đường Sở Sở đứng bên cạnh, nói, đây là chủ tịch hội đồng quản trị mới của Vĩnh Thái, Đường Sở Sở, từ nay về sau, cô ấy sẽ là người điều hành Vĩnh Thái, mọi người không cần lo lắng, giờ thì Vĩnh Thái có tiền rồi, sẽ lập tức phát lương cho mọi người. Hả? gì cơ? Đường sở sở? Đường sở sở của vĩnh lạc? Sao cô ta lại tới vĩnh thái? Trường xưởng này là thật sao? Tất cả công nhân đều đồng loạt nhìn về phía đường sở sở. Đường sở sở tiến lên đằng trước, nói lớn: Không sai, chuyện này là thật. Hôm nay mọi người đều có thể lấy lương rồi. Ba tháng nợ lương, cùng với nửa tháng lương tôi tặng mọi người coi như đền bù. Đợi sau khi công ty đi vào ổn định quy củ, tôi hứa ngày nào mọi người cũng sẽ được đi làm. Được tăng ca, tiền lương sẽ tăng lên gấp bội. Nghe xong, tất cả mọi người đều trở nên kích động. Vương Kỳ lập tức chạy tới khom lưng nói, "Đường tổng, chào cô, tôi là Vương Kỳ, tôi là phó xưởng ở đây." "Hừm." Đường Sở Sở nhìn Vương Kỳ một cái. Cô biết anh ta chính là người đầu tiêu ra vụ làm loạn này. Cô cũng nghe thấy người này nói rằng anh ta đã tìm được một công ty khác, muốn dẫn theo các công nhân bỏ việc ở đây để tới đó làm. "Đường tổng" Tôi đã làm việc ở Vĩnh Thái 8 năm rồi, trước giờ tôi vẫn luôn cẩn trọng làm việc, thậm chí còn coi Vĩnh Thái là ngôi nhà thứ hai của mình. Anh bị sa thải, đường sở sở lạnh lùng nhìn anh ta. Cái gì? Vương Kỳ mở to hai mắt, anh ta còn nghĩ mình vừa nghe nhầm, đường tổng, cô sa thải tôi. Tới phòng tài vụ lĩnh lương rồi cuốn gói khỏi Vĩnh Thái đi. Đường sở sở từng điều hành Vĩnh Lạc, cho nên với loại chuyện này, cô giải quyết cực kỳ tốt. Tình hình hiện giờ của Vĩnh Thái có chút đặc biệt, nếu giờ không sa thải người dẫn đầu gây nhiễu loạn thì sau này làm sao có thể làm gương cho người khác. Và lại công nhân của cô cũng là do bất đắc dĩ mà thôi, mà Vĩnh Thái cũng đang cần người, không thể sa thải toàn bộ, tránh giết gà dọa khỉ. Vương Kỳ bất ngờ nhảy lên, hét lớn, tôi làm ở Vĩnh Thái 8 năm trời, luôn luôn chăm chỉ làm việc, cô vừa nhậm chức đã sa thải tôi, tại sao những người khác lại không bị cho nghỉ việc. Anh ta nhìn những công nhân xung quanh, các vị, đây chắc chắn là kế hoãn binh của đường Thiên Sương. Tôi nghe nói gần đây Vĩnh Lạc đang tập trung nâng cao nghiệp vụ, lấy đâu ra tiền thu mua lại Vĩnh Thái, và lại quan hệ giữa đường Thiên Sương và đường Thiên Long thì mọi người ai cũng biết, đường Thiên Long sẽ không bao giờ bỏ tiền ta mua lại Vĩnh Thái đâu. Mọi người nghe tôi cùng nhau nghỉ việc, tôi sẽ tìm một công ty thật tốt rồi cùng mọi người qua đó làm. Không ít người cảm thấy do dự, bởi vì những gì Vương Kỳ nói đều là sự thật. Phó xưởng Vương, tôi đi cùng anh. Tôi cũng đi cùng. Một người lên tiếng, sau đó càng lúc càng nhiều người bày tỏ thái độ. Vương Kỳ lộ vẻ đắc ý, anh ta là phó xưởng, những người này đều là cấp dưới của anh ta, lời của anh ta, đương nhiên bọn họ sẽ nghe theo. Anh ta cân cân cái mặt nhìn đường sở sở, đường tổng, tôi đã làm việc ở công ty 8 năm rồi, giờ đang làm chức vụ phó xưởng, cô sa thải tôi thì cũng đồng nghĩa với việc sa thải hầu hết công nhân đó đường sở sở không hề bị dọa bởi lời vương kỳ cô lạnh giọng nói nếu đã muốn đi thì tôi cũng không bắt ép ở lại giờ mọi người đều đến phòng tài vụ nhận lương cả đi vương kỳ cười lớn kết toán công tài khoản công ty vĩnh thái một xu còn chẳng có cười chết tôi mất đường tổng giờ cô hứa tăng gấp đôi tiền lương cho tôi thì tôi sẽ không nghỉ việc tôi không đi thì những công nhân khác cũng sẽ ở lại đường sở sở chỉ tay ra ngoài cửa muốn đi thì cứ đi vương kỳ hoảng sợ trong lòng chiêu này của anh ta không thể hù dọa được cô. Anh ta kêu lên, các vị, chúng ta đi thôi, đi kết toán tiền lương, tôi muốn xem xem hôm nay Vĩnh Thái có thể nhả tiền ra cho chúng ta không. Vương Kỳ vô cùng tự tin mình sẽ thắng được đường sở sở. Sa thải tôi, tôi mà đi thì Vĩnh Thái sẽ tê liệt luôn. Một trăm người trong xưởng, có tới phân nửa đi cùng Vương Kỳ, chỉ còn lại khoảng ba bốn người đứng đó nhìn theo. Đường sở sở thấy những người còn ở lại bèn nói, tốt lắm, từ hôm nay trở đi tiền lương của mọi người sẽ được tăng lên 20%. Cảm, cảm ơn đường tổng. Những người ở lại nghe cô nói vậy thì vô cùng mừng rỡ. Chương 125, kế hoạch chưa từng có. Chuyện công nhân đình công không gây ảnh hưởng tới tâm trạng đường sở sở lắm. Quan điểm của cô là trong công ty không được phép có sâu mọt. Nếu người đã muốn đi thì cô cũng không mất công giữ lại. Người nào ở lại thì cô sẽ trả cho họ mức lương ưu đãi nhất. Đường Tổng, ông đưa cháu vào trong xưởng tham quan một chút. Đường Thiên Sương làm động tác mời đường sở sở vào trong. Ông, ông họ, lúc này đường tiểu thất mới có cơ hội nói chen vào, cậu ta nhìn đường sở sở, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, ông nội ơi, chuyện này là thế nào, công xưởng của chúng ta, sao tự dưng chủ tịch hội đồng quản trị lại là đường sở sở của Vĩnh là thế này. Đường Thiên Sương giải thích, Vĩnh Thái là cơ nghiệp xương máu mấy chục năm của chúng ta, Ông không nhẫn tâm để nó rơi vào tay người ngoài Sở sở không phải người ngoài Giao Vĩnh Thái lại cho con bé Nhất định con bé sẽ giúp Vĩnh Thái trở nên lớn mạnh Ông họ Nhất định cháu sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông Đoàn người tiến vào trong công xưởng Đương tổng Những máy móc này mới được đổi lại cách đây không lâu Lúc đổi sang nhóm máy này Chúng ta đã chi ra hơn 50 triệu Hiện giờ độ mới vẫn còn khoảng 80% Sau khi vào trong xưởng Đường Thiên Sương dẫn Đường Sở Sở tới từng phân xưởng, vừa đi vừa giải thích say xưa. "Vâng." Đường Sở Sở gật đầu. Cô rất vừa ý. Phòng xưởng cũng khá được, thiết bị, máy móc còn mới, công nhân, kỹ thuật đều có đủ, mặc dù đã có một số người rời khỏi nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, giờ chỉ cần có một ít đơn đặt hàng là có thể đưa Vĩnh Thái vào sản xuất được rồi. Người khác nghĩ có được đơn đặt hàng của các xí nghiệp lớn là chuyện khó hơn lên trời nhưng đường sở sở cô muốn có đơn đặt hàng thì lại vô cùng dễ. chị sở sở, chị thật sự quen biết diệp hùng của thiên quân và lâm y của dược phẩm trường sinh sao? thật sự chúng ta sẽ có được đơn đặt hàng từ phía những xếp lớn đó chứ? đường tiểu thất nghi hoặc, cậu ta đã nghe nói qua chuyện gần đây của vĩnh lạc. cơ mà đó cũng chỉ là tin đồn, cậu ta không biết chắc cụ thể tình hình ra sao. đường sở sở cười nói, chắc chắn sẽ giành được đơn đặt hàng chiều nay tôi sẽ tới dược phẩm trường sinh tìm tổng giám đốc Lâm. Đầu tiên phải có đơn đặt hàng mới có thể đưa Vĩnh Thái hoạt động bình thường trở lại được, những vấn đề còn lại thì để từ từ giải quyết. Vậy thì tốt quá rồi, đường tiểu thất hào hứng gieo lên. Thị trường năm nay không được giá lắm. Rất nhiều xưởng mới mọc lên. Ông chủ của những khu xưởng mới này đều có quan hệ với các tập đoàn lớn, thế nên có thể ưu tiên lấy đơn đặt hàng. Điều này giống như đòn công kích lớn vào một vài hãng cũ không có quan hệ, không ít thương hiệu cũ đều bị phá sản hoặc vỡ nợ. Hiện giờ Vĩnh Thái có được đơn đặt hàng thì công nhân, nhân viên trong xưởng mới được nuôi sống. Đường sở sở rõng rạc thề, sau này mỗi ngày công nhân trong xưởng đều phải tăng ca, tăng ca đến khi nào mệt thì thôi. Đường sở sở còn thấu hiểu cho cả nỗi lòng của công nhân xưởng. Thu nhập của bọn họ phần lớn là tới từ việc tăng ca. Lương cơ bản chỉ có khoảng 2.000 tệ. Nếu không tăng ca thì một tháng họ chỉ kiếm được 2.000 nếu tăng ca thì một tháng có thể kiếm được 5-6 ngàn, thậm chí là 7-8 ngàn. Mặc dù mệt nhưng hiện giờ người tìm việc đều tự nguyện muốn tăng ca. Ông họ, ông hiểu rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong xưởng, trước tiên ông cứ đảm nhiệm vai trò trưởng xưởng đi, sau này nếu có người phỏng vấn phù hợp thì cháu sẽ thay đổi lại. Giờ ông đi thông báo cho công nhân trong xưởng đến phòng tài vụ nhận lương, mỗi người được trả thêm nửa tháng lương nữa. Vâng, đường thiên sương không dám chống lại sắp xếp của đường sở sở. Giờ cô đã là chủ tịch hội đồng quản trị, cho dù cô có sa thải ông thì ông cũng không thể phản bác lại nửa câu. Sau đó, Đường Sở Sở lại quay sang phía Đường Long, nói: "Chú Long, chắc chắn nhân sự trong công ty sẽ có sự thay đổi, trong công ty không cho phép có sâu bọ, không chứa kiểu người ăn không ngồi rồi, chú sẽ đảm nhiệm chức phó giám đốc, sau này nhân sự có thay đổi, đợi tới khi cháu hoàn toàn tiếp quản công ty, hiểu rõ về công ty thì sẽ cân nhắc kỹ hơn." "Ừ", Đường Long gật đầu. "Còn nữa, cháu phải dặn chú trước một số chuyện, chúng ta phải đổi lại cái tên Vĩnh Thái này, đợi công ty đi vào hoạt động bình thường, vượt qua toàn bộ yêu cầu của khu trung tâm thương mại tân thời đại. Công ty chúng ta phải đổi lại tên, chỉnh đốn lại toàn bộ, thành lập một tập đoàn hoàn toàn mới mẻ, gia nhập thành phố mới thời đại khoa. Hả? Lời của đường sở sở nói khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không phải vì chuyện đổi tên mà bọn họ không hài lòng, mà bọn họ bị chấn động bởi chuyện gia nhập thành phố mới thời đại khoa sống ở Giang Trung, sao bọn họ lại không biết tới thành phố mới thời đại khoa cơ chứ? Tòa thành phố này đã bắt đầu được xây dựng từ 5 năm trước, sau 5 năm mới hoàn thành, nó trở thành thành phố trung tâm tài chính, gần như là biểu tượng của Giang Trung. Bọn họ nghe nói chỉ có những xí nghiệp cực kỳ hùng mạnh mới có cửa gia nhập vào đó, mà phí gia nhập còn lên tới con số 100 triệu một lần. Sau khi gia nhập, có thể tự mở bệnh viện tại phố Y, có thể mở cửa hàng thời trang ở khu đô thị thời trang. Có thể mở nhà hàng trong khu phố ẩm thực. Chỉ cần là xí nghiệp lớn mạnh được gia nhập vào đó thì sẽ có được vô số lợi ích. Mà nếu một mình gia nhập vào đó, giả dụ như tham gia vào khu phố ẩm thực, mỗi lần vào đó đều tiêu tốn kinh khủng. Bọn họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện vào được thành phố mới thời đại khoa. Đường, Đường tổng, chuyện này là thật sao? Đường Tiểu Thất hơi kích động. Cứ thử xem không chắc có thể thành công. Thực lòng mà nói đường sở sở cũng không chắc chắn. Lúc còn ở Vĩnh Lạc, cô đã chuẩn bị rồi, không ngừng nâng cao nghiệp vụ, chính là muốn đẩy mạnh tầm cỡ công ty, dành tư cách gia nhập thành phố mới thời đại khoa. Vĩnh Thái yếu kém hơn Vĩnh Lạc, cho nên cô lại càng không chắc chắn. Nhưng đây là ước mơ của cô. Cũng là ước mơ của toàn bộ xí nghiệp. Có thể gia nhập thành phố mới thời đại khoa sẽ có được sự trở che, hậu thuẫn của tập đoàn này, về sau bọn họ cũng được nhiều lợi ích. Cho nên Đường Sở Sở cảm thấy cô nhất định phải thử xem sao. Bởi vì một người đàn ông, cô không tự chủ được mà nghĩ lại người nhà họ Diệp mà mình từng cứu, cũng là người đàn ông đeo mặt nạ cứu cô lúc ấy, một. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy người này vẫn còn sống, lại còn ở ngay bên cạnh cô, luôn âm thầm giúp đỡ cô. Cho dù đây là chỉ là phán đoán từ một phía nhưng cô vẫn mong đó là thật. Nghĩ vậy đường sở sở hơi đỏ mặt, cô quay sang nhìn Giang Thần. Thấy anh đang nhìn ngắm xung quanh mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng đường sở sở tự nhủ, đường sở sở ơi là đường sở sở, mày là gái có chồng rồi, sao có thể nghĩ tới người đàn ông khác chứ? Cô lắc lắc đầu, gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu. Lời của đường sở sở lập tức khiến mọi người trở nên kích động. Giao Vĩnh Thái lại cho cô quả là sự lựa chọn đúng đắn. Vĩnh Thái trong tay bọn họ chỉ là một công xưởng bình thường, cả đời cũng chẳng thể nào trở thành xí nghiệp lớn mạnh, cả đời cũng không đủ tư cách gia nhập thành phố mới thời đại khoa. Giờ đường sở sở lên nắm quyền điều hành, mọi chuyện sẽ không còn là giấc mơ nữa. Và lại, hiện giờ trong tay bọn họ vẫn còn nắm 10% cổ phần. Một khi Vĩnh Thái phát triển thì 10% này của bọn họ sẽ còn lớn hơn nhiều so với 100% cổ phần trước đây đường sở sở đi dạo một vòng quanh công xưởng rồi mới rời đi vừa đi tới cửa thì một đám người đã chạy tới bọn họ đều là những người vừa tới phòng tài vụ nhận lương phòng tài vụ đã bắt đầu xử lý có không ít người đã nhận được tiền vào tài khoản giờ thì bọn họ đã biết vĩnh thái thật sự có tiền chủ tịch ơi tôi sai rồi xin cô hãy cho tôi thêm một cơ hội để tôi ở lại tiếp tục làm việc được không đường tổng đều là do vương kỳ gạt chúng tôi từ giờ chúng tôi sẽ không tin anh ta nữa, xin cô cho tôi một cơ hội, ở nhà tôi còn mẹ già con thơ, không thể cứ thế mà mất việc được. Rất nhiều công nhân quay lại, lần lượt mở miệng cầu xin. Bởi vì hiện giờ đã chuyển ra một vài công việc riêng, cô đã nâng mức lương cơ bản cho công nhân lên 20%, còn tăng thêm tiền tăng ca. Bây giờ mà ra ngoài cũng không dễ tìm việc. Đường sở sở cũng không phải kiểu người vô tình, cô biết rõ chỗ khó khăn của bọn họ. Cô lên tiếng, muốn quay về làm, tôi cũng rất chào đón mọi người, nhưng tôi mong sau này mọi người sẽ cố gắng, chăm chỉ làm việc. Chủ tịch, Vương Kỳ từ trong đám đông chui ra, anh ta đứng trước mặt đường sở sở, gương mặt hơi phì nộn của anh ta hiện lên một nụ cười tươi roi rói. Chủ tịch, lúc trước là tôi đùa với cô thôi, tôi vẫn muốn trở lại làm việc, tiền lương giống bọn họ, tăng thêm 20% là đủ rồi, không cần gấp đôi đâu. Anh ta là phó xưởng, mỗi tháng khoảng 38.000 tệ, giờ mà anh ta bỏ đi thì sẽ rất khó tìm được công việc nào lương cao như thế. Hả? Đường sở sở nhìn Vương Kỳ, lớn tiếng nói, bảo vệ đâu, đuổi người này ra ngoài cho tôi. Bảo vệ còn chưa kịp tới thì đường tiểu thất đã nhanh nhẹn đứng dậy, mắng xa xả vào mặt Vương Kỳ, Vương Kỳ, cái loại người hèn hạ như anh còn muốn mang máy móc thiết bị trong xưởng đi bán, bình thường Vĩnh Thái đâu có ngược đãi anh, cái loại lòng giả hẹp hòi, ác độc, cút cho tôi. Đường Tổng, cô, cô còn làm gì vậy tôi là phó xưởng đó thế này có hơi quá đáng không mấy gã bảo vệ đi tới lớn giọng quát mắng phó xưởng vương đi nhé thằng cha này tôi đã sớm không ưa anh ta rồi bình thường luôn cậy mình là phó xưởng mà muốn làm gì thì làm cút ngay cho tôi mấy gã bảo vệ không chút khách sáo bọn họ liên tục lôi đá đấm thậm chí là đạp vương kỳ túi bụi sau đó vứt anh ta ra ngoài xưởng Audio điện tử võ tấn bền. chương 126, lại là một chiếc xe hơi sang trọng, lại là một căn biệt thự. Sau khi thu mua được Vĩnh Thái, hai người đi dạo quanh nhà máy Vĩnh Thái một vòng thì cũng đã tới trưa rồi. Giang thần và đường sở sở cùng nhau rời đi. Giang thần lái xe máy điện, kéo đường sở sở đi. Trông à, trưa hôm nay chúng ta không về nhà ăn cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa để chúc mừng đi. Đường sở sở ngồi ở phía sau, vươn tay ôm Giang Thần. Bởi vì gió khá mạnh, thổi tung mái tóc đen của cô. Cô vùi đầu vào lưng Giang Thần, để che chắn gió lại. Được chứ? Giang Thần cầu còn không được nữa là. Đã lâu rồi anh không đi ăn với một mình đường sở sở. Chúng ta đi Mỹ Vị Hiên nhé. Không đi, đường sở sở lắc đầu nói, mỗi lần em đến Mỹ Vị Hiên, cổ giật hiên đó đều đích thân chạy đến chào hỏi, khiến cho em trông giống như một đại nhân vật làm. Ha ha, Giang Thần cười to, ai bảo em tai to mặt lớn đến như vậy, không nịnh bợ em thì nịnh bợ ai đây. Không có, không có đây nhé, không phải là vì Đường Sở Sở do dự. Hả, là vì gì? Không có gì. Đường Sở Sở lắc đầu. Chuyện này vẫn nên đừng nói với Giang Thần, tránh làm anh nghi ngờ này nọ. Giang Thần cười cười, không nói gì. Chạy từ từ, em gọi điện về nói rằng em sẽ không về vào buổi trưa. Ừ. Giang Thần chạy chậm lại. Đường Sở Sở gọi về nhà. "Mẹ, buổi trưa con không về ăn cơm đâu, con sẽ vay tiền mua vĩnh thái của ông hai." Đường Sở Sở bịa một cái cớ. Cô không dám nói với gia đình rằng Giang Thần rất giàu. Đó là chưa kể đến việc tiền của Giang Thần là dùng những thủ đoạn mờ ám mới có được. Sau khi gọi điện thoại, cô nhắc nhở, "Giang Thần, về chuyện tiền bạc, anh đừng nói lung tung ra bên ngoài, nếu như để bị truyền đi." thì mọi người sẽ lại đồn đại vô căn cứ nữa, lát về em sẽ tìm một cái cớ nói rằng tiền là do Lâm Y cho em mượn. Ừm, anh sẽ không có nói với ai đâu, thật ra số tiền này anh cũng không dám sử dụng bừa bãi. Sợ rằng điều tra ra sẽ rất phiền phức, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa xuất hiện phiền phức. Xem ra, số tiền này thật sự là phần thưởng của ông chủ anh cho anh. Em cảnh cáo anh, sau này anh yên phận một chút dùm em, nếu anh không muốn đi làm, em cũng không miễn cưỡng anh đợi sau khi công ty đi đúng hướng chúng ta sẽ tự mình mua một căn nhà rồi dọn ra ngoài ở riêng anh ở nhà còn em ra ngoài kiếm tiền nuôi anh là được he he như thế thì tốt quá rồi giang thần cười hai người vừa cười nói vừa chạy đến nội thành tìm một quán ăn cũng tạm ổn một chút đã đến giờ ăn trưa các phòng vip đã kín chỗ bọn họ đành ở đại sảnh sau khi đường sở sở gọi vài món cô đưa thực đơn cho giang thần anh nhìn xem muốn ăn cái gì Giang thần cười nói, đủ rồi, hai người chúng ta cũng ăn hết quá nhiều món được. Sau đó đường sở sở đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ và dặn dò, lấy một chai rượu. Giang thần trả tiền thu mua vĩnh thái, tâm trạng của cô rất tốt, định đi uống rơ vài ly với giang thần để ăn mừng. Ngay sau đó, thức ăn được bưng lên. Cả hai vừa ăn vừa uống rượu, trò chuyện cười đùa. Trên tầng 2, trong một phòng VIP, có không ít thanh niên đang ngồi ở đây đứng đầu là một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng, đeo sợi dây chuyện bằng vàng lớn, còn đeo một chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, anh ta đang hút xì gà. Vị trí anh ta ngồi vừa hay có thể nhìn thấy đường sở sở ở đại sảnh tầng 1. Anh ta đã quan sát được một lúc rồi. Giữa chừng, một người đàn ông không nhìn được hỏi, cậu ngụy anh đang nhìn cái gì vậy? Ngụy Chi cầm ly rượu vang nhìn đường sở sở đang nói chuyện cười đùa với Giang Thần ở đại sảnh dưới lầu. Xuất sắc, thực đúng là xuất sắc mà, từ khi nào mà ở Giang Trung lại xuất hiện một Mỹ cô gái xinh đẹp xuất sắc đến như vậy thế? Nghe vậy, có không ít người liền chố mắt nhìn theo. Một người đàn ông lập tức giải thích, cậu ngụy anh mới trở về nước nên không biết sao, cô ấy chính là đường sở sở, người gần đây được đồn đại khắp nơi, được giới truyền thông mệnh danh là người đẹp số một Giang Trung, còn người ở bên cạnh cô ấy thì chắc là Giang Thần đang ở rể nhà họ đường rồi. Ồ, đã kết hôn rồi à? Đúng vậy, nhưng bên ngoài đồn rằng Giang Thần và Đường Sở Sở vẫn chưa ở chung một phòng. Đây là lời mẹ của Đường Sở Sở đã truyền ra bên ngoài đấy. Nghe nói là mẹ của Đường Sở Sở hoàn toàn không thích Giang Thần, đang muốn tìm kiếm một cậu con rể quý có gia đình quyền thế đấy. Cậu Ngụy, Đường Sở Sở không tầm thường đâu. Cô ấy có quan hệ tốt với rất nhiều ông lớn, Diệp Hùng của Thiên Quân, Lâm Y của Trường Sinh, ngay cả thần Y Phương Vĩnh Cát đều có quan hệ rất tốt với cô ấy hình như những người này đều đã từng được cứu đường sở sở cứu vào 10 năm trước. Ngụy Chi mới về nước, cũng không biết gần đây Giang Trung đã xảy ra những chuyện gì. Những người xung quanh mỗi người một cây nói ra hết những chuyện gần đây đã xảy ra ở Giang Trung. Điều này bao gồm cả người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã làm dư luận phải xôn xao. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó là người mà đường sở sở đã cứu 10 năm trước. Người này là con cháu nhà họ Giang. Năm đó cụ ông nhà họ Giang, Giang Thiên có quan hệ rất tốt với những nhân vật tai to mặt lớn, chắc là thế hệ sau của nhà họ Giang cũng tức là trước khi người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó chết đã dặn dò những người này chăm sóc cho Đường Sở Sở. Nghe vậy, Ngụy Chi uống một ly rượu, vẻ mặt hiện lên vẻ vui tươi. Đường Sở Sở đúng là một người đẹp Việt Trần, tôi muốn cô gái này. Cậu Ngụy, tôi đi gọi đến, uống với anh một ly trước. Ngụy Chi liếc nhìn người đàn ông vừa lên tiếng một cái người đàn ông ngậm miệng ngay lập tức anh nghĩ tôi chỉ nói chơi thôi à tôi nghiêm túc đấy không phải đùa giỡn tôi cưới cô ấy về làm vợ chật chật có một người vợ như vậy mỗi ngày ngủ dậy nhìn thấy gương mặt đó tâm trạng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều ngụy chi đã thực sự đã bị đường sở sở mê hoặc mất rồi ở nước ngoài anh ta đã nhìn thấy nhiều phụ nữ đẹp hơn nữa với gai thế của mình ngôi sao gì đó anh ta cũng đã từng chơi qua hết rồi anh ta đã qua cái tuổi chơi bời rồi. Đường Sở Sở, em là của tôi." Anh ta đưa tay về phía Đường Sở Sở ở bên ngoài, sau đó nắm chặt tay lại, thu nắm đấm vào trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng. Đường Sở Sở còn chưa biết, cô đã bị người ta nhớ đến rồi. Cô uống một chút rượu, sắc mặt ửng hồng lên, nhìn rất quyến rũ, Giang Thần nhìn mà mê mẩn. "Đẹp, đẹp quá." Anh ngồi đối diện với Đường Sở Sở, nhìn Đường Sở Sở sắc mặt hồng hào, cầm ly rượu đường sở sở không nói gì nhưng hơi thở như hoa lan anh không khỏi thất thần nhìn cái gì đường sở sở làm động tác móc mắt mắng ngày nào cũng nhìn còn nhìn chưa đủ sao giang thần cười nói nhìn cả đời cũng không thấy đủ trong lòng đường sở sở ngọt ngào mím môi nói đừng có mà ba hoa đã no rồi chúng ta khoan hẳn về nhân cơ hội này đi chơi cho thỏa thích đã được giang thần gật gật đầu ở phòng vip Ngụy Chi cũng đã nhìn đến mê mẩn. Cô vươn bàn tay nhỏ và thon của mình ra rồi làm động tác móc mắt rõ ràng là quá đẹp, đẹp đến mức hút luôn cả hồn của anh ta đi rồi. Mau, chuẩn, chuẩn bị quà cho tôi, tôi muốn đi đến nhà họ đường. Ngụy Chi không thể kìm chế được nữa. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao có thể ở bên cạnh cái đổ bỏ đi vô dụng đó được. Chỉ có thiên tài như anh ta mới có thể xứng với đường sở sở, anh ta không nhịn được, nhanh chóng hạ lệnh cho người đi chuẩn bị quà nhớ quà phải quý giá một tí đấy vâng cậu Ngụy tôi sẽ đi chuẩn bị ngay sau khi Đường Sở Sở và Giang Thần ăn xong thanh toán xong liền rời đi đi dạo phố và xem phim còn Ngụy Chi thì mang theo quà và đến nhà Đường nhà họ Đường tùng 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 có tiếng gõ cửa Hà Diễm Mai đi ra mở cửa bà ta sướng sờ khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai khí thế hơn người trong bộ vest trắng cầm theo vài món quà đứng trước cửa. Cậu, xin hỏi cậu tìm ai? Bác gái, bác có phải là mẹ của sở sở không? Ngụy Chi lên tiếng, giọng nói đầy từ tính. À, là tôi, cậu là. Xin chào bác gái, cháu là Ngụy Chi, cháu đặc biệt đến gặp bác. À, vào đi. Hà Diễm Mai hơi bối rối. Ngụy Chi là ai, tìm bà ta để làm gì? Sau khi Ngụy Chi vào nhà, anh ta lấy quà ra, bác gái à, đây là vòng tay mà cháu mua cho bác. Cũng không đắt lắm đâu, một đôi chỉ có 2 triệu nhân dân tệ, đây là vòng cổ, 1 triệu 880 nghìn tệ, còn đây là bông tai. Ngụy Chi lấy ra rất nhiều món quà giá trị. Hả? Hà Diễm Mai chết lặng khi nghe giá của những món quà này. Đường Tùng, Ngô Mẫn và Đường Bác cũng há hốc mồm. Này, cái này, cái này không được. Hà Diễm Mai vội vàng cự tuyệt. Ngụy Chi nói: "Bác gái, bác cứ nhận lấy đi. Thực ra, cháu đến đây là vì Sở Sở, cháu vừa nhìn thấy Sở Sở đã bị Sở Sở mê hoặc. Nhân tiện, chắc bác không biết thân phận của cháu đâu nhỉ? Cháu là người nhà họ Ngụy, bố cháu là Ngụy Quang, người quản lý Thương Minh Năm Tỉnh ở Giang Trung. Nhà họ Ngụy cũng là gia tộc duy nhất trong Thương Minh Năm Tỉnh. Gia đình cháu có tài sản hàng trăm tỷ, nhưng gia đình cháu tương đối ít khiêm tốn, không nổi tiếng như những tập đoàn lớn Thiên Quân hay Trường Sinh." Cái gì? tài sản mấy trăm tỷ, nhà họ Ngụy. Hà Diễm Mai đã bị sốc. Đường Tùng cũng sửng sốt, kéo Hà Diễm Mai đang mất bình tĩnh ra. Cậu ta lập tức cười nói, hóa ra là cậu Ngụy, xin chào, tôi là em trai của Sở Sở, tôi tên là Đường Tùng. Là em trai à? Ngụy Chi lập lập tức lấy ra một chiếc chìa khóa xe, để trên bàn, đẩy sang rồi cười nói, lần đầu gặp mặt, cũng không có cái gì tốt để tặng cho em. Trong gaza của anh cũng có rất nhiều ô tô, Chúng đã sắp bị oxy hóa hết rồi, đây là một chiếc Ferrari hơn 5 triệu, anh tặng cho em. Đây là bố của Sở Sở đúng không ạ? À? Ngụy Chi nhìn Đường Bác, lấy ra một chùm chìa khóa, nói: "Chú à, đây là một dãy biệt thự ở quận Cảnh Tú. Cháu tặng cho chú." "Ôi, như vậy không ổn đâu." Đường Bác ngẩn người. Vừa ra tay đã là một dãy biệt thự ở quận Cảnh Tú, cũng quá mạnh tay rồi đó chứ. "Cậu, cậu Ngụy, cậu thích Sở Sở à?" hà diễm mai không chắc chắn nên hỏi từ khi nào mà con gái của bà ta lại có giá đến như vậy lại là một món quà quý giá khác một chiếc xe thể thao khác bây giờ thậm chí là cả một biệt thự cũng đem tặng vâng bác gái nhưng cho dù đến cuối cùng cháu không có kết cục với sở sở cháu cũng sẽ không đòi lại những thứ này đâu mong bác có thể giúp cháu một tay ha ha cái này dễ nói dễ nói mà hà diễm mai cười không ngậm được miệng lại con rể quý giá gì chứ? Đây chính là con rể quý. Dù có nhìn như thế nào, bà ta cũng cảm thấy ngụy chi ở phương diện nào cũng đều có thể đè bẹp giang thần. Bà ta vô cùng hài lòng với ngụy chi, nên nói bác sẽ gọi điện bảo sở sở về. Hai đứa đi hẹn hò với nhau thử, dù sao thì cũng là chuyện của người trẻ, người lớn tuổi như bác không thể nào xen vào được. chương 127, mong chờ buổi tối đến. Ngụy Chi ra tay quá xa xỉ, món quà mấy trăm vạn xe sang mấy trăm vạn biệt thự hơn trăm triệu nói tặng là tặng anh ta vừa ra tay đã hoàn toàn chinh phục được người nhà họ đường hà diễm mai cũng bắt đầu lôi kéo quan hệ với ngụy chi bà ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho đường sở sở bảo cô lập tức trở về đường sở sở và giang thần mới đến dạp chiếu phim dạp chiếu phim trong phòng chiếu cặp đôi ngồi đầy hai người tay trong tay đường sở sở dựa trên vai giang thần sau khi đường sở sở nhận được cuộc gọi, cô không khỏi bĩu môi, nói chồng à, xem ra không coi phim được rồi. Hửm, sao vậy? Giang thần hỏi. Trên mặt đường sở sở lộ vẻ bất đắc dĩ, cũng không biết có chuyện gì nữa. Mẹ gọi điện thoại đến, bảo em về mau, hình như có vẻ rất gấp. Vậy thì về đi, dù sao sau này cũng có thời gian. Đường sở sở gật đầu, ừm. Hai người ra khỏi dạp trước, Giang thần lái xe chở đường sở sở về nhà. Còn chưa vào nhà, đã nghe thấy tiếng cười truyền ra từ trong nhà. Đường sở sở lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Vừa vào nhà, lập tức nhìn thấy cả nhà đang vây quanh một người đàn ông mặc đồ vest hàng hiệu, phong thái hơn người. Ngụy Chi đang kể một vài chuyện lúc anh ta đi du học ở nước ngoài, kể chuyện xã hội thượng lưu ở nước ngoài. Người nhà họ đường đều cùng bày ra một vẻ mặt. Đây mới là nhà quyền thế đây mới là xã hội thượng lưu bố mẹ đường sở sở đi lại gọi một tiếng hỏi vị này là hà diễm mai lập tức đứng dậy kéo đường sở sở qua giới thiệu con gái giới thiệu với con đây là cậu ngụy ngụy chi vừa mới du học ở nước ngoài về cố ý mang quả đến nhà thăm hỏi buổi chiều con ra ngoài đi dạo với cậu ấy đi nói xong bà ta nhét tay đường sở sở vào trong tay ngụy chi đường sở sở nhanh chóng rụt về ngụy chi thì rất hào phóng cười nói sở sở xin chào anh là ngụy chi mẹ mẹ lại làm gì vậy trên mặt đường sở sở lộ vẻ khó chịu có ngụy chi ở đây hà diễm mai cũng không của trách đường sở sở mà vừa cười vừa nói cậu ngụy một lòng say mê con cậu ấy đẹp trai hơn người còn du học ở nước ngoài về tài sản trong nhà hơn trăm tỷ cho nên đường sở sở sầm mặt con ly hôn với thằng vô dùng giang thần đó đi đến với cậu ngụy người ta cũng đã được xính lễ rồi, xe sang mấy trăm vạn, còn có một căn biệt thự trong khu biệt thự cảnh tú. Còn giang thần thì sao? Kết hôn với con, có từng mua cho con cái gì, mua cho chúng ta thứ gì chưa? Hà Diễm mai liếc Giang Thần một cái. Mặc dù trên các phương diện Giang Thần đều không tệ, còn biết y thuật, nhưng so với Ngụy Chi thì như một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Ngụy Chi biết cô, cô nói đùa rồi, đây không phải xính lễ đây chỉ là quà gặp mặt. Xính lễ của nhà họ Ngụy cháu, sao có thể bùn xỉn như vậy được? Theo tập tục của nhà họ Ngụy cháu, xính lễ đều rất xa hoa, đều có giá trị không dưới một tỷ. Còn đường sở sở thì lại nhìn Ngụy Chi, chỉ cửa nhà, cậu Ngụy đúng không? Tôi đã gả cho người ta rồi, tôi có chồng rồi, tôi sẽ không ly hôn đâu, anh đi đi. Nói bậy gì đó, Hà Diễm Mai quát mắng, chỉ mới đi đăng ký mà thôi, đừng nghĩ là mẹ không biết, đến bây giờ các con vẫn chưa ngủ với nhau bây giờ lập tức lên giường đường sở sở tức giận kéo giang thần đi vào trong phòng dầm sau khi vào phòng đóng cửa cái dầm con nhóc này làm phản rồi hà diễm mai tức giận đuổi theo không ngừng gõ cửa đường sở sở con mở cửa ra cho mẹ ngụy chi đi theo nói cô à bỏ đi dù sao bây giờ đã gặp mặt rồi sau này vẫn còn cơ hội cháu tin cháu có thể làm sở sở rung động Hà Diễm Mai xoay người, cười nói, vẫn là cậu ngụy thấu tình đạt lý. Nói xong, bà ta lại lần nữa gõ cửa. Giang thần, thằng vô dụng, cậu mở cửa cho tôi. Nếu như cậu là đàn ông, thì cậu đừng làm lỡ sở sở, cậu có thể cho sở sở cái gì? Trong phòng, đường sở sở tức giận đùng đùng. Cô nhìn Giang thần, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý xin lỗi chồng, anh đừng để trong lòng, mẹ em chính là như vậy. Giang thần cười cười anh mới không thèm để ý đâu. Nhưng, Hà Diễm Mai nói cũng đúng, đã qua một khoảng thời gian dài rồi, anh cũng chưa từng mua cho nhà món quà gì, cũng chưa từng đưa xính lễ. Anh cảm thấy đã đến lúc chuẩn bị một số xính lễ rồi, và tổ chức một lễ kết hôn hoành tráng với đường sở sở. Đường sở sở rất xinh đẹp, khí chất cũng vô cùng xuất chúng, tựa như tiên nữ. Một cô gái như vậy, không thông báo với thế giới, không biết bên ngoài có bao nhiêu người nhớ thương. Bên ngoài, hà diễm mai không ngừng gõ cửa trong phòng đường sở sở và giang thần đều không trả lời rất nhanh bên ngoài đã không còn tiếng gì nữa có lẽ là ngụy chi đã đi rồi sau khi không có tiếng động gì nữa đường sở sở thở phào một hơi cô nhìn giang thần khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng đến tận cổ cảm giác được sự khác thường của đường sở sở giang thần hỏi sở sở làm sao vậy có chỗ nào không thoải mái không 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 có khó chịu, chồng, chúng ta, chúng ta làm đi, em cho anh." Đường Sở Sở cúi đầu, lấy dũng khí nói ra câu đó. Cho dù là đối diện với chồng mình, sau khi nói ra lời này, cô cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, cảm thấy xấu hổ vô cùng và cảm thấy thẹn từ sâu trong tâm. Nghe thế, Giang Thần run rẩy cả người. "Cuối, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi sao? Lâu vậy rồi, anh vẫn luôn không cưỡng cầu." anh và đường sở sở cũng chỉ dừng lại ở nắm tay. Ngay cả hôn cũng chưa từng. Bây giờ lại vượt một bước lớn như vậy trong một lần. Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của đường sở sở, nhìn cơ thể thon thả mê người của cô, cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Vợ, ban ngày ban mặt, bên ngoài có nhiều người như vậy. Giang thần có chút ngại ngùng. Đối mặt với cô gái xinh đẹp như này, lần đầu tiên anh để lộ bộ dạng xấu xí. Đường sở sở trợn mắt. Nhưng, Giang thần nói cũng đúng. Vậy, vậy thì buổi tối, cô lấy can đảm. Được, Giang thần lập tức đồng ý. Bây giờ, anh mong chờ. Mong chờ buổi tối đến. Trong phòng, hai người không ai nói chuyện nữa, bầu không khí lập tức trở nên hơi khác thường. Thật lâu sau, đường sở sở mở miệng, cắt đứt tình trạng im lặng này, chồng, không phải anh muốn biết. Vì sao những nhân vật lớn đó đều kính trọng em như vậy sao? Hửm! Giang thần nhìn cô, Đường sở sở nói, là, là vì 10 năm trước em đã từng cứu một người. Đường sở sở nói thẳng. Chồng, em, em thật sự không có phản bội anh, em không biết anh ta là ai, thậm chí em cũng chưa từng thấy khuôn mặt thật của anh ta. Hi hi. Giang thần lập tức bật cười. Chẳng trách có lúc đường sở sở lại có dáng vẻ tâm sự nặng nề, thì ra là vì chuyện này. Cho dù có thích người đàn ông đeo mặt nạ quỷ thì có là gì, bởi vì anh chính là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Chồng, anh cười cái gì? Hèn gì, sao những người đó lại kính trọng em như vậy chứ? Thì ra là vì có một người như thế tồn tại. Người đó cũng đã chết rồi, sức ảnh hưởng vẫn lớn như vậy, xem ra người đó không tầm thường. Đúng vậy, anh cũng không xem thử người em cứu 10 năm trước là ai, đó chính là người nhà họ Giang. 10 năm trước, nhà họ Giang chính là một gia tộc lớn chân chính, ông cụ Giang Thiên kết bạn bốn phương, em cứu người nhà họ Giang, bây giờ quan tâm em cũng có thể hiểu được nói xong cô nhìn giang thần phát hiện vẻ mặt của giang thần có vẻ ung dung không hề tức giận cô mới yên tâm hơn nhiều sau khi nói ra những điều này cả người cô đã thoải mái hơn nhiều cười dí dỏm với giang thần em em ra ngoài xem thử cái người ngụy gì đó đã đi chưa thuận tiện đến siêu thị mua một hộp bao để tối dùng em không muốn có con sớm vậy đâu nói xong cô đứng dậy rời đi còn giang thần thì rất mong chờ mong chờ buổi tối đến nhanh hơn nhưng, nếu đã muốn đi đến bước này, thì phải chuẩn bị xính lễ thôi. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Tố một cuộc. Bạch Tố, giúp tôi chuẩn bị xính lễ, gửi đến nhà họ đường. Tôi muốn chọn ngày kết hôn với đường sở sở. Giang, anh Giang, chuẩn bị những gì ạ? À? Giang thần suy nghĩ. Xính lễ khẳng định không thể quá xa xỉ, nếu không sẽ dọa đến nhà họ đường. Nhưng, cũng không thể quá keo kiệt. 8.880 vạn tiền mặt một chiếc siêu xe Ferrari phiên bản giới hạn, còn những trang sức vàng bạc, quần áo các loại, cô cứ xem thử rồi mua, đừng quá kinh thiên động địa, cũng đừng quá bùn xỉn. Vâng, Bạch Tố gật đầu, cúp điện thoại, sau đó lập tức tự mình đi làm. chương 128, Tiểu Hắc đang xem mắt. Đường sở sở ra khỏi phòng, thấy Ngụy Chi đã đi rồi, lúc này mới thở phào một hơi. Con nhóc chết tiệt này. Cô vừa đi ra, Hà Diễm Mai lập tức chửi ầm lên, dạy dỗ theo giang thần có gì tốt. Cậu Ngụy là người của gia tộc lớn, gia tài hơn trăm tỷ, Ngụy Quang chỉ có một đứa con trai là cậu ta, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ kế thừa. Mẹ, con có việc, đi trước đây. Đường sở sở vội vàng chạy ra khỏi cửa. Sau khi cô đi, cô đã gọi điện thoại cho Giang Thần, chồng, em đến dược phẩm trường sinh tìm Lâm Y lấy mấy đơn hàng để cho Vĩnh Thái phục hồi sản xuất trước. Ừm, Giang Thần gật đầu. Đường sở sở đi làm việc, Giang thần cũng ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, lập tức đi về phía cửa. Hà Diễm Mai đang ngồi trong phòng khách lập tức gọi anh lại, đứng lại. Mẹ tương đương. Giang thần ngại ngùng đi qua. Hà Diễm Mai lấy một cái thẻ ra, đặt trên bàn, lạnh lùng nói, trong thẻ có 50 vạn, đây là một chút tiền riêng tôi để dành. Bây giờ cho cậu, cậu ly hôn với sở sở, cậu không xứng với sở sở, đừng làm lỡ nó. Mẹ, mẹ có tiền riêng. Đường Tùng mở to mắt, lúc trước mua bảo hiểm, không phải nói không có một xu nào sao? Hà Diễm Mai sụ mặt, nói: "Sao, không thể cất chút tiền riêng à? Không có tiền riêng, cả nhà lớn bé chúng ta ăn gì?" Đường Tùng lập tức ngậm miệng. Cậu ta nghịch chìa khóa xe Ferrari trong tay, lại nhìn Giang Thần, nói: "Giang Thần, tôi thừa nhận anh thật sự làm việc nhà rất tốt. Nhưng, anh phải biết rằng, anh không xứng với chị tôi, anh có thể mua cho tôi một chiếc xe mấy trăm vạn không?" anh không thể nhưng cậu ngụy có thể giang thần dở khóc dở cười anh cảm thấy mình phải ngả bài thôi chứ không ở trong cái nhà này anh sẽ không có một chút địa vị gì cả mẹ thật ra con có tiền giang thần bất đắc dĩ nói thật ra đế vương cư chính là của con hà tương đương đường tùng lập tức bật cười giang thần anh biết chém gió thật đấy sao anh không nói thành phố mới thời đại khoa cũng là của anh luôn đi nói đúng rồi thật sự đấy, giang thần gật đầu, đường tùng chửi ầm lên, mẹ nó, nói anh mập, anh còn thật sự hốc thêm, anh cũng biết chém gió quá đấy, còn thành phố mới thời đại khoa, anh biết đó là khái niệm gì không? một tên nghèo mặt như anh, cả đời này cũng không hiểu nổi. thật sự là của tôi, tôi gọi một cú, đã sắp xếp hà tâm vào làm trong thành phố mới thời đại khoa rồi. vẻ mặt hà diễm mai chứa sự chán ghét, giang thần này, mấy cái khác đều tốt, chỉ là quá nghèo còn thích chém gió. Công việc của Hà Tâm, bà ta đã sớm biết rồi, là bởi vì trên đường đi ứng tuyển thì gặp được chủ tịch Bạch Tố của tập đoàn thời đại khoa, được nhìn chúng. Giang thần, cậu phải rời khỏi sở sở. Hà Diễm Mai trách mắng, sở sở ở bên cậu, căn bản sẽ không hạnh phúc. Nói thật thì không có ai tin. Giang thần cũng cạn lời. Anh đứng dậy, nói con sao cũng được, chỉ cần sở sở đồng ý ly hôn, vậy thì con sẽ ly hôn anh đứng dậy ra khỏi cửa sở sở không có ở đây anh ở nhà cũng không có ý nghĩa gì hơn nữa anh đã dặn dò bạch tố chuẩn bị xính lễ rồi xính lễ sẽ được gửi đến nhanh thôi đến lúc đó nhà họ đường sẽ tin thân phận của anh mẹ mẹ xem cái thằng đó càng ngày càng coi trời bằng vung chị sở sở cũng thật là không phải là giang thần chỉ chữa khỏi vết thương trên người chị ấy thôi sao có cần phải chân thành với thằng đó không cho chút tiền là được rồi mà Nương Tùng tức giận chửi ầm. Nhà họ Ngụy là một gia tộc có hành vi khiêm tốn, nhưng thực lực lại không hề khiêm tốn. Quà mấy trăm vạn, xe sang mấy trăm vạn, biệt thự hơn trăm triệu, nói tặng là tặng. Có người anh rể như thế, cậu ta ra ngoài cũng có thể ưỡn ngực mà đi. Nói không chừng, đợi sau khi đường sở sở và Ngụy Chi kết hôn, cậu ta cũng có thể có được một căn biệt thự. Càng nghĩ, cậu ta càng kích động. Mẹ, nhất định phải khiến cho Giang Thần ly hôn với chị Sở Sở. Hà Diễm Mai gật đầu nói, ly hôn, chắc chắn phải ly hôn. Cả nhà đều đang bàn bạc làm thế nào để khiến cho đường Sở Sở ly hôn với Giang Thần. Còn Giang Thần thì lại đến phòng khám phàm nhân tìm Tiểu Hắc nói chuyện. Người quen của anh ở Giang Trung không nhiều, một người là đường Sở Sở, còn một người nữa là Tiểu Hắc mà thôi. Mà có thể thành thật nói chuyện với nhau, cũng chỉ có Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mở phòng khám. Nhưng mở phòng khám trên đường Cửu Long, chính là đâm đầu vào chỗ chết. Người Giang Trung đi khám bệnh, đều đến phố Y. Còn những người ở vùng khác đến Giang Trung khám bệnh, đều sẽ đến phố Y nổi tiếng, sẽ không đến một phòng khám nhỏ bình thường. Cửa phòng khám phàm nhân nửa đóng nửa mở. Giang thần còn chưa vào phòng, đã nghe thấy có giọng nói của con gái. Đu, chuyện gì vậy? Biểu cảm trên mặt anh lập tức trở nên phấn khích cũng không vội vàng vào phòng mà đứng ở cửa nghe. Trong phòng khám, Tiểu Hắc đang ngồi trên ghế, đối diện anh ta có một cô gái. Tuổi tác của cô gái khoảng 25, 26 tuổi, có trang điểm, mặc một chiếc váy xinh đẹp, trông cũng có chút xinh. Tiểu Hắc đúng không, tôi nghĩ chúng ta không hợp, anh không có xe, không có nhà, không có tiền tiết kiệm, chỉ mở một cái phòng khám rách, còn không có khách khứa gì. Yêu cầu của tôi đối với bạn trai rất cao ít nhất phải có một căn nhà ở nội thành, một chiếc xe 50 vạn trở lên, còn phải có trăm vạn tiền tiết kiệm. Cô gái cầm túi sách trên bàn lên, vừa ngồi, vừa nhìn tiểu hắc một cách khinh thường, tựa như nhìn một khúc gỗ. Nghèo mạt, không có tiền, còn xem mắt cái gì. Để lại một câu, cô ta lắc mông, xoay người rời đi. Tôi, tiểu hắc muốn mở miệng giữ lại, nhưng lời đến bên miệng, lại không biết mở lời thế nào. Hai, anh ta đành phải thở dài một hơi. Sau khi cô gái đó đi, Giang Thần mới cười cười đi vào, anh sắp cười muốn xoắn ruột rồi. Anh dùng tay đập bàn, chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. "Tiểu Hắc, không phải chứ? Anh vậy mà đi xem mắt, có xem mắt cũng phải lựa một nơi lãng mạn chứ, thế mà lại ở phòng khám phàm nhân, cười chết tôi rồi." "Tiểu Hắc xấu hổ. Anh, anh Giang, anh đến lúc nào vậy?" "Đến được một lúc rồi, tôi nghe thấy hết rồi, ha ha, không có tiền." không có xe, không có tiền tiết kiệm, nghèo mạt. Giang thần làm như thể nghe được chuyện cười hay nhất trên đời, cười đến nỗi không khép được mồm, cười đến mức muốn chảy cả nước mắt. Được rồi, đừng cười nhạo tôi nữa, tiểu hắc sụ mặt. Giang thần bụng miệng, anh không muốn cười, nhưng lại không dừng được. Tướng quân hắc sát tiếng tam lừng lấy của Nam Hoang, vậy mà lại đi xem mắt, còn bị chửi là nghèo mạt. Khổ, cười xong, Giang thần đứng thẳng người, vỗ vai tiểu hắc, nói thật với anh đây, anh thích kiểu gì, anh đây sẽ giới thiệu cho anh. Tôi, tôi chỉ là buồn chán, tại một cái áp xem mắt về, tùy tiện hẹn một cô gái ra ngoài gặp mặt thôi. Tôi cũng không thật sự muốn yêu đương, tôi cảm thấy, tôi cũng không thích hợp với chuyện yêu đương. Tiểu hắc nghiêm trang nói. Giang thần cười nói, tôi biết, tôi hiểu, anh bị nghẹn đến phát hoảng, hơn ba chục tuổi rồi còn là trai tân. Không sao, anh đây dẫn anh đến mấy nơi cao cấp, tìm mấy em người mẫu xinh tươi khai trai cho anh. Xì tương đương, tiểu hắc bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nói, không phải anh cũng giống vậy à. Đừng nghĩ là tôi chưa nghe tin đồn ở bên ngoài, nghe nói là đến bây giờ anh vẫn chưa ngủ với chị dâu. Khổ tương đương, khuôn mặt già của Giang thần đỏ bừng, biện minh, ai nói thế, tối nay sẽ lên giường, ngày mai sẽ sinh một đứa nhóc mũm mĩm. Thế không phải là vẫn chưa sao, tiểu hắc khinh bỉ, bản thân mình cũng như vậy, còn không biết xấu hổ đi nói tôi. Không nói mấy thứ này nữa, anh cũng già đầu rồi, đi, anh đây đưa anh ra ngoài chơi bời một vòng. Đợi chút, để tôi gọi điện thoại hỏi thử Giang Trung có chỗ nào vui chơi giải trí, chúng ta đến lượn. Anh Giang, không phải chứ, anh đi thật à. Đi lượn vài vòng, coi như trải nghiệm cuộc sống đi. Giang thần nói gọi là gọi. NHH trực tiếp gọi điện thoại hỏi Diệp Hùng. Thật ra, anh không có hứng thú với mấy thứ này, chỉ là muốn quan tâm đến cấp dưới thôi. Tiểu Hắc cũng là đàn ông, cũng có dục vọng, phải phát tiết một chút, để anh ta làm một người đàn ông chân chính. Còn anh, tối nay anh sẽ có thể cùng đường sở sở. Nghĩ đến đây, anh không khỏi kích động. Tối nay, khẳng định sẽ về sớm chút. Diệp Hùng, là tôi, Giang Thần. Cái đó, tôi hỏi ông, ông có biết ở Giang Trung có chỗ nào vui chơi giải trí có thể chơi mấy em người mẫu xinh tươi không? tôi chỉ hỏi giúp bạn thôi. Sau khi hỏi Diệp Hùng xong, Giang thần cúp máy, nhìn vẻ mặt buồn bực của Tiểu Hắc, cười nói, sửng ra đó làm gì, tôi đã hỏi rõ rồi. Đi, đi dạo chơi, sắp xếp ổn thỏa cho anh xong, tôi còn phải về sớm. chương 129, cười suýt chảy nước mắt. Tiểu Hắc lái xe vi linh hong quang đã được cải tiến lại cùng Giang thần rời khỏi đường Cửu Long. Anh Giang, đi đâu đây? Nội thành, đường Hương Sơn, một nơi gọi là tôn dung hội. Ồ, tiểu hắc trả lời một tiếng, sau đó chuyên tâm lái xe. Thực ra con người tiểu mộng cũng không tồi, tiểu hắc nhịn không được nói một câu, tôi đã xem tài liệu, cô ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng, bây giờ đang làm quản lý của một công ty lớn, lương tháng 3 vạn, đưa ra một vài yêu cầu cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hừ, tiểu mộng, người phụ nữ trước đây từng mắng anh ngu ngốc đấy hả? Giang thần liếc nhìn tiểu hắc một cái tiểu hắc gật đầu ừm cô ấy tên là dương mộng giang thần mỉm cười nói người phụ nữ như vậy thôi bỏ đi trở về bảo bạch tố giới thiệu cho anh một người tốt hơn đúng rồi nếu như anh bằng lòng thì đến tập đoàn thời đại khoa làm việc đi giữ chức vị phó tổng giám đốc muốn tán gái há chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao không đúng không phải là tán gái mà là gái đến tán anh thôi thôi bỏ đi tiểu hắc lập tức từ chối tôi vốn là phó tổng giám đốc rồi mà Giang Thần mỉm cười nói, "Đó chỉ là một cái danh mà thôi, mỗi ngày đến kiểm tra công việc là được, đúng rồi, tôi nghe nói giới giải trí có rất nhiều người đẹp. Nếu không xem xem công ty giải trí nào có nhiều ngôi sao xinh đẹp hơn, trong thẻ vẫn còn hơn 100 triệu, trực tiếp thu mua là được rồi." Tiểu Hắc mỉm cười, không nói gì. Anh ta cũng cảm thấy lời nói của Giang Thần có đạo lý, anh ta cũng đã lớn đầu rồi, đã đến lúc thành gia lập nghiệp rồi. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tán gái rất nhanh đã đến tông dung hội. Đây là một hộp đêm cực kỳ cao cấp, hạn chế hội viên. Tiểu Hắc dừng xe xong, hai người đi đến cửa. Nhìn thấy mấy vệ sĩ đứng ở cửa, còn có mấy cô gái ăn mặc xinh đẹp, vóc dáng cực xinh đi vào. Lúc này Tiểu Hắc có chút sụt rè. Anh ta là tướng quân Nam Hoang, có cảnh tượng lớn nào là chưa thấy chứ. Nhưng bây giờ, anh ta lại có chút khẩn trương. Anh Giang, hay là thôi đi? Anh ta nhìn Giang thần đã đến rồi đi vào xem sao đi dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền không nhân cơ hội này đi thăm thú nhiều hơn đợi đến lúc biên quan báo nguy cấp trên ra lệnh điều đi chúng ta lại phải ra trận chinh chiến đấy ơ ờ, tiểu hắc lúc này một giọng nói vang lên tiểu hắc nghe thấy vậy thì nhìn qua đó biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên rất phân khích đây không phải dương mộng trước đó hẹn hò với anh ta hay sao chỉ mới chốc lát sao đã thay quần áo đến tông dung hội rồi dương mộng lúc này ăn mặc không hề giống một dương mộng trước đó trước đó mặc dù cô ta ăn mặc rất xinh đẹp nhưng cũng trông rất bảo thủ mà bây giờ lại rất hở hang mặc như không mặc dương mộng mặc chiếc váy mỏng manh gợi cảm nhìn tiểu hắc đang đứng ở cửa tông dung hội nhất thời vui vẻ cười duyên nói sao thế bị đả kích rồi sao tới tông dung hội chơi sao nhưng anh cũng phải tự nhìn lại mình đi nơi này là nơi này đây là nơi anh có thể đến chơi sao đây là tông dung hội đấy, là hộp đêm dành cho các hội viên cao cấp, không phải là hội viên thì sẽ không được vào đâu. Cô ta nhìn Tiểu Hắc, nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Toàn thân anh nhìn từ trên xuống dưới chưa đến 100 tệ. Nói xong, chỉ vào biển hiệu của Tông Dung hội, cười khẩy nói, nhìn thấy chữ lớn kia không, nạm vàng đấy, mỗi lần đến đây tiêu ít nhất cũng phải 18 vạn đấy. Tiểu Hắc không ngờ tới, có thể gặp được đối tượng xem mắt của mình ở đây không phải trong tài liệu nói đi làm ở công ty cao cấp không phải là quản lý sao dương mộng cô làm việc ở đây ư ừ. đúng vậy làm thêm thì sao nào dương mộng không chút xấu hổ vẻ mặt đầy ý cười nói tôi quả thực là quản lý của công ty cao cấp nhưng không thể làm thêm ở đây được sao anh biết phí một lần để tôi xuất hiện ở đây là bao nhiêu không ba vạn tám thế nào anh có tiền không cầm mười mấy vạn tiền phí ra đây tôi cũng có thể bồi anh uống rượu Dương Mộng từ đầu chí cuối đều dương ánh mắt khinh thường nhìn Tiểu Hắc. Nhưng, anh có sao? Anh không có, không có tiền thì đến đây giả vờ cái quái gì chứ? Chỗ này không phải là nơi anh có thể đến, cút đi. Nói xong, lắc lắc vòng eo gợi cảm, đi vào tông dung hội. Giang thần muốn cười nhưng anh chỉ đành nín cười. Mãi đến khi Dương Mộng đi vào trong tông dung hội, anh mới bật cười khúc khích thành tiếng, tiểu hắc, anh, nói thế nào anh cũng là một quản lý cao cấp của công ty mà, chết cười. Tiểu Hắc Nghẹn đến đỏ mặt. Anh Giang, được rồi, về thôi. Về sao? Về cái gì mà về, đến cũng đã đến rồi, nói thế nào cũng phải vào trong tham quan tí chứ. Giang Thần cầm điện thoại, đang muốn gọi điện cho Diệp Hùng. Bởi vì anh đã gọi cho Diệp Hùng hỏi chuyện hộp đêm, mà Diệp Hùng sau khi nói một địa điểm thì bảo Giang Thần đợi một lát, ông ta lập tức tới ngay. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce Phantom lao nhanh tới, một người đàn ông khoảng 50 tuổi thân hình mũm mĩm, đầu hói vội vàng bước tới. Ông ta đi đến trước mặt Giang Thần, khách khí nói, ngại, thật ngại quá, trên đường bị tắc, đến, đến muộn. Giang Thần khẽ phất tay, cười nói, không sao, chúng tôi cũng vừa đến, hôm nay chủ yếu là sắp xếp cho tiểu hắc, đây chính là hắc sát của Nam Hoang, Diệp Hùng, ông phải tiếp đón cho thật tốt, nếu như có gì sơ sót, khiến hắc sát tướng quân tức giận, có hậu quả gì, ông có biết không? Bảo, bảo đảm sẽ sắp xếp thỏa đáng hai vị mời vào diệp hùng làm một động tác mời ông ta đích thân dẫn giang thần và tiểu hắc đi vào trong tông dung hội tông dung hội một phòng bao xa xỉ một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đang quỳ trên mặt đất diệp chủ tịch diệp người phụ nữ quỳ trên mặt đất vẻ mặt kính trọng diệp hùng phân phó nói gọi những người đẹp nhất của các người đến đây vâng người phụ nữ lập tức đứng dậy đi sắp xếp rất nhanh, 20 cô gái trang điểm xinh đẹp xuất hiện trong phòng bao. Những cô gái này tuổi từ 18 đến 25, có gợi cảm, có thanh thuần, cũng có người ăn mặc diêm rúa. Tóm lại dáng vẻ nào cũng có cả. Hơn 20 cô gái quỳ trên mặt đất, đợi được chọn. Diệp Hùng nhìn Giang Thần và Tiểu Hắc, mỉm cười hỏi, hai vị, nhìn xem, thích kiểu này không? Giang Thần đẩy Tiểu Hắc đang đờ người ra, có, có thích không? nhìn những cô gái gợi cảm quỳ trên mặt đất tiểu hắc nuốt nước bọt đã trải qua đủ loại sóng to gió lớn nhưng lúc này anh ta lại có chút khẩn trương có chút khô miệng lưỡi đắng thấy tiểu hắc không nói gì diệp hùng đứng dậy quát mắng nói đổi đi nếu anh lớn đây vẫn không hài lòng thì tông dung hội các người đợi đóng cửa đi quản lý đang quỳ trên mặt đất bị dọa sợ thân hình mềm mại run lên cô ta lập tức dẫn đám người kia ra ngoài lần nữa gọi một đám người nữa vào Lần này có hơn 30 người. Tất cả đều là những cô gái rất xinh đẹp, chân dài, da trắng, ngực lớn. Thật chí ngay cả Dương Mộng trước đó chào phúng tiểu Hắc cũng có. Nhưng cô ta sau khi vào phòng bao, vẫn luôn quỳ dưới mặt đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Diệp Hùng đứng trước mặt tiểu Hắc, khẩn trương đến đổ mồ hôi, "Cậu, cậu thấy thế nào?" Tiểu Hắc nhìn Giang Thần nói, "Anh Giang, hay là thôi đi?" Giang Thần cho tiểu Hắc lựa chọn. Nhìn thấy Dương Mộng, anh lập tức vui vẻ. Cô ngẩng đầu lên. Người đang quỳ trên mặt đất không biết đang nói mình. Quản lý bên cạnh lập tức hét toáng lên, "Số 8, cô ngẩng đầu lên." Nghe thấy vậy, Dương Mộng ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên, Dương Mộng đã thấy Giang Thần và Tiểu Hắc ngồi trên ghế sofa trước mặt. Bùm. Lúc này trong đầu cô ta nổ bùm. "Đây, đây là có chuyện gì thế?" Nhất thời cô ta vẫn chưa lấy lại tinh thần được. Tiêu Hắc cũng nhìn thấy Dương Mộng. Lúc này, anh ta cảm thấy xấu hổ. Hẹn hò không thành, vậy mà gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này. "Đúng, cô, chính là cô." Giang Thần một tay vỗ đùi, một tay chỉ Dương Mộng, cười ha hả nói, "Đúng, chính là cô ta." Anh cười, cười đến mức sắp chảy nước mắt. "Chương 130, phải trả cái giá thật đắt." Giang Thần vô tâm vô phế cười lớn. Tiêu Hắc lại cảm thấy xấu hổ diệp hùng thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt dương mộng hoang mang đến lúc này vẫn chưa lấy lại tinh thần được đây không phải là tên nghèo nàn kia sao không tiền không xe không tiền tiết kiệm sao anh ta có thể quen diệp hùng tiếng tăm lừng lẫy của giang trung được chứ xin xin hỏi còn cần người khác nữa không ạ à? quản lý quỳ trên đất thật cẩn thận hỏi người này người này người này không cần những người khác đều ở lại giang thần chỉ tay vào mấy cô gái nói cô 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 nhanh đi ra ngoài những người khác ở lại chăm sóc mấy ông chủ cho tốt đấy vâng những cô gái bị chỉ đích danh nhanh chóng rời đi những người khác dồn dập đứng lên đi về phía ba người giang thần lập tức đứng lên tôi tôi không cần các cô cứ hầu hạ hai ông chủ lớn này cho tốt là được tôi tôi cũng không cần hầu hạ vị này là được rồi diệp hùng cũng vội vàng mở miệng nói nhất thời tất cả người đẹp đều bao vây quanh tiểu hắc trong nháy mắt trên khuôn mặt ngâm đen của tiểu hắc in thêm mấy vết son môi mà dương mộng lại ngơ ngác nhiều như vậy mười mấy người sẽ mất bao nhiêu tiền chứ phí phục vụ của một người ít nhất cũng ba vạn tám đấy là còn chưa bao gồm rượu nước một đêm há chẳng phải tiêu mất mấy trăm vạn rồi sao đây không phải là tên nghèo hèn sao sao lại có nhiều tiền như vậy chứ cô ta nghĩ không ra bị nhiều người đẹp vây quanh như vậy, tiêu hắc xấu hổ, nhanh chóng tránh ra, vội vàng hét lên nói, được, được rồi, không, không cần nhiều như vậy đâu. Anh ta đi đến trước mặt Giang thần, trên mặt còn có chút hốt hoảng, anh Giang, được rồi, nhìn thế là đủ rồi, bây giờ chúng ta về thôi. Đi đi, yên tâm chơi thoải mái đi. Giang thần đẩy tiểu hắc qua đó, ấn anh ta trên ghế sofa. Đồng thời xoay người nhìn Dương Mộng vẻ mặt hoang mặt đang đứng bên cạnh, Trêu tức mỉm cười nói, cô còn đứng ngây ngốc ở đấy làm gì nữa, còn không mau tới hầu hạ ông chủ lớn đi. Vâng. Lúc này Dương Mộng mới lấy lại tinh thần, đi đến trước mắt Tiểu Hắc, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Nhưng cô ta vừa ngồi xuống đã bị một người đẹp chân dài khác kéo ra. Rất nhiều cô gái xinh đẹp đều biết Diệp Hùng, ngay cả Diệp Hùng cũng phải kính trọng, vậy đây chắc chắn là người có lai lịch, lấy lòng cho tốt vào, lợi ích chắc chắn không ít rất nhiều cô gái đều chen lấn ra vẻ nịnh bợ tiểu hắc anh cứ từ từ mà chơi nhé tôi đi trước đây giang thần mỉm cười nói ánh mắt chợt rừng trên người diệp hùng phân phó nói diệp hùng nếu hôm nay để tiểu hắc rời đi ngày mai thiên quân cứ đợi mà đóng cửa đi vâng 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 diệp hùng ra sức gật đầu giang thần để lại một câu rồi rời đi anh giang tiểu hắc kêu lớn nhưng giang thần đã rời khỏi phòng bao rồi vẻ mặt tiểu hắc bất đắc dĩ, chuyện này là sao đây? Ông chủ lớn, uống rượu đi. Ông chủ lớn, công việc của anh là gì thế? Nói cho chúng em nghe chút đi. Ông chủ lớn, đừng như cưỡng ép vậy chứ, đến đây chơi thì thoải mái chút đi. Những người đẹp ở đây đều có công việc tử tế, hơn nữa có người còn là quản lý của công ty cao cấp, thậm chí còn có giáo viên, có người làm trong công ty nhà nước, còn có nhân viện chính phủ, bọn họ đều đến đây để làm thêm. Bỏ họ rất biết dụ dỗ người khác. Dương Mộng cũng như vậy, lúc này, cô ta dùng các thủ đoạn câu dẫn lấy lòng Tiểu Hắc. "Hai, sao các cô cứ vây quanh tôi thế, ông ta mới là ông chủ lớn, đến chăm sóc ông ta đi." Tiểu Hắc chỉ Diệp Hùng. Nhất thời có mấy người đẹp đi qua đó, chào hỏi Diệp Hùng. Giang thần rời đi rồi. Về phần sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, anh không quan tâm. Anh cũng không lập tức trở về nhà họ Đường mà là quyết định làm một vài chuyện. Chuyện của Trương Nguyên. Trương Nguyên là tên khốn, nhận lợi ích từ đường hải hãm hại đường sở sở, anh đã đến tận cửa tìm một lần rồi. Nhưng tên khốn đó vẫn không chịu nói thật trước mặt đường Thiên Long, ngược lại còn nói láo khiến đường sở sở lần nữa chịu ủy khuất. Giang thần đã từng thề, đời này sẽ không để đường sở sở phải chịu ủy khuất. Tên khốn nạn như vậy, giữ lại làm gì chứ? Tiêu giao vương, ông thông báo cho người thuộc bộ phận điều tra thương mại giúp tôi bắt một người. Tiêu Giao Vương nhận được cuộc gọi của Giang Thần, hơi xứng người, Hắc Long đổi tính rồi sao, không dùng nắm đấm giải quyết vấn đề nữa, mà dùng thủ đoạn pháp luật sao. Nhưng, như vậy cũng tốt, đỡ cho ông ta lần nào cũng phải đi chùi đờ tê cho anh. Nơi nào, tôi lập tức cho người đi bắt về. Giang Thần nói địa chỉ của Trương Nguyên. Được rồi, tôi sẽ làm ngay. Giang Thần cúp điện thoại, bắt xe đến chỗ của Trương Nguyên. Bây giờ đã là buổi chiều rồi. Sau khi Trương Nguyên trở về, lo lắng Giang Thần sẽ quay lại báo thù, đã bảo con trai Trương Thành của mình gọi mấy người bạn đến nhà, chỉ cần Giang Thần dám đến, chắc chắn sẽ bị đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra. Nhà của Trương Nguyên. Nào, mấy anh em, uống rượu đi. Con trai Trương Thành của Trương Nguyên đã mời một vài người bạn to cao về nhà. Đám người uống rượu, ăn thịt nướng một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen tùy tiện nói, Trương Thành cậu yên tâm, chỉ cần tên kia dám tới cửa, tôi sẽ đánh gãy chân anh ta. Có anh Nghiêu ở đây thì tôi yên tâm rồi, anh Nghiêu yên tâm, sau khi giáo huấn tên nhóc kia, ba vạn tệ, đảm bảo không thiếu một xu, cầm lấy cho các anh em uống rượu nhé. Trương Thành mỉm cười, có mấy người bạn này, anh ta yên tớ rồi. Uống đi. Trương Nguyên lần nữa xách thùng bia đi vào. Thùng thùng lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Phòng khách hồn ào nhất thời trở nên yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều dùng ở cửa. Trương Thành đứng lên, nói tôi đi xem xem. Anh ta đi đến cửa. Cửa mở. Phát hiện một người đàn ông đứng ở cửa. Nhìn thấy người này, anh ta nhất thời cười ha hả, ha, ha ha, giang thần, thật không ngờ, cậu thực sự dám tới, đợi cậu bao lâu rồi đấy. Hả? Trương Thành đánh giá Giang Thần đang đứng ở cửa lớn, bộ dáng hơn 20 năm 26 tuổi, mặc áo ba lỗ, xăm một hình xăm lớn trên tay. Đợi tôi sao? Các anh em, đi ra đây, Trương Thành xoay người kêu to một tiếng, người ở trong phòng lập tức cầm que thép trên mặt đất, hùng hổ đi vào trong. Bảy tám người đứng chơi, đứng ở cửa, dùng ánh mắt hài hước nhìn Giang Thần. Giang Nguyên cũng đi qua đó, nhìn Giang Thần, sắc mắt anh ta âm trầm, cười lạnh nói, Giang Thần, thật không thể ngờ, anh đã sớm để phòng tôi, đặc biệt gọi mấy tên bạn thân tới đón, giới thiệu một chút, đây là anh Nguyên, trong trốn Giang Hồ Nha. Một, thì ra đã sớm có chuẩn bị. Giang thần cười nhạt nói. dáng vẻ ngạo mạn của anh khiến trong lòng Giang thần rất khó chịu. Nhìn thấy nhiều người như vậy, không phải là hẳn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ chứ. Anh Nhiêu, xử lý giúp tôi. Nhưng mà Giang thần đột nhiên ra tay, nhấc chân dẫm. Một cú đá trúng ngực Nguyên Thành thân thể anh ta bay ra ngoài, đụng chúng không ít người phía sau. Giang thần vội vàng đi qua đó. a à, một tiếng gầm gừ gào khóc thảm thiết vang lên. Trương Thành và mấy người bạn của anh ta lăn lộn ngã nhào trên mặt đất. Giang thần ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, trong tay cầm điếu thuốc. Mà Trương Nguyệt mặt mũi trắng BCH ngồi bên cạnh. Thịch! ông ta không thể chống lại được khí thế trên người Giang thần. Ông ta quỳ gối trên mặt đất, nước mũi chảy ròng, cầu xin nói, Giang thần, lần này là đường hải ép tôi, tôi không làm như vậy, tôi sẽ bị kiện, tôi sẽ ngồi tù đấy, cầu, cầu, cầu xin anh mà. Ngồi tù, Giang thần cười nhạt một tiếng, nói ông sợ đường hải, lẽ nào không sợ tôi sao? Tôi, tôi, Trương Nguyên mở miệng, không nói thành lời. Ngay lúc này, cảnh sát bước vào. Tiêu giao vương người cầm đầu đang ngồi hỏi chuyện của Hắc Đông. Chuyện nhỏ, chỉ cần tiêu giao vương gọi một cuộc điện thoại là được rồi, nhưng chuyện của Giang Thần, vì đảm bảo đạt được mục đích của mình, anh ta trực tiếp đưa Hắc Đông đi. Anh Giang, Hoác Đông bước vào, chào hỏi Giang Thần. Giang Thần chỉ trương nguyên nói, chính là ông ta. Hoác Đông đứng dậy, nhìn cảnh sát đi tới, nói, đánh lâu nay rồi. Vâng, mấy vị cảnh sát đi vào, Hoác Đông đứng lên. Giang Thần chỉ người thê thảm đang ngồi trên mặt đất, nói, những người này cùng mang đi đi, kiểm tra xem có phạm tội gì không nếu có thì cùng xử lý một lần luôn không có thì nhốt lại mấy lần là được các người là ai dựa vào cái gì mà bắt tôi trương nguyên bị còng tay anh ta không ngừng dãy ruộng lớn tiếng nói một người mặc đồng phục cảnh sát đi qua đó cầm văn kiện quơ quơ trước mặt bàn làm việc lạnh giọng nói cục trưởng cục điều tra tội phạm kinh tế ông bị tình nghi là tội phạm kinh tế giúp những chiều khác điều tra giúp giang thần phân phó nói đúng rồi còn có người nhà họ đường, các người điều tra một chút nhưng, làm việc khiêm tốn đừng khua chiêng gõ trống. Anh không muốn cứ như vậy bỏ qua cho nhà họ đường. Nói xấu đường sở sở thì phải trả những cái giá thật đất. Audio điện tử võ tấn bền chương 131, xính lễ xa xỉ Trương Nguyên bị đưa đi, con trai ông ta là bị đưa đi, bảy tám tên côn đồ cũng bị đưa đi. Anh, anh Giang, một cảnh sát vẫn chưa đi, ông ta nhìn giang thần vẻ mặt vô cùng kính trọng hỏi xin xin hỏi sao lại điều tra người nhà họ đường người cảnh sát này là cục trưởng của phòng điều tra tội phạm chuyên nghiệp ông ta là kim vũ trước khi đến kim vũ đã biết thân phận của giang thần anh là con rể ở rể nhà họ đường còn về thân phận khác kim vũ lại không biết nhưng có thể khiến tướng quân cấp dưới của tiêu giao vương gọi bằng anh người này chắc chắn không bình thường giang thần bảo điều tra nhà họ đường trong lòng ông ta cũng không chắc chắn lắm mới hỏi lại. Giang thần đáp, sau khi điều tra, nên bắt thì bắt, nên phạt thì phạt. "Vâng." Kim Vũ gật đầu đáp. "Tướng quân Hoắc, lần này anh lại vất vả rồi, hôm nào mời anh ăn cơm nhé." Giang thần vẫy tay quay người rời đi. Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Đường, vài chiếc xe dừng ở trước cửa biệt thự, ngoài ra còn có một chiếc xe tải nhỏ và một chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản giới hạn mới toanh. Đường lỗi nhìn thấy những chiếc xe này thông qua camera giám sát trước cổng, không nhịn được sửng sốt, sau đó ra ngoài. Sau khi ra ngoài, anh ta thấy nhiều người trên chiếc xe tải đang dỡ hàng, khiêng rất nhiều chiếc dương xuống. Anh ta bước đến, nghi ngờ hỏi, các người, các người là ai? Một người đàn ông trung niên mặc vest thắt cà vạt, ăn mặc ra dáng người thành đạt bước lên, hỏi, đây là nhà họ đường sao? Đúng, đúng vậy, chuyện này là sao? Đường lỗi nghi hoặc, không biết những người này đang làm gì. Xin chào cậu đường, chúng tôi đến để đưa xính lễ. Xính lễ, đường lỗi đờ người ra. Sau đó lập tức phản ứng trở lại, mời những người này vào nhà, mời, mời vào. Sau khi vào nhà, đường lỗi gân cổ lên kêu to, ông nội, có người đưa xính lễ đến nhà. Đường Thiên Long chống gậy bước từ lầu hai xuống, phía sau còn có đường Mộng Oánh và đường Uyển Tâm đi theo. Hả, Đường Thiên Long cũng đầy nghi ngờ. Người đàn ông trung niên đứng đầu nói, cậu Giang bảo chúng tôi mang đến đó. Nói xong, người đàn ông trung niên lấy hóa đơn ra, đọc lên 8.880 vạn tiền mặt, một chiếc xe thể thao Ferrari bản giới hạn trị giá 2.800 vạn, một căn biệt thự 2.000 mét vuông ở khu biệt thự cảnh tú trị giá 380 triệu, đồ trang sức trị giá 5.800 vạn, quần áo trị giá 880 vạn. Sau khi đọc xong, nhiều người khiêng dương vào trong nhà. Người đàn ông trung niên đến trước mặt đường Thiên Long đang sửng sốt, đưa hóa đơn trong tay cho ông ta nói, ông cụ đường, ông kiểm tra lại danh mục quà tặng một chút, xem thử có vấn đề gì không nếu như không có vấn đề gì thì ký tên vào hóa đơn này. Nói xong ông ta quay người, dặn dò những người kia mở dương ra. Trong dương đựng những tờ tiền giấy màu đỏ mới toanh, còn có rất nhiều đồ trang sức cùng với một số quần áo hàng hiệu. Đường Thiên Long chố mắt ngạc nhiên, người nhà họ đường cũng trợn mắt há mồm. Xính lễ, như vậy là vừa ý người nào của nhà họ đường. Cậu Giang nào đưa đến vậy? Đây là, đường Thiên Long nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nói, một dương 880 vạn, tổng cộng có 10 chiếc dương, đồ trang sức, quần áo, chìa khóa biệt thự, chìa khóa xe, tất cả đều ở đây hết. Đường Thiên Long hỏi, cho hỏi, như thế là vừa ý cô con gái nào của nhà họ đường tôi vậy, cậu Giang là ai? người đàn ông trung niên nói chuyện này tôi không biết tôi chỉ phụ trách giao hàng đường thiên long ngoan ngoãn cầm bút lên ký tên vào hóa đơn còn người đàn ông trung niên lúc này mới bảo mọi người rời đi sau khi mọi người rời đi hết đường lỗi đến chiếc dương đựng tiền trước lấy một sấp ra rút ra vài tờ quan sát thật kỹ sau đó lập tức la lên ông nội đây là tiền thật đó đường thiên long lúc này vẫn còn chưa kịp phản ứng lại cậu Giang này là ai, sao lại có số tiền lớn như vậy? Đường lỗi để tiền xuống, bước về phía đường Thiên Long nói, ông nội, trước mắt những người chưa gả chồng ở nhà họ đường chúng ta chỉ có Mộng Oánh và đường Nguyệt con chú hai thôi, tuy Mộng Oánh có bạn trai rồi, nhưng đường Nguyệt con chú hai cũng có bạn trai, mà bạn trai của bọn họ cũng không phải họ Giang. Đúng vậy, đường Thiên Long gật đầu nói, người đưa xính lễ không nói cậu Giang là ai, cũng không nói muốn cưới ai, cứ như thế mang xính lễ đến thôi sao? chắc chắn là tặng cho con rồi. Đường mộng oánh cũng kịp phản ứng trở lại, kích động nói, bàn về nhan sắc, con bỏ xa đường nguyệt mấy cây số, cậu giang thần bí này chắc chắn sẽ không vừa ý đường nguyệt đâu, nhất định là thích con rồi. Ừm, đường thiên long đâm chiêu. Trong số con gái chưa gả chồng của nhà họ đường cũng chỉ có đường mộng oánh xuất sắc nhất, ông ta cảm thấy những xính lễ này chắc là tặng cho đường mộng oánh. Nhưng cậu giang lại là ai? Ông ta nhìn về phía đường mộng oánh, hỏi, Mộng Oánh, con quen biết cậu Giang giàu có này sao? Người giàu có họ Giang ở Giang Trung cũng chỉ có nhà họ Giang 10 năm trước, ngoài ra cũng không biết còn có người họ Giang nào có thể ra tay hào phóng như vậy nữa. Hả, không, không có. Đường Mộng Oánh bắt đầu suy nghĩ. Quả thật cô ta không quen cậu Giang giàu có nào đó. Người nhà họ đường đều đang suy đoán xem đây là sinh lễ của ai, cậu Giang thần bí lại là ai. Cùng lúc đó, giang thần chạy về nhà cũng nhận được điện thoại của bạch tố anh giang đã đưa xính lễ đến nhà họ đường rồi đường thiên long tự mình ký nhận nghe xong giang thần cau mày nói cô mang đến biệt thự lớn nhà họ đường vâng đúng vậy sao thế giang thần mắng cô mang đến biệt thự lớn nhà họ đường làm gì tôi bảo cô mang đến nhà đường sở sở hả bạch tố lập tức luống cuống tay chân vội nói anh giang anh đừng giận tôi lập tức sai người đến lấy lại mang tặng lại Bỏ đi, Giang Thần suy nghĩ một lát, nói tôi đưa Sở Sở đến đó lấy. Giang Thần cúp máy, mang đến biệt thự lớn nhà họ Đường thì mang. Anh dẫn cả nhà Sở Sở đến nhà họ Đường đòi, như vậy cũng cho Sở Sở nở mày nở mặt. Hơn nữa phòng điều tra tội phạm chuyên nghiệp đã nhúng tay vào chuyện của Đường Sở Sở, rất nhanh sẽ đến nhà họ Đường bắt đám người Đường Hải lại, dẫn theo Đường Sở Sở đi cũng giúp trả lại sự trong sạch cho cô. Nghĩ đến dáng vẻ xúc động của Đường Sở Sở, nghĩ đến tình cảm buổi tối sở sở sẽ dành cho anh, Giang thần thấy vô cùng kích động. Nhà đường sở sở, bố, mẹ, có người mang xính lễ đến biệt thự lớn nhà họ đường rồi. Đường Tùng đang chơi điện thoại lập tức la to. Cậu ta đang tám chuyện trong nhóm gia tộc. Đường lỗi gửi ảnh một số quà tặng vô cùng quý giá. Bố mẹ, mọi người mau xem trong nhóm gia tộc, đường lỗi gửi ảnh 8.800 vạn tiền mặt, xe thể thao Ferrari bản giới hạn trị giá 2.800 vạn, một căn biệt thự, còn có rất nhiều đồ trang sức và quần áo. Cái gì? Hà Diễm Mai lập tức cầm điện thoại lên, mở nhóm Weixin ra xem. Cùng lúc đó, đường bác, Ngô Mẫn cũng mở tin nhắn nhóm Weixin ra. Trong nhóm vang lên tiếng tin nhắn âm thanh đầy đắc ý của đường lỗi, nhìn thấy chưa, đây là xính lễ tặng cho em gái mộng ánh của tôi đó, phải có bao nhiêu tài sản mới dám bỏ ra khoản tiền này chứ? Không có tài sản trăm tỷ sao có thể bỏ ra xính lễ hoành tráng như vậy được. Thế nào, ngưỡng mộ không? Nhìn thấy những quà tặng này, nghe thấy giọng nói đắc ý của đường lỗi. Hà Diễm Mai cao mày, lẩm bẩm nói, đường mộng oánh từ lúc nào lại quen biết người giàu có như vậy, sinh lễ này cũng hoành tráng thật, cũng sắp bằng một nửa nhà họ đường rồi. Mẹ, không đúng lắm. Đường Tùng cảm thấy không đúng lắm nói, sao đường mộng oánh lại có thể quen biết người giàu có như vậy được, còn cảm thấy sinh lễ này cho chị sở sở đó, đây là sinh lễ của cậu Ngụy, không phải buổi trưa cậu ngụy nói xính lễ nhà anh ấy ít nhất cũng 100 triệu sao, buổi trưa vừa nói buổi chiều đã sai người mang xính lễ đến tặng rồi. Hà Diễm Mai vỗ đùi nói, đúng rồi, sao mẹ lại quên mất nhỉ, đây chắc chắn là xính lễ của cậu ngụy tặng cho sở sở, tặng cho đường mộng oánh gì chứ, đi, chúng ta đến biệt thự nhà họ đường, lấy lại những thứ thuộc về chúng ta. Mẹ, đi, đường tùng đứng dậy, Hà Diễm Mai nhìn đường bác đang ngồi im, gọi to, đường bác, Ông còn ngây ra đó làm gì, đi nhanh lên. Ồ, lúc này Đường bác mới phản ứng trở lại. Cả nhà khí thế hùng hồn lên đường, đi về phía biệt thự lớn nhà họ Đường. Chương 132, cậu Giang thần bí. Giang thần về đến nhà. Nhưng không có ai ở nhà cả, mà lúc anh ra khỏi nhà cũng không mang theo chìa khóa. Anh cũng không tham gia vào nhóm vui xin của nhà họ Đường, cũng không biết mọi người đã đến biệt thự lớn nhà họ Đường anh gọi điện cho đường sở sở. Đường sở sở đã đến dược phẩm trường sinh tìm Lâm Y, cần bàn một số đơn đặt hàng. Cô đang trên đường về. Bây giờ cô cũng nhìn thấy tin nhắn trong nhóm gia tộc. Cậu Giang thần bí, Xính Lễ hoành tráng. Nhìn thấy đường lối gửi ảnh xính lễ trong nhóm gia tộc và những lời anh ta nói trong nhóm, đường sở sở khẽ sững sờ. Không biết tại sao, bây giờ cô lại nghĩ ngay đến một người. Đó chính là người đàn ông mặt quỷ ngay lúc này điện thoại cô bỗng reo lên. Tiếng chuông điện thoại làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nghe điện thoại, chồng à, sao vậy? Sở sở, em đang ở đâu đó, không có ai ở nhà, anh không mang theo chìa khóa, không vào nhà được. Sắp về đến nhà rồi, nửa tiếng nữa. Ừm, được. Giang thần cúp máy. Sau đó, anh đợi cô ở trước cửa nhà. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, một cô gái mặc quần áo bình thường, dáng vẻ duyên dáng, giống hệt như nàng tiên xuất hiện trước cửa nhà giang thần đang ngồi xổm trước của nhà lập tức đứng dậy cười nói vợ ơi đường sở sở lấy chìa khóa ra mở cửa sau khi vào phòng cô lặng lẽ lấy một hộp đựng đồ ra đưa cho giang thần mặt đỏ bừng khẽ nói cất kỹ tối nay dùng giang thần nhìn thấy đồ đường sở sở đưa cho anh cả người kích động không thôi đường sở sở nói đúng rồi hôm nay có người tặng xính lễ cho nhà họ đường xính lễ vô cùng quý giá Bố mẹ đều đi rồi, chúng ta cũng đi xem thử đi. Ừm, được." Giang Thần khẽ cười nói. "Xính lễ đó là đồ anh tặng cho Đường Sở Sở, đã đến lúc phải đòi về rồi." Hai người cùng nhau đến biệt thự lớn nhà họ Đường, lúc bọn họ đến nơi, trong phòng đã tụ tập đông đủ hơn mấy chục người. Tất cả những người quan trọng của nhà họ Đường đã đến đủ, còn còn một số thông gia thân thiết cũng đến. Trong phòng khách đặt rất nhiều chiếc dương bên trong toàn là tiền mặt và một số đồ trang sức quý giá cùng với những bộ quần áo đắt tiền. Nói láo, đây đều là xính lễ của cậu ngụy tặng cho sở sở nhà tôi. Giang thần và đường sở sở vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Hà Diễm Mai. Bà ta đứng trong phòng khách, hai tay chống nạnh, quát to với đường lỗi, ai nói đây là xính lễ cho đường mộng oánh chứ, bạn trai của đường mộng oánh là Liễu Sung nhà họ Liễu. Tuy nhà họ liễu giàu có nhưng cũng không nhiều tiền như vậy, cậu biết cậu ngụy nhà họ ngụy không? đây mới thật sự là gia tộc kín tiếng. buổi trưa còn đến nhà tôi, tặng quà mấy trăm vạn cho tôi. đường tùng cũng lấy chìa khóa xe ra, khoe khoang nói, nhìn thấy chưa, đây là cậu ngụy tặng đó. nhìn thấy cảnh này, đường lối cũng lập tức không khoe khoang nữa. đường mộng oánh lại đứng lên, giải thích người tặng xính lễ cũng đã nói rồi, đây là xính lễ cậu giang tặng, không phải của cậu ngụy gì đó. lẽ nào đường sở sở còn quen cậu giang giàu có nào đó sao? đúng vậy đường lỗi lúc này mới nói lẽ nào nói cậu giang này chính là giang thần ở rể nhà các người hay sao ha ha buồn cười chết đi được sao có thể là giang thần được giang thần chẳng có tiền cũng chẳng có quyền tôi nghe nói ngay cả tiền hút thuốc cũng phải xin sở sở đó nghe thấy cái tên giang thần nhiều người không khỏi bật cười còn đường sở sở và giang thần vừa bước vào đúng lúc lại nghe thấy những lời này sắc mặt đường sở sở cũng rất khó coi Giang thần kéo đường sở sở bước đến, lớn tiếng quát, đây đúng là xính lễ tôi tặng cho sở sở đó. Nhìn thấy giang thần và đường sở sở bước vào, Hà Diễm Mai lập tức bước đến, kéo hai người đến bên cạnh mình, trách mắng, giang thần, cái đồ vô dụng này còn đến đây làm gì, tôi đã nói với cậu rồi, cậu không xứng với sở sở, ngày mai ly hôn đi. Mẹ, đường sở sở bất lực gọi một tiếng. Giang thần đứng ra nói, cậu giang tặng xính lễ chính là tôi, đây là quà tặng cho sở sở đó đường sở sở lập tức kéo tay giang thần khẽ nói đừng đừng nói bậy đường thiên long ngồi trên sofa khẽ ngước mắt lên nhìn giang thần một cái nói là là cậu tặng thật sao đương nhiên giang thần gật đầu đáp nói láo đường lỗi quá to cậu có nhiều tiền vậy sao hà diễm mai cũng quở trách giang thần cậu đừng không biết xấu hổ như vậy chỉ vì cậu họ giang mà số xính lễ này là của cậu tặng hết sao đúng vậy đường mộng oánh nói người kia cũng không nói tặng cho ai đường sở sở đã lấy chồng rồi như vậy sao có thể tặng cho đường sở sở được cậu giang này chắc chắn là thích tôi rồi đường thiên long cũng không chắc chắn rốt cuộc xính lễ này tặng cho ai bởi vì người đưa xính lễ không nói rõ là ai tặng chỉ nói là cậu giang tặng thôi đường thiên long nhìn đường sở sở hỏi sở sở cháu quen cậu giang giàu có nào sao đường sở sở chợt sửng sốt lập tức gật đầu nói có có quen Nghe xong, nhiều người đều nhìn về phía Đường Sở Sở. Đường Thiên Long lập tức đứng dậy, hơi kích động hỏi, "Ai, là ai?" Đường Sở Sở nhìn Giang Thần, bắt đầu do dự. Cô cũng không biết mình có nên nói hay không, nếu như nói rồi, Giang Thần tức giận thì sao? Đường Thiên Long quát, "Nói đi." Giang Thần cũng nhìn Đường Sở Sở, nói, "Vợ à, em nói đi." Đường Sở Sở lúc này mới khẽ gật đầu nói, "Là, là người 10 năm trước đã được cháu cứu." Anh ấy là người nhà họ Giang, còn về anh ấy tên gì con cũng không biết. À, tôi nhớ ra rồi. Trong phòng khách bỗng vang lên giọng nói của Đường Kiệt. Nhiều người nhìn về phía Đường Kiệt. Đường Kiệt nói tiếp, tôi nghe nói tập đoàn Long Đằng trước đây bị Niêm Phong đã được mở lại rồi, còn được người bí ẩn nào đó tiếp nhận, cùng lúc đó nhiều sản nghiệp của ba gia tộc khác cũng phải nhường lại, nghe nói những sản nghiệp này đều là sản nghiệp thuộc về nhà họ Giang 10 năm trước. Nghe xong, mọi người đều kinh ngạc. Chuyện này tôi cũng biết, 10 năm trước sau khi nhà họ Giang bị diệt vong, ba gia tộc lớn đã tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Giang. Bây giờ đều nhường lại hết, lẽ nào người nhà họ Giang trở về rồi sao? Không phải bị xử bắn hết rồi sao? Bị xử bắn là giả đó, tôi nghe nói người sở sở cứu có xuất thân hiển hách, có lẽ tiêu giao vương cũng bị ép phải nói dối, mới tùy tiện tìm một cái cớ bị xử bắn thôi. Lẽ nào là người nhà họ Giang sở sở đã cứu 10 năm trước tặng xính lễ thật sao, cậu ta muốn cưới sở sở à người nhà họ đường bắt đầu bàn tán còn đường sở sở cũng ngạc nhiên nói cái gì anh ấy còn sống thật sao đường kiệt lắc đầu nói chuyện này tôi không biết tôi cũng mới nghe phong phanh thôi nghe nói có người tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ giang thành lập một tập đoàn hoàn toàn mới hình như gọi là tập đoàn giang long gì đó ngày mai chắc sẽ được đưa lên tin thời sự đó nghe thấy những lời này giang thần cũng im lặng không nói gì xính lễ anh tặng sao lại liên quan đến người đường sở sở cứu 10 năm trước chứ? Người đường sở sở không phải chính là anh sao? Là tôi tặng thật đó. Im miệng, Hà Diễm Mai Quát, tuy cậu cũng họ Giang, nhưng cậu là người nhà họ Giang sao, cậu có tiền sao? Đường sở sở cũng kéo tay đường sở sở nói, chồng à, anh bớt nói vài lời đi. Ôi, Giang thần thở dài một hơi. Tại sao lại như vậy chứ? Là anh tặng thật mà, sao không ai chịu tin vậy? lẽ nào anh phải nói ra thân phận của mình thật sao tặng xính lễ người ta còn không tin nói anh là hắc long là ông chủ phía sau sợ là anh sẽ bị đuổi ra ngoài mất hơn nữa những chuyện này buổi trưa anh đã nói rồi nhưng người nhà không thèm quan tâm suy nghĩ một lát anh vẫn không nói gì lựa chọn im lặng dù sao cậu giang trong miệng mọi người cũng là anh bị hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm đi cho dù là ai tặng số xính lễ này tôi cũng không thể nhận được Tôi đã có chồng rồi." Đường Sở Sở nói, nhưng không biết tại sao, lúc nói ra những lời này cô lại hơi yếu thế. Trong lòng cô vẫn rất mong chờ được gặp cậu Giang Thần bí đó. Cô thật sự muốn gặp thử người cô từng cứu 10 năm trước rốt cuộc là ai. Cô muốn biết rốt cuộc người đàn ông mặt quỷ cứu cô thoát khỏi tay tiêu chiến là ai. Vẻ mặt của cô không hề giấu giếm Giang Thần. Giang Thần cau mày, trong lòng khẽ lẩm bẩm, lẽ nào Sở Sở thích mình mang mặt nạ quỷ thật sao? chương 133, đường sở sở không kiềm chế được cảm xúc. Bố, người tặng xính lễ là cậu Giang, không phải cậu ngụy thật sao? Hà Diễm Mai hỏi lại lần nữa. Bà ta vẫn cảm thấy người tặng xính lễ là ngụy chi, chứ không phải người đường sở sở cứu. Đường Thiên Long rút tàu thuốc ra, gật đầu nói, ừ, quả thật là cậu Giang, xem ra đây đúng là người sở sở đã cứu 10 năm trước tặng, thực sự là tặng cho sở sở. Con, con không thể lấy được, Đường Sở Sở vội nói: "Lấy, sao lại không lấy?" Đường Tùng lập tức bước ra, lấy chiếc chìa khóa xe thể thao Ferrari bản giới hạn trong hộp quà ra, nói: "Quan tâm anh ta là cậu Ngụy hay cậu Giang làm gì, tặng cho Sở Sở thì là của nhà chúng ta." "Cậu làm gì vậy, bỏ xuống." Đường Lối quát mắng, "Chuyện vẫn còn chưa rõ, sao có thể tặng cho Sở Sở chứ, đây rõ ràng là tặng cho mộng oánh nhà tôi." "Cậu nói bừa, Hà Diễm Mai quát, "Đây là đồ tặng cho Sở Sở." chúng tôi lấy đi đây. Thím mới nói bừa, ai không biết sở sở đã lấy chồng rồi, ai còn ngu ngốc đi tặng xính lễ hoành tráng như vậy. Đường Mộng Oánh đứng ra nói. Cả nhà vì chuyện xính lễ lại bắt đầu cãi nhau. Giang thần đau đầu. Chỉ chút chuyện như vậy. Sao lại cãi nhau ôm um sùm lên vậy? Anh quay người bước ra khỏi phòng. Đường sở sở nhìn thấy cũng ủ rũ buồn chán, cô biết chắc chắn Giang thần tức giận rồi. Cô muốn đuổi theo nhưng cô lại không làm vậy. Bề ngoài, Giang Thần lấy một điếu thuốc ra châm lửa lên, anh cầm điện thoại ra gọi cho Tần Niên một cuộc điện thoại. Cậu, cậu chủ, quản gia Tần, bây giờ có một chuyện phải làm phiền ông rồi. Cậu chủ, cậu nói đi. Chuyện là thế này. Giang Thần nói hết chuyện ở nhà họ đường với Tần Niên. Ông tự mình đến nhà họ đường nói rõ một chút, cứ nói là cậu Giang tặng số xính lễ này cho sở sở. Vâng, tôi lập tức đến ngay. Giang thần cúp máy. Anh cũng không có cách nào khác. Ban đầu định tặng chút quà cho Sở Sở vui, nhưng không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, ngay cả cậu Giang 10 năm trước cũng bị liên lụy. Nếu đã hiểu lầm vậy thì cứ để hiểu lầm tiếp đi. Dù sao anh cũng chỉ muốn trả ơn, chỉ cần Sở Sở vui thì thế nào cũng được. Sở Sở thích anh của một thân phận khác thì cứ để cô thích đi, đến lúc đó thời cơ chín muồi, anh lại giải thích mọi chuyện với cô. Giang Thần đứng bên ngoài hút xong điếu thuốc mới vào nhà. Trong phòng vẫn đang cãi nhau. Hà Diễm Mai nói quà tặng này của nhà bà ta nên bà ta muốn mang đi. Đường Lỗi và Đường Mộng Oánh, còn có Lý Yến đều cho rằng đây là quà của nhà bọn họ nên muốn giữ lại. Cả nhà cãi nhau không ai chịu thua ai. Đường Thiên Long không có ý kiến gì, ngồi trên sofa hút thuốc, cũng không biết ông ta đang nghĩ gì. Giang Thần bước vào, Đường Sở Sở lập tức bước đến, kéo cánh tay anh, vẻ mặt áy náy, giải thích nói, "Chồng à, anh chạy đi đâu vậy?" em em thật sự không biết cậu giang là ai hơn nữa cũng chưa chắc là tặng cho em có lẽ là cậu giang giàu có nào khác tặng cho chị mộng oánh đó giang thần cười nói trong phòng hơi một ngạt anh ra ngoài đi hóng mát thật sự anh rất muốn nói hết mọi chuyện với đường sở sở nhưng như thế sẽ làm trái với ý định ban đầu của anh anh đến để trả ơn ý định ban đầu của anh là không để lộ thân phận của mình âm thầm ở bên cạnh bảo vệ đường sở sở bảo vệ cô đến hết quãng đời còn lại. Nếu như lấy thân phận Hắc Long để tiếp cận với đường sở sở, lúc anh rời khỏi Nam Hoang đã không nộp đơn xin ngừng công tác rồi. Hơn nữa bây giờ gia tộc của anh lại dính dáng đến các thế lực bí ẩn. Đó là bốn gia tộc lâu đời lớn. Còn có bức hoa Nguyệt Sơn cư báu vật gia truyền thần bí của gia tộc. Suốt cuộc bốn gia tộc lâu đời lớn mạnh thế nào anh cũng không biết, nhưng thiên tử một trong ngũ đại soái cũng là người của bốn gia tộc lớn đó, nếu như thật sự là kẻ địch của anh vậy chuyện này lại phiền phức rồi cho nên anh không thể nói ra thân phận của mình được không thể để sở sở bị cuốn vào trong những chuyện này được như vậy là tốt nhất chồng à anh phải tin em anh tin em mà giang thần nhìn đường sở sở nói có thể ở rể ở nhà họ đường có thể cưới được em là phước đức cả đời này của anh cho dù sau cùng có kết quả thế nào anh cũng sẽ không trách em ôi Đường sở sở than thở một tiếng. Tần niên đến rất nhanh. Chưa được nửa tiếng đã đến nhà họ đường. Cộp cộp cộp. Trong lúc mọi người đang cãi nhau, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Một người nhà họ đường bước ra mở cửa. Tần niên dẫn theo tần xương bước vào. Đường thiên long nhìn thấy người lạ đến thăm không khỏi đứng dậy. Những người khác đang ngồi cũng đứng dậy theo. Đường thiên long chống gậy bước đến, gương mặt già nua đầy nghi ngờ, hỏi ông, ông là ai? Tần Niên bây giờ và Tần Niên trước đó như hai người khác nhau. Ông ấy mặc một bộ đồ dài màu đen, trên người mang hơi thở cao quý, còn Tần Sương sau khi trang điểm sửa soạn cũng có thần thái hơn người. Hai người đều nhìn thấy Giang Thần, nhưng Giang Thần đã dặn dò trong điện thoại trước, hai người cũng không nói nhiều. Tần Niên nói: "Tôi là người của tập đoàn Giang Long." Nghe xong mọi người đều giật mình trước đó bọn họ còn bàn tán về tập đoàn Giang Long bây giờ người của tập đoàn Giang Long đã tìm đến tận cửa rồi Đường Thiên Long lập tức bảo hai người ngồi xuống sau khi ngồi xuống Tần Nhiên nói tôi thay Chủ tịch đến đây người mang quà đến trước đó không nói rõ hơn nữa Chủ tịch dặn mang quà đến tặng cho cô Sở Sở nhưng lại gửi nhầm đến biệt thự lớn nhà họ Đường Tần Nhiên chỉ vào số xính lễ trong phòng khách nói đây là xính lễ Chủ tịch của chúng tôi tặng cho cô Sở Sở Nghe thấy lời này, đường sở sở chợt sửng sốt, cô bước đến không nhịn được hỏi chủ, chủ tịch họ Giang sao? Là người nhà họ Giang 10 năm trước đúng không? Là người nhà họ Giang tôi cứu 10 năm trước à? Tần Niên mỉm cười, gật đầu nói, ừm, đúng vậy. Anh, anh ấy tên là gì? Đường sở sở nói năng ấp úng. Tần Niên mỉm cười, nhìn Giang thần bên cạnh một cái, không nói thêm gì nữa. Dẫn, dẫn tôi đi gặp anh ấy đi. Lúc này, Trái tim bé nhỏ của Đường Sở Sở đang đập liên hồi. Cô đã biết người này từ lâu, nhưng rốt cuộc đây là ai, cô lại không biết. Khoảng thời gian này, cô vẫn luôn nằm mơ. Mơ thấy người cô từng cứu, mơ thấy người cứu cô, cô có nằm mơ cũng muốn biết rốt cuộc đó là ai. Giang Thần để ý hết từng nét mặt của Đường Sở Sở. Anh biết Đường Sở Sở đã thích anh của một thân phận khác rồi, nếu không thì sẽ không mất kiểm soát cảm xúc của mình anh sống chung với đường sở sở lâu như vậy, đường sở sở vẫn luôn tôn trọng anh. Nhưng suy cho cùng giữa hai người cũng thiếu một chút cảm xúc mãnh liệt, thiếu một chút tình yêu, đây chỉ là tình thân không phải tình yêu nữa. Phù, Giang thần khẽ thở dài một hơi. Tần Niên cười nói, cô sẽ được gặp cậu ấy nhanh thôi, chủ tịch nói cậu ấy sẽ nhanh chóng tổ chức một lễ cưới lãng mạn với cô, để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất Giang Trung. Tần Niên không nói quá nhiều, sau khi nói vài câu, ông ấy đứng dậy quay người rời đi. Sau khi ông ấy đi, Hà Diễm Mai lúc này mới cười to, nói ha ha, tôi đã nói mà, xính lễ này tặng cho sở sở, đường mộng oánh làm gì có số hưởng như vậy. Ha ha, siêu xe của tôi, biệt thự của tôi, đường Tùng cũng bật cười khanh khách. Cả nhà đường hải lại im lặng không nói lời nào. Cộp cộp cộp, tần nhiên vừa đi chưa được bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa ra, một vài cảnh sát bước vào, người đứng đầu chính là Kim Vũ của phòng điều tra tội phạm chuyên nghiệp, ông ta lấy lệnh bắt ra, nói: "Đường Hải, Đường Lỗi, các người bị tình nghi có dấu hiệu phạm tội, mời đi theo chúng tôi về phối hợp điều tra." Chương 134: Tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát đến nhà bắt người, Đường Hải và Đường Lỗi lập tức hoảng sợ. Đường Thiên Long bước tới, nhìn Kim Vũ. Là tộc trưởng của một gia tộc làm sao ông ta có thể không biết Kim Vũ cục trưởng Kim ông nhầm lẫn rồi phải không Đường Hải và Đường Lỗi nhà tôi sao có thể là phạm tội thương mại được chúng nó đã làm gì Kim Vũ đưa mắt liếc nhìn Giang Thần một cái Giang Thần đứng dậy và nói là tôi đã báo cảnh sát mày ánh mắt của tất cả mọi người đều dán vào người Giang Thần Đường Lỗi lớn tiếng chửi Giang Thần mày là đồ phế vật ăn của nhà họ Đường uống của nhà họ Đường Dùng của nhà họ Đường, mày vậy mà lại gọi cảnh sát đến bắt tao, dựa vào cái gì mà bắt tao, tao đã phạm tội gì? Đường Hải cũng lạnh giọng nói, nếu hôm nay không cho tôi một lời giải thích hợp lý, chuyện này sẽ không yên đâu. Đường Sở Sở kéo Giang Thần, cô hỏi, Giang Thần, anh làm gì vậy? Cả nhà đều lạnh lùng nhìn Giang Thần, trong ánh mắt hiện lên sự thù ghét. Thằng nhóc này đang làm gì vậy chứ, gọi cảnh sát bắt người. Giang Thần nhìn mọi người, anh thản nhiên nói tôi tin tưởng sở sở cô ấy sẽ không làm ra chuyện có lỗi với gia tộc chuyện thuốc giả là có người hãm hại sở sở chỉ là tôi không biết là ai vì vậy tôi đã báo cảnh sát cảnh sát đã bắt trương nguyên bây giờ trương nguyên đã khai báo mọi chuyện ngoặc kép nói rồi anh nhìn về phía đường hải và đường lỗi tôi thật không ngờ chuyện này thật ra là hai người các người lén lút dở cho may cơ thể đường lỗi lui về phía sau mấy bước anh ta ngã ngồi lên sofa sắc mặt đường hải cũng tái nhợt. Đường Thiên Long nhìn Kim Vũ nói, cục trưởng Kim, đây phải trang nhầm lẫn rồi. Đây là chuyện nội bộ của gia đình tôi, sao lại là phạm tội thương mại được? Kim Vũ không hề nể mặt đường Thiên Long, ông ta lạnh giọng nói, có người báo cảnh sát, chúng tôi đương nhiên phải tra xét rõ ràng, Trương Nguyên đã khai báo rồi, đầu tiên là đường lỗi cho ông ta 10 vạn, để ông ta vận chuyển một số loại thuốc giả hết hạn đến bệnh viện Vĩnh Nhạc và sau đó Đường Hải đã đưa cho ông ta 100 vạn để hãm hại Đường Sở Sở. Nếu ông có điều gì muốn nói thì hãy chờ đến đồn cảnh sát nói, giải đi. Vài cảnh sát chạy đến và còng tay giải hai người bọn họ đi. Cưỡng chế áp giải Đường Hải và Đường Lỗi. Sắc mặt Đường Hải trầm xuống, ông ta không nói một lời nào. Còn Đường Lỗi thì lớn tiếng kêu la, ông nội, cứu cháu, cứu cháu, cháu không muốn ngồi tù. Dưới ánh mắt của những người nhà họ Đường đường hải và đường lỗi bị giải đi. Mãi cho đến khi cảnh sát đi mất thì đường tùng mới phản ứng lại, cậu ta len lén dựng ngón tay cái với giang thần. Cốp! Đường thiên long tức giận đập cây gậy lên bàn, giận dữ hét lên, giang thần, mày làm gì vậy hả, đây là việc nhà, cho dù chúng nó có làm sai chuyện gì, mày nói cho tao biết là được rồi, sao phải báo cảnh sát, mày làm vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào không? Đường thiên long vô cùng tức giận, người nhà họ đường ngơ ngác nhìn nhau không ai dám mở miệng. Giang thần hờ hững nói, nói với ông có ích lợi gì sao? Cháu tìm được Trương Nguyên, nhưng bị ông ta lật ngược lại tình thế, các người đều không tin sở sở, không báo cảnh sát thì làm sao lấy lại được trong sạch cho sở sở. Hơn nữa cháu cũng không tin đám người nhà bác cả, cho nên mới báo cảnh sát để điều tra rõ mọi chuyện, chuyện này còn có thể trách ai được, muốn trách thì hãy trách bọn họ đã hãm hại sở sở. Mày! Đường Thiên Long sắc mặt tái nhợt. Còn nữa, Giang Thần tiếp tục nói, Sở Sở đã không còn là chủ tịch của Vĩnh Nhạc nữa. Bây giờ cô ấy là chủ tịch của Vĩnh Thái và nắm giữ 90% cổ phần của Vĩnh Thái. Trưa hôm nay, Sở Sở đã nhận chuyển nhượng chức vụ từ ông hai của Vĩnh Thái. Phụt, nghe đến đây, Đường Thiên Long tức đến mức phun ra một ngụm máu. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Đường Thiên Long ngất đi, cả nhà hoảng sợ nhanh chóng chạy tới vây quanh Đường Thiên Long. Giang Thần, anh làm gì vậy? vẻ mặt đường sở sở cũng đầy vẻ oán trách, cô trách mắng, đây là việc nhà, sao có thể gọi cảnh sát? Sao anh không bàn bạc với em, lại tự ý quyết định? Mắng xong, cô bước nhanh về phía đường Thiên Long. Đường Thiên Long tức giận đến mức đau tim ngất xỉu, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại. Ông ta ngồi ở trên sofa thở dốc được, được lắm rồi, đường sở sở, mày đủ lông đủ cánh rồi, cũng không đặt gia quy của nhà này vào mắt nữa, nếu đã như vậy. Tao cũng không có lời gì hay để nói, mày đi mày đi đi từ nay về sau nhà họ đường sẽ không còn có đường sở sở nữa ông nội trên mặt đường sở sở mang theo vẻ khó xử tuy rằng cháu đã mua lại vĩnh thái tuy rằng cháu không còn là chủ tịch của vĩnh nhạc nữa nhưng đơn đặt hàng của những tập đoàn lớn đối với vĩnh nhạc sẽ không hủy bỏ sau này vĩnh nhạc vẫn sẽ nhân được đơn đặt hàng của những tập đoàn lớn thôi thôi đường thiên long hơi dừng tay lại ông à việc này ông không thể bỏ qua như vậy Lý Yến khóc lóc nói, đường hải, đường lỗi đều bị cảnh sát bắt đi rồi, cho dù tất cả đều do bọn họ làm, nhưng đây là việc nhà, sao có thể báo cảnh sát được? Việc nhà. Giang thần lạnh lùng nói, hãm hại sở sở là việc nhà sao, may là lần này không xảy ra chuyện gì lớn, nếu để chết nhiều người thì vẫn là việc nhà sao. Cậu, Lý Yến chỉ vào mặt Giang thần, sắc mặt bà ta tái xanh, cậu là cái thá gì, đây là nhà họ đường, ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao đúng vậy đúng là quá đáng sao có thể báo cảnh sát được chứ việc này nói rõ ràng với nhau là được rồi thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện bây giờ cảnh sát đã tới của bắt người việc này mà truyền ra ngoài nhà họ đường nào còn mặt mũi để gặp mọi người cơ chứ đáng chết con rể chết tiệt thành viên nhà họ đường ai cũng đều trách mắng đường sở sở và giang thần tuy đường tùng cảm thấy hả giận nhưng cậu ta cũng cảm thấy giang thần làm vậy là hơi quá đáng đây là việc nhà lại báo cảnh sát làm lớn chuyện như vậy đường sở sở kéo tay giang thần cô nhỏ giọng nói giang thần rút án đi việc này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến nhà họ đường hơn nữa em cũng không có chuyện gì chỉ bằng mình để mọi chuyện êm xuôi giang thần vì cô mà ra mặt trong lòng đường sở sở cũng có chút cảm động nhưng người bị bắt dù sao cũng là người thân của cô giang thần nói các bộ phận liên quan đã bắt tay vào điều tra có rút án cũng vô dụng nếu điều tra rõ ràng bọn họ thật sự trong sạch thì rất nhanh sẽ được thả về nếu bọn họ thật sự có tội thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật giang thần cũng không muốn buông tha cho người nhà họ đường nếu cứ như vậy buông tha thì chắc chắn lần sau sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng hơn đi chúng mày đi đi tao không muốn nhìn thấy chúng mày nữa ta đường thiên long chỉ ra cửa hà diễm mai cũng rất biết điều bà ta nhìn đường tùng đường bác một cái sau đó nói còn ngẩn người ra đó làm gì còn không mau khiêng xính lễ đi. Được. Lúc này hai người bọn họ mới phản ứng lại, khiêng xính lễ lên. Hà Diễm Mai nhìn sang Giang Thần, của trách Giang Thần, con cũng ngẩn ra đó làm gì, mau qua phụ đi. Dạ. Giang Thần gật đầu, anh đi ra khiêng một cái hộp lớn đi ra ngoài. Biệt thự nhà họ Đường. Đường Kiệt nhịn không được hỏi, bố, bây giờ phải làm sao? Bây giờ Vĩnh Nhạc đang mở rộng kinh doanh, anh cả thì bị bắt Sở sở mua lại Vĩnh Thái, tập đoàn không thể một ngày vô chủ được. Đường Kiệt, chuyện của tập đoàn con phụ trách đi. Đường Kiệt liên tục gật đầu. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đến lượt ông ta lên làm chủ. Mộng Oánh, Đường Thiên Long nhìn về phía Đường Mộng Oánh, nhà họ Liễu có quan hệ tương đối rộng, cháu xem có thể nhờ nhà họ Liễu ra mặt một chút, nhờ bên cảnh sát thả người ra. Ông nội, để cháu gọi điện cho Liễu Sung, nói anh ấy đến đây nhà họ đường vì có người bị bắt mà rối loạn cả lên. Một nhà đường sở sở trở về, bị vây quanh biết bao là xính lễ có giá trị liên thành, cười đến không ngậm được miệng. Chị, chiếc xe thể thao Ferrari phiên bản giới hạn này không phải là chiếc mà chúng ta đã thấy lần trước khi chúng ta đến triển lãm ô tô sao? Chị ơi, chiếc Maserati của em để lại cho chị, chiếc Ferrari này là của em và mẹ, chúng ta mau chóng dọn đến biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông đi, Biệt thự ở khu biệt thự Cảnh Tú, đây chính là biểu tượng thực sự của một gia đình giàu có. Đường Tùng cười đến không ngậm được miệng. Đường sở sở mắng, không được lấy, trả tất cả lại đi. Bốp, Hà Diễm Mai đánh vào lưng cô một cái, mắng con ngốc à, không muốn lấy cũng phải lấy. chương 135, chưa làm tốt chuẩn bị. Đường sở sở bị một câu nói đẩy quay về. Cô không biết phải nói gì. Chỉ có thể kéo giang thần trở về phòng. Còn những người khác bao quanh bởi những món xính lễ giá trị liên thành. Ngô Mẫn thậm chí còn lấy ra một số bộ váy đẹp và một số trang sức vô giá. Cô ta hưng phấn chạy vào trong phòng, thay quần áo, đeo bông tai, dây chuyền và nhẫn. Trông à, như thế nào, có đẹp không? Cô ta bước ra ngoài đang đi đến phòng khách. Đường Tùng bất ngờ kêu lên, "Oa, xinh đẹp, vợ à, bộ váy này tuy đơn giản nhưng được may theo yêu cầu đấy. Nghe vậy, trong lòng Ngô Mẫn vui vẻ vô cùng còn hà diễm mai thì bắt đầu lo lắng bà ta cào nhàu nói cậu ngụy có tiền cậu giang cũng có tiền như này thì nên gả sở sở cho ai đây cả hai đường tùng hưng phấn nói bốp hà diễm mai búng vào chán cậu ta một cái cậu ta lập tức ngậm miệng lại sau đó đi tới một vali tiền mẹ vali tiền này cho con được chứ hà diễm mai liếc cậu ta một cái rồi khiển trách đưa cái gì mà đưa tiền này mẹ giữ trước ngày mai gửi tiết kiệm vào ngân hàng trong phòng đường sở sở hết cả hơi ngày mai sẽ đến tập đoàn giang long tìm cậu giang đó gửi lại những món xính lễ này giang thần cười nói vợ à cho em rồi thì là của em em cứ nhận đi như này làm sao được em là người đã có chồng nghe vậy giang thần không nói nữa cả hai đều không mở miệng nói chuyện bầu không khí trong phòng đột ngột thay đổi giang thần và đường sở sở đợi trong phòng đợi đến khi màn đêm yên tĩnh cả nhà đã ngủ say. Đường sở sở đi tắm. Còn Giang Thần, trong tay cầm một hộp đồ, trái tim nhỏ bé của anh đập thình thịch, thình thịch. Rất nhanh, đường sở sở đã tắm rửa sạch sẽ bước ra. Cô quấn một chiếc khăn tắm, chỉ che những bộ phận quan trọng, làn da trắng nón, đôi chân dài trắng nuột lộ ra vài giọt nước như pha lê trên người. Cô chỉ vào phòng tắm, mặt đỏ ửng đi, đi tắm rửa một chút đi. Ừ, Giang thần lập tức đi vào phòng tắm, cả người như bị máu gà trọi. Anh tắm rất nhanh, chưa đầy 5 phút, đã mặc chiếc quần đùi ra ngoài. Đường sở sở đã nằm trên giường, khăn tắm vất sang một bên, trên người cô quấn chăn bông, chỉ lộ ra khuôn mặt thanh thú. Hai má cô ửng hồng, như trái táo chín đỏ mọng, làm người ta muốn cắn xuống một phát. Cô nhích người sang một bên chừa ra một vị trí trên giường. Giang thần kích động nhảy lên giường. Anh nằm trên giường, Thân thể Đường Sở Sở khẽ run lên. Cô biết điều gì sắp sửa xảy ra tiếp theo, cô cho rằng mình đã chuẩn bị thật tốt, có thể trao cho Giang Thần rồi, hai người có thể trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi. Nhưng mà, thời điểm Giang Thần leo lên giường, trong lòng cô hiện lên một sự rụt rè. Trong lòng sinh ra một nỗi sợ hãi, một nỗi sợ hãi về tương lai, một nỗi sợ hãi về hôn nhân. Giang Thần xoay người lại, nhìn Đường Sở Sở khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đầy cám dỗ anh vươn tay đi lên chạm vào má, hôn cô. Môi chạm môi, man mát, ngọt ngọt. Đừng, đường sở sở đẩy mạnh giang thần ra, cô xoay người trèo xuống giường, không ngừng thở hổn hển Em, em chưa chuẩn bị sẵn sàng, chồng à, em, chúng ta có thể đợi thêm một thời gian nữa được không? Cô không dám ngẩng đầu nhìn giang thần. Giang thần hơi sừng sốt. Như này lại là thế nào đây? đây không phải là đã đồng ý sao tại sao lại thay đổi quyết định ngây người, người mất một lúc anh mới hoàn hồn lại cười không không sao nói xong anh bước xuống giường lấy tấm chiếu trải xuống đất đường sở sở không biết mình ra sao chỉ là giây phút giang thần đặt nụ hôn lên môi cô cô bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ cô cũng không biết mình đang sợ điều gì lên lên giường nằm đi mặc dù vẫn chưa sẵn sàng nhưng cô vẫn không nỡ để giang thần phải nằm dưới đất giang thần cười nói không sao mà anh sẽ ngủ dưới đây bao giờ em suy nghĩ thông suốt thì anh lại lên giang thần thì không muốn đường sở sở phải miễn cưỡng anh cũng không thể không có đường sở sở sẽ không có anh của ngày hôm nay dù đường sở sở có quyết định bất kỳ điều gì anh cũng sẽ ủng hộ có điều dưới góc nhìn của đường sở sở thì lời anh vừa nói nghe như đang tức giận em cô thoáng hé miệng định lên tiếng giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào một đêm yên lặng chậm chậm trôi đi. Tối hôm qua đường sở sở mất ngủ. Còn giang thần lại ngủ đến say xưa. Trời tờ mờ sáng, đường sở sở xoa mắt, cô không ngủ suốt cả đêm, cô cảm nhận được tinh thần của mình không được ổn định. Cô thấy giang thần đã tỉnh dậy, xếp gọn chiếc chiếu rồi ra ngoài ban công hút thuốc. Xuyên qua kính cửa sổ, cô nhìn thấy bóng lưng giường như có chút thất thần của giang thần. Cô chợt đứng dậy, mặc quần áo đàng hoàng, ra ban công cất tiếng gọi, chồng ơi. Ừ, Giang Thần quay người nhìn Đường Sở Sở. Đường Sở Sở ấy náy nói với anh: Tối hôm qua em rất xin lỗi. Không sao đâu mà, Giang Thần cười xòa, nói chúng ta vốn chưa có tình cảm làm cơ sở, cứ thế mà đi đăng ký kết hôn rồi. Lòng em từ chối anh cũng là bình thường, tương lai còn dài, từ từ em sẽ tiếp nhận anh thôi. Nói thì nói thế nhưng Đường Sở Sở vẫn còn cảm thấy vô cùng áy náy. Giang Thần đến nhà họ Đường ở dễ phải chịu bao cực khổ tủi nhục như vậy mà mình lại hai nghĩ đến đây cô chỉ biết thở dài sao lại thở dài vậy thật sự không vấn đề gì mà anh không trách em đâu giang thần đứng lên anh vòng tay ôm lấy bả vai đường sở sở anh thì thầm lời cam kết chân thành anh sẽ không cưỡng cầu em làm gì cả trước kia không có bây giờ không có sau này cũng sẽ không như vậy giang thần càng như thế đường sở sở càng cảm thấy hổ thẹn em hôm nay em sẽ đến tập đoàn Giang Long, để xem có gặp được cậu Giang không, có gì nói cho người ta biết rồi trả xính lễ lại. Cũng được, Giang thần gật đầu. Đường sở sở nhìn anh, cho, cho em chút thời gian nhé. Giang thần cười nói, anh bảo rồi mà, không sao, đi thôi. Anh mỉm cười, kéo đường sở sở vào trong, đi xuống phòng khách. Lúc cả hai đi xuống phòng khách, mấy người Hà Diễm Mai và đường bác đều đã thức dậy. Họ tụ lại để họp bàn gì đó, định đến khu biệt thự cảnh tú để xem căn biệt thự mà cậu Giang đã tặng, sau đó đến ngân hàng gửi tiền. Đường Sở Sở đi xuống nói, con nói rồi, xính lễ này không thể nhận được, để con bảo người ta lấy lại. Đường Tùng bất mãn kêu, chị bị ngốc à, đồ cả trăm triệu muốn lấy là lấy hả? Hà Diễm Mai sụ mặt mắng, trả cái gì mà trả. Đường Sở Sở à mẹ bảo nhé, cậu Giang với cậu Ngụy con phải chọn một trong hai. Trả cũng được thôi. Vậy thì con đến với cậu Ngụy đi thì mọi người sẽ chấp nhận trả, nếu không thích cậu Ngụy thì chọn cậu Cổ cũng được. Con, con lười giải thích lắm rồi, con sẽ đến tập đoàn Giang Long, tìm cậu Giang nói cho rõ ràng. Đường Sở Sở tức giận chạy ra khỏi phòng. Giang Thần liếc mắt nhìn mọi người một cái rồi cười, muốn thì cứ giữ đi, phía Sở Sở cứ để con khuyên. Hừ, coi như con biết điều." Hà Diễm Mai hừ lạnh một tiếng. Đường Tùng cũng nói, "Giang Thần, không cần khuyên bảo gì hết." ly dị luôn đi anh phải bỏ chị sở sở thì chị ấy mới ra ngoài tìm đàn ông được dựa vào nhan sắc của chị ấy mấy người có tiền theo đuổi đếm không xuể ấy chứ để để tôi đi xem đã giang thần không nhiều lời anh xoay người đi ra khỏi phòng thế nhưng anh lại không đuổi theo đường sở sở đường sở sở muốn đến tập đoàn giang long anh phải đến đó trước cô dùng thân phận cậu giang để gặp đường sở sở nếu em không thích anh vậy chắc em sẽ thích một anh khác nhỉ chương 136, bạn học cấp 3. Sau khi Giang Thần rời khỏi nhà họ đường, anh bắt xe đến tập đoàn Giang Long. Còn đang trên xe, anh đã gọi điện cho Tần Niên. Quản gia Tần, bây giờ ai đang phụ trách ở tập đoàn Giang Long? Cậu chủ, bây giờ do tôi tạm thời phụ trách. Ừ, chuẩn bị cho tôi một bộ âu phục, tôi sẽ lập tức đến đó. Tần Niên không biết Giang Thần muốn làm gì, nhưng ông ấy vẫn đáp ứng nói, vâng, tôi sẽ đi thu xếp ngay. Gọi điện thoại xong, Giang Thần ngồi ở trong xe, nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu, anh đã đến tập đoàn Giang Long. Đây là một tòa nhà cao 18 tầng. Tòa nhà này từng là sản nghiệp của bốn gia tộc lớn, nhưng bây giờ không phải nữa, sau khi Tần Niên tiếp quản thì đổi tên và trở thành tòa nhà Giang Long. Ở đây cũng chính là tổng bộ của tập đoàn Giang Long. Tập đoàn Giang Long được thành lập vào ngày hôm qua, mặc dù đã có tin tức truyền ra bên ngoài. Nhưng vẫn chưa chính thức công bố, tập đoàn Giang Long cũng chưa tổ chức họp báo. Tuy nhiên, trên một số trang web tuyển dụng nhân tài đã xuất hiện không ít thông tin tập đoàn Giang Long tuyển dụng. Trên là phó chủ tịch, dưới là nhân viên tổng hợp, nhân viên kinh doanh đều đang tuyển người. Tập đoàn Giang Long tấn công mạnh mẽ và chiêu mộ nhân tài công tài nghệ cao, không ít người chưa có việc làm tích cực tranh giành và dự tính thử vận may. Thậm chí, một số người có việc làm vẫn bị tập đoàn Giang Long hấp dẫn, cũng có nguyện vọng chuyển việc. Bên ngoài tập đoàn Giang Long, một chiếc xe thể thao Lamborghini đang chạy đến, với một cú lui xe đẹp mắt, đỗ vào gaza. Cửa xe mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp, mảnh mai trong bộ váy đỏ bước ra khỏi xe. Lúc xuống xe, cô ta ra một cặp kính dâm lớn đeo vào, che gần hết khuôn mặt. Sự xuất hiện của người phụ nữ này đã làm dậy sóng ánh nhìn của nhiều người qua đường. Cùng lúc đó, đường sở sở cũng đã đến bên ngoài tòa nhà tập đoàn Giang Long nhìn tòa nhà 18 tầng, đường sở sở có chút ngẩn ngơ. Lúc này, cô cũng có chút căng thẳng. Sắp được gặp lại người đã cứu mình 10 năm trước. Sắp được gặp lại người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã giải cứu cô khỏi tay của tiêu chiến. Trong đầu cô hiện lên một cảnh tượng. Cộc, cộc, cộc. Tiếng giày dẫm trên mặt đất giường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Chiếc mặt nạ quỷ hung dữ vẫn hiện lên trong tâm trí cô. Sau chút thất thần, cô lập tức hít một hơi thật sâu và bước về phía tòa nhà tập đoàn. người phụ nữ mặc váy đỏ cũng đi tới, cô ta và đường sở sở xuất hiện ở cửa gần như cùng một lúc. hai người đi đến, nhìn nhau một cái. ơ, ờ, người phụ nữ mặc váy đỏ nhìn đường sở sở tháo kính dâm xuống, sở sở là cậu sao? cậu, cậu là? đường sở sở nhìn người phụ nữ cao gầy mặc váy đỏ, tóc xoăn gợn sóng, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, nhất thời không nhận ra. Tớ là Hứa Tinh. A, à, Hứa Tinh, là cậu sao? Đường Sở Sở kêu lên. Hứa Tinh là bạn học cấp 3 của cô. Bạn thân nhất thời học cấp 3. Sau khi xảy ra chuyện, Hứa Tinh chuyển trường, nghe nói rằng cô ta đã đi sang nước ngoài du học. Không ngờ lại gặp Hứa Tinh ở đây. Hứa Tinh bước lên trước, cô ta nắm lấy tay Đường Sở Sở, khuôn mặt xinh đẹp nở một ý cười, thật là trùng hợp, đi thôi, tìm một chỗ ngồi tán gẫu. Được thôi đường sở sở cũng rất kích động. Đã 10 năm không gặp nhau. Cách tập đoàn Giang Long không xa, có một quán cà phê. Sở sở, tớ mới trở về nước không lâu, chuyện của cậu tớ cũng có nghe nói tới. Không ngờ những năm qua cậu lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy, may mà cậu qua khỏi. Đừng nói về tớ nữa, hãy nói về cậu đi, 10 năm nay cậu đã chạy đi đâu vậy? Hai, hứa tinh thở dài nói, năm đó nhà bạn trai tớ xảy ra chuyện, tớ buồn lắm chứ, sau đó tớ cùng người nhà đến nước M, mới về nước gần đây thôi. Gần đây mới hay tin con cháu nhà họ Giang vẫn còn sống, lại còn lấy được sản nghiệp nhà họ Giang từ trong tay bốn gia tộc lớn, tớ mới nghĩ rằng, hay là mình đến xem thử, sẵn tiện xin một chức phó tổng giám đốc ở đây luôn. Nói xong, cô ta nhìn sang đường Sở Sở. "Đúng rồi, tớ cũng nghe đồn cậu bỏng nặng là do 10 năm trước đã cứu một người từ biệt thự nhà họ Giang đúng không?" "Ừ, đường Sở Sở gật đầu." Đó là ai thế?" Hứa Tinh nhấp một ngụm cà phê nhìn Đường Sở Sở. Đường Sở Sở lắc đầu, tớ cũng không biết nữa, lúc tớ xông vào cứu thì người kia đã bị bắt lửa rồi. Tình huống lúc đó lại khẩn cấp nên tớ không để ý, chỉ lo kéo người ta ra. "Người đó không đi tìm cậu à?" "Cái này thì..." Đường Sở Sở bắt đầu lúng túng, suy nghĩ một chút, cô nói, "Chắc cũng tính là có tìm, có điều người đó mang mặt nạ quỷ, tớ cũng không biết nữa." Hôm nay tớ đến tập đoàn Giang Long cũng chính vì gặp người đó nói vài việc. Là vậy sao? Đúng rồi, bạn trai cậu 10 năm trước là người nhà họ Giang sao? Sao tớ lại không biết nhỉ? Nghe đến đây, Hứa Tinh lại không khỏi thở dài, cũng quen nhau được mấy tháng đâu, bọn tớ định tốt nghiệp trung học rồi mới công khai. Không ngờ chưa kịp đợi đến ngày tốt nghiệp thì nhà họ Giang lại xảy ra chuyện. Hai. Đường Sở Sở cũng tò mò, người đó tên gì vậy? Giang Thần. Hả? Đường sở sở ngây ngẩn cả người. À, tớ nhớ rồi. Hứa tinh chợt nói, lúc về nước tớ có nghe nói nhà họ đường có chọn cho cậu một người con rể, hình như cũng tên Giang Thần, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Đúng vậy, quá sức trùng hợp rồi. Lúc này đường sở sở mới kịp hoàn hồn. Họ Giang cũng là một họ phổ biến, nhiều người như vậy trùng tên trùng họ cũng không có gì lạ. Hai người ở trong gian cà phê trò chuyện thêm một lúc, nói về chuyện mình đã gặp trong những năm vừa qua phải rồi. Đường sở sở nhìn hứa tinh ngồi đối diện, cô đang đắn đo, muốn nói rồi lại thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn mở lời, hôm qua có một cậu giang bí ẩn đưa xính lễ đến nhà họ đường, bảo là đưa cho tớ. Hôm nay tớ đến là để tìm cậu giang thần bí đó, bảo rằng tớ đã có chồng, mong anh ta thu lại xính lễ. Ồ, hứa tinh đầy hứng thú, cô ta cười hỏi thêm, đây chắc là người 10 năm trước cậu đã cứu nhỉ, anh ta không nói mình tên gì à. Đường sở sở lắc đầu nói, không, tớ chỉ biết anh ta họ Giang, là chủ tịch tập đoàn Giang Long. Hứa tinh cười, cũng đúng, 10 năm trước cậu cứu anh ta, giờ anh ta gửi xính lễ đến nhà họ đường, rõ ràng là anh ta muốn kết hôn với cậu rồi. Nhưng tớ có chồng rồi mà, anh ấy tốt với tớ lắm, tớ cũng không định ly dị đâu. Đường sở sở khẽ lắc đầu. Cũng không biết người mà cậu cứu là ai nhỉ, hy vọng là Giang Thần. Hứa tinh lại than thở giang thần mà mối tình đầu của cô ta đã qua rất nhiều năm cô ta vẫn một mực không yêu đương với ai cũng không cách nào quên đi đoạn tình cảm thời thanh xuân này nói đến giang thần hứa tình chợt có một linh cảm cô ta nhìn đường sở 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 này có khi nào người năm ấy cậu cứu chính là giang thần chồng của cậu có khi nào lại là người nhà họ giang sao có thể chứ đường sở sở lắc đầu nguội nguội chồng mình là người như thế nào mình hiểu rất rõ anh sao có thể là cậu giang được đúng là chồng mình cũng có chút tiền bạc nhưng tiền bạc cũng là nhờ lợi dụng chức vụ mà có giờ đã bị đuổi khỏi quân tịch rồi một bên vài trăm triệu một bên mấy chục tỷ đây là hai khái niệm hoàn toàn khác hơn nữa cô cũng không tin chồng mình chính là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó nếu đúng như thế sao anh phải mang mặt nạ làm gì chứ hứa tinh cười nói tớ cũng tin là không phải chuyện đúng như thế thì cũng quá trùng hợp rồi nếu có trường hợp hy hữu như vậy, sở sở, đừng trách người chị em này ra tay cướp chồng nhé. Con nhỏ chết tiệt này, bao nhiêu năm rồi mà tính cách vẫn như vậy, thích thì lấy đi, dù sao anh chồng Giang Thần ở nhà cũng tệ muốn chết, ngày nào cũng biếng nhác, một chút chí cầu tiến cũng chẳng có, đến tiền hút thuốc cũng phải xòe tay xin vợ. Được rồi, nếu cậu cũng đến tập đoàn Giang Long, vậy chúng ta cùng nhau gặp anh ta đi, nhìn xem người mà cậu đã cứu 10 năm trước rốt cuộc là ai. Xem người đó có phải bạn trai giang thần của tớ không. Nghe thấy thế, Đường Sở Sở cũng có chút nảy sinh lòng mong đợi. Mong đợi gặp người mình đã ra tay cứu 10 năm trước. Mong đợi được tận mắt nhìn thấy người đã quậy bốn gia tộc lớn đến gà chó không yên này. Chương 137, cuối cùng cũng được gặp. Trong một gian phòng làm việc sang trọng nằm tại tầng trệt tập đoàn Giang Long, Giang thần đã thay một bộ Âu phục mới tinh cả mấy trăm vạn. Tần Xương đang chỉnh cà vạt giúp anh thay đồ xong, khí chất của anh trong nháy mắt đã thay đổi đến long trời lở đất. Trước kia anh là một người nội trợ trong gia đình. Bây giờ thật sự trông giống một doanh nhân thành đạt. Cậu, cậu chủ. Giúp giang thần thắt cà vạt xong, tần xương ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt cô ta thoáng hoài nghi, sao cậu chủ phải che giấu thân phận của mình thế. Giang thần chỉ mỉm cười mà không giải thích gì cả. Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ chỉ là muốn trải nghiệm một cuộc sống bình thường mà thôi. Lúc này, tần nhiên tiến vào. Cậu chủ, cô sở sở đã đến rồi, đi theo cô ấy còn một người tên là Hứa Tinh, bảo là đến ứng tuyển chức phó tổng giám đốc, cũng muốn gặp mặt cậu. Hứa, Hứa Tinh. Giang thần hơi sững người. Trong đầu thoáng hiện lên một bóng dáng. Mười năm trước, khi anh vừa tốt nghiệp trung học, anh quen biết một nữ sinh cùng trường tên là Hứa Tinh, hai người qua lại cũng được tầm nửa năm. Tình yêu thời thanh xuân tuy dở dang, nhưng cũng thật khó quên. Giang Thần lắc đầu, thầm nghĩ, không trùng hợp vậy chứ. Tần Nhiên hỏi, cậu chủ, cả hai người đều muốn gặp cậu chủ, lại còn đi chung, cậu chủ muốn gặp cả hai người một lúc hay là gặp riêng? Ngẫm nghĩ một chút, Giang Thần nói, bảo Sở Sở vào trước đi. Vâng. Tần Nhiên bước ra khỏi phòng làm việc, Tần Sương cũng theo ông ấy ra ngoài. Tại sảnh chờ bên ngoài phòng chủ tịch, Tần Nhiên đi đến, mỉm cười nói, cô Sở Sở, chủ tịch bảo cô vào trong. Nghe vậy cơ thể Đường Sở Sở lại khẽ run. "Cuối, cuối cùng cũng được gặp rồi sao?" Hứa Tinh nhíu mày hỏi, "Còn tôi?" Tần Nhiên nói, "Cô Hứa, chủ tịch không gọi cô, không phải cô đến ứng tuyển chức phó tổng giám đốc sao? Mời theo tôi." Đúng là Hứa Tinh đến xin việc, nhưng cũng muốn được gặp mặt chủ tịch tập đoàn Giang Long. Cô ta muốn biết vị chủ tịch này liệu có phải bạn trai thời đi học của mình không. "Tôi muốn gặp chủ tịch." "Cô Hứa à, chủ tịch chỉ bảo cho cô sở sở vào." cô cứ đi sát hạch trước đã, nếu như có thể qua, cô vẫn có thể gặp được cậu ấy mà. Nói xong, ông ấy quay sang dặn dò Tần Sương, Sương Nhi, còn đưa cô sở sở đến gặp cậu chủ nhé. Dạ, Tần Sương chỉ thoáng nhìn đã bị đường nét xinh đẹp của đường sở sở làm ngẩn người, sau đó lập tức đưa tay, mời. Đường sở sở hít sâu một hơi, cố khiến mình bình tĩnh lại. Theo sự hướng dẫn của Tần Sương, cô tìm đến văn phòng chủ tịch. Trong gian phòng rộng lớn, một người đàn ông mặc âu phục trắng, dáng người cao giáo, đang đứng ngắm nhìn cảnh thành phố đằng sau tấm kính thủy tinh. Thưa chủ tịch, sở sở đến rồi ạ. À. Giang thần vẫn đang đứng quay lưng, phất tay nói, tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. Vâng, tần xương quay người rời đi. Đường sở sở đứng trong phòng làm việc, nhìn người đàn ông ngay trước mặt mình. Người đàn ông cao khoảng mét 8 mặt âu phục trắng, tóc húi cua. Cô vẫn chưa nhìn thấy mặt của Giang thần, nhưng từ bóng lưng này, cô có thể đoán được người này nhất định sẽ rất điển trai. lúc này đường sở sở không khỏi hồi hộp. cậu tuy cổ họng động đậy nhưng chỉ thốt ra được một từ. giờ giang thần mới xoay người lại. đường sở sở nhìn không chớp mắt nhưng trong nháy mắt ấy cô chỉ nhận được sự thất vọng. cô vẫn không thể thấy mặt giang thần bởi anh đang đeo mặt nạ không phải mặt nạ quỷ như lần trước mà là một chiếc mặt nạ màu bạc che hơn nửa bên mặt chỉ để lỗ mắt lỗ mũi miệng với cằm Giang Thần xoay người nhìn Sở Sở. Thấy được vẻ căng thẳng trên gương mặt cô, anh cười nhạt, nói, "Không cần câu nệ đâu, ngồi đi." Lúc này Đường Sở Sở mới hoàn hồn, cô ngồi xuống ghế sofa. Giang Thần ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Cậu, cậu Giang, cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi thời gian qua." Đường Sở Sở mở miệng nói, giọng có hơi run. Có thể dễ dàng nhận ra cô thật sự rất căng thẳng. Giang Thần khéo léo gạt đi, "Nếu không nhờ có em, có lẽ tôi cũng chôn thân trong biển lửa 10 năm trước rồi. Tôi biết 10 năm qua em phải chịu rất nhiều tủi nhục, những điều tôi làm căn bản không đủ đền bù những tổn thương của em. Giang thần nói thật lòng. Suốt đời này anh cũng không trả nổi ân tình của đường sở sở. Đường sở sở mạnh dạn ngẩng đầu nhìn Giang thần. Đối diện với người đàn ông mặc bộ Âu phục trắng tinh không dính một hạt bụi cùng với chiếc mặt nạ bạc, anh có một khí chất người thường khó mà bị được. Đây là khí chất của một người vẫn luôn ở địa vị cao, luồng khí chất vô hình ấy như muốn bóp người khác đến nghẹt thở. Cổ họng cô khẽ động, hé miệng định nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. Cô muốn nói rằng tôi đã có chồng rồi, mong anh thu lại xính lễ. Nhưng khí thế của gian thần quá mạnh mẽ, quá hấp dẫn rồi. Cô bị luồng khí chất sâu đậm này hấp dẫn. Nếu người này là chồng mình thì tốt nhỉ. Lòng cô chợt xuất hiện một ý nghĩ hoang đường. Cô vội lắc đầu, vứt suy nghĩ này sang một bên, nói tôi, tôi có thể nhìn diện mạo của cậu chứ? Đường sở sở rất muốn biết rốt của cậu Giang thần bí đây có diện mạo như thế nào? Có quan trọng lắm không? Giang thần nhìn đường sở sở. Hả? Đường sở sở ngây ra. Giang thần tiếp tục nói, tôi biết mục đích em tìm đến đây, là vì tôi đã đưa xính lễ đến nhà họ đường, đây vừa là xính lễ, cũng coi như là quà cảm tạ ơn cứu mạng 10 năm trước. Nếu em đã có chồng, lại không có ý định ly dị, vậy thì cứ xem như đây là quà cảm ơn đi hơn nữa tôi hứa với em nếu có chuyện gì cần giúp đỡ chỉ cần mở miệng tôi sẽ đáp ứng ngay bất cứ chuyện gì với thân phận con rể ở rể giang thần không thể cho đường sở sở một lời hứa hẹn dù có hứa đi nữa đường sở sở cũng sẽ không quá tin tưởng nhưng nếu lấy thân phận của người nhà họ giang thì lại khác vậy sao được chứ đường sở sở vội từ chối cậu giang à quà này quá đắt tiền rồi tôi không thể nhận được mong mong cậu thu về tôi chỉ có một yêu cầu thôi có thể cho tôi xem mặt cậu chứ đường sở sở vẫn muốn biết mặt của người mình đã cứu người vẫn luôn cứu mình âm thầm trợ giúp mình rốt cuộc trông như thế nào thấy vẻ mong đợi trên gương mặt đường sở sở giang thần cũng muốn thỏa mãn cô ngay lúc này anh định lấy chiếc mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt thật sự nhưng tháo mặt nạ xuống rồi sau này sao có thể sống chung với đường sở sở khi chiếc mặt nạ được tháo xuống bại lộ thân phận thật như vậy đường sở sở chỉ có kính sợ anh tôn trọng anh chứ không tồn tại chút tình yêu nào ngẫm nghĩ một lúc anh bèn đè nén cảm xúc xuống tay anh dừng lại nói bây giờ chưa phải là lúc chờ thời cơ chín mùi lúc đó em tự biết trông tôi ra sao thôi nếu không còn chuyện gì thì mời cô đường về cho tôi vẫn còn việc phải giải quyết đường sở sở thất vọng ra mặt người đã được gặp nhưng lại không cách nào trông được diện mạo cô đứng dậy nói tôi sẽ bảo người trả xính lễ về tôi đã bảo là không cần rồi giang thần quả quyết nói em không muốn ly dị thì cũng không cần xem đó là xính lễ cứ xem đó là quả đáp trả ơn cứu mạng được rồi giang thần nhấn mạnh thái độ kiên quyết căn bản không cho đường sở sở cơ hội từ chối thế thì cảm ơn nhé đường sở sở không nhiều lời nữa xoay người rời khỏi phòng phù khi cô vừa đi Giang Thần mới dám thở phào nhẹ nhõm gỡ mặt nạ xuống, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Mình chỉ muốn tặng chút quà mọn thôi, không ngờ lại lòi thêm cả đống rắc rối như vậy, giờ thì hay rồi, phải dùng cả hai thân phận để chung sống với Đường Sở Sở. Chương 138, anh lại theo dõi em. Chính vì gặp Đường Sở Sở nên anh mới đến tập đoàn Giang Long. Sau cuộc gặp mặt, anh lập tức thay lại bộ quần áo trông vô cùng bình thường. Mặc mấy bộ này vẫn quen hơn. Giang Thần lẩm bẩm, bước ra phòng chủ tịch, đến thang máy riêng xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà Giang Long, anh đứng bên đường chờ xe đến. Đường Sở Sở cũng mang vẻ mặt tiếc nuối đi từ trong ra. Dù đã gặp được người mà mình vẫn hằng mong được gặp, nhưng cuối cùng lại không được nhìn thấy diện mạo người ta. Nhưng khí chất mạnh mẽ ấy của anh, từng lời nói từng hành động như có khả năng chi phối suy nghĩ của người khác. Ngay lúc này, Đường Sở Sở chợt nhìn thấy Giang Thần đang đứng bên lề đường cô không khỏi bất ngờ vừa đi đến vừa gọi giang thần sao anh lại ở đây hả nghe tiếng gọi giang thần quay người nhìn lại thấy đường sở sở xuất hiện ngay sau lưng mình anh lúng túng gãi đầu sở 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 sao em cũng ở đây thế anh theo dõi em à nhìn vẻ hoảng loạn của giang thần đường sở sở hiểu ra sắc mặt cô tối sầm lại giang thần anh không tin em cho nên mới theo em đến tận đây có đúng không giang thần không nói gì anh theo dõi em làm gì chứ nhưng anh vẫn không biết giải thích thế nào mới được thấy anh không lên tiếng đường sở sở càng chắc chắn rằng giang thần đã theo dõi mình bình thường thấy anh rộng rãi lắm không ngờ anh lại bụng giả hẹp hòi như vậy miệng nói tin tưởng em thật ra lại chẳng chịu tin lấy một chút đường sở sở bất mãn trách anh cô quan sát giang thần cả người cộng lại không được bao nhiêu khối dáng dấp lại trông vô cùng bình thường không có chỗ nào đặc biệt. Lại nghĩ đến cậu giang thần bí kia, thân vận âu phục không dính một hạt bụi, giá trị liên thành, khí chất bất phàm. Hai người so ra đúng là một trời một vực, cứ như chàng hoàng tử và cậu nông dân. Vợ à, anh không có theo dõi em, giang thần bất đắc dĩ nói. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành một. Ngôn tình sống chung. Hai, xuyên thư sư tôn chỉ muốn làm nhân vật phản diện ba. Hào môn này, Tôi không gả nữa bốn, ngài vương, kết hôn nhé. Bằng 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 bằng. Không theo dõi em vậy anh ở đây làm gì? Anh, anh. Giang thần muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ bảo rằng anh chính là cậu Giang thần bí, là người đã đưa sính lễ cho em sao? Giang thần, cuối cùng tôi cũng nhìn thấu anh rồi, từ lúc gặp cậu Giang trong lòng Đường Sở Sở không khỏi so sánh người ta với chồng mình. Bây giờ cô cảm thấy Giang Thần thật sự rất tệ, có lẽ người nhà họ Hứa đã đúng, cô thật sự không hợp với Giang Thần. Sự lạnh lùng của Đường Sở Sở khiến Giang Thần thoáng sững sờ. Anh cùng Đường Sở Sở đã đăng ký kết hôn một thời gian. Trong suốt khoảng thời gian ấy, mặc dù hai người đã từng xảy ra hiểu lầm, nhưng Đường Sở Sở vẫn một mực bảo vệ anh, khiến anh cảm nhận được rằng trong lòng cô ấy vẫn còn có anh nhưng giờ phút này, anh chợt nhận ra mình chẳng còn vị trí nào trong lòng đường sở sở cả. Lẽ nào cô ấy đã gặp một người khác rồi đem lòng yêu sâu đậm, bắt đầu chê chồng rồi sao? Đường sở sở cũng cảm thấy lời mình nói có hơi quá quát. Cô vẫn nhớ rõ Giang Thần đã chữa trị cho cô, nhớ đến những quan tâm từng ly từng tí Giang Thần dành cho cô. Đó chính là 10 năm hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Ưm, ừ. đường sở sở hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh hơn một chút giang thần em biết chính anh đã chữa trị cho em nếu đã cùng nhau đăng ký kết hôn thì giờ em đã là vợ của anh em tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh nhưng còn anh anh không tin em lại âm thầm theo dõi em anh cho là em là loại người ham hư vinh thấy cậu giang có tiền thì lập tức ly dị anh để đi theo người ta sao sở sở à anh không có thật sự không có mà phải giải thích với em sao bây giờ giang thần thật sự không biết phải nói sao đường sở sở cũng thôi tính toán với anh cô cắt lời giang thần thôi được rồi anh theo dõi em em vẫn hiểu được dù sao đồ cậu giang đưa đến cũng là xính lễ anh lo cũng phải thôi anh về trước đi em đến vĩnh thái xem một chút sở sở à ngay lúc này hứa tinh mặc bộ trang phục sexy đỏ từ trên xuống dưới bước ra từ phía xa cô ta đã thấy đường sở sở cùng một người đàn ông tầm thường khác đứng bên đường nói gì đó cô ta bỏ mặc giang thần đến kéo đường sở sở hỏi thế nào gặp được chủ tịch tập đoàn giang long rồi chứ là anh ấy sao vừa nói cô ta vừa thấy ra một tấm hình tấm hình này hơi cũ nát nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra dáng dấp của một thiếu niên khôi ngô đường sở sở khẽ lắc đầu nói gặp được nhưng anh ta mang mặt nạ bạc nên tớ cũng không thấy rõ hai hứa tinh thở dài nói không hiểu sao chủ tịch lại không chịu gặp tớ trước kia còn bảo chỉ cần qua bài test là có thể gặp giờ tớ đã qua, vậy mà vẫn không gặp được. Cái gì, cậu qua bài test rồi á? Đúng rồi, hứa tinh đắc ý nói, còn không xem chị đây là ai chứ, ở nước ngoài tớ cũng là phó tổng giám đốc của một công ty xí nghiệp lớn, lương hàng năm 30 triệu, lần này về nước để phát triển, bao nhiêu công ty lớn muốn tranh cướp, ngay cả tập đoàn thời đại khoa cũng gửi thư mời. Chỉ là tớ không có hứng thú với thời đại khoa, tớ chỉ muốn biết người còn sống sót suốt 10 năm nay rốt cuộc có phải giang thần hay không thôi. Phải rồi, đây là lúc này Hứa Tinh mới nhìn thấy Giang Thần. Đường Sở Sở kéo Giang Thần qua, miễn cưỡng nở nụ cười, "Đây là chồng tớ, Giang Thần." Hứa Tinh khoanh tay trước ngực, quan sát Giang Thần từ trên xuống dưới. Cô ta chợt cau mày nói, "Sở Sở, tên này không hợp với cậu." Từng là phó tổng giám đốc của một xí nghiệp nước ngoài, kinh qua nhiều loại người, bản chất của một người như thế nào, Hứa Tinh chỉ cần nhìn là biết. Cô ta nhìn thấy sự tầm thường, lười nhác thêm lời đồn đãi, trong nháy mắt cô ta đã đoán được Giang thần là loại người gì. Giang thần cũng nhìn Hứa Tinh chằm chằm. "Trời ạ, à, có cần phải trùng hợp đến vậy không?" Hứa Tinh này đúng là bạn gái đầu tiên của anh 10 năm trước. Mặc dù 10 năm đã trôi qua, con người có nhiều thay đổi, nhưng diện mạo chung thì vẫn như thế. Giang thần không chút kiêng kỵ nào, cứ mặc cho Hứa Tinh khinh thường. Đường Sở Sở mỉm cười, nói, "Anh ấy đối xử tốt với tớ lắm." Cậu ngốc hả sở sở, tốt có ăn được không? Với nhan sắc này, điều kiện này, cậu hoàn toàn có thể tìm được một người tốt hơn. Cậu biết cậu ngụy nhà họ ngụy chứ? Anh ta học cùng trường đại học với tớ ở nước ngoài, quan hệ cũng không tệ, hay để tớ giới thiệu cho cậu nhé. Đường sở sở hơi lúng túng. Là ngụy chi, hôm qua cô có gặp rồi. Hứa tinh vẫn hào hứng nói, tài sản nhà họ ngụy hơn trăm tỷ, mà tên ngụy chi này cũng rất sáng dạ có đầu óc kinh doanh, ở nước ngoài dốc sức vài năm cũng kiếm được vài trăm triệu. Nếu không phải còn vướng mắc mối tình đầu giang thần, tớ cũng sẽ không giới thiệu một người xuất sắc như vậy cho cậu đâu. Nói đến giang thần, cô ta liếc nhìn chồng đường sở sở bằng nửa con mắt, lạnh lùng nói, hình như anh cũng tên giang thần, đúng là làm bẩn cái tên này. Giang thần cười lúng túng. Đối mặt với châm chọc đến từ bạn gái cũ, anh cũng không nhiều lời làm gì. Đường sở sở cười đùa theo, hứa tinh, người tốt như thế cậu phải nắm cho chặt đấy, tớ thì có chồng rồi, không quen người khác đâu. Thấy đường sở sở bảo vệ mình trước mặt người ngoài, Giang thần thầm vui trong lòng. Dù trong trái tim kia có người cô cứu, có người cứu cô, có cậu Giang bí ẩn, nhưng vẫn có vị trí cho mình. Anh cảm thấy chuyện này bỗng có chút khôi hài, không biết cuối cùng đường sở sở yêu anh hơn, hay là yêu bản thể khác của anh hơn nhỉ. Trường 139, Tiêu Giao Vương có việc cần nhờ hứa tinh nhìn Giang Thần. Không phải cô ta xem thường Giang Thần, mà do Giang Thần thật sự quá tầm thường. Người như thế căn bản không xứng với đường sở sở. Xem như từng là chị em thân thiết, cô ta tuyệt đối không để đóa hoa đường sở sở này cắm trong bãi phân châu Giang Thần được. Cô ta muốn giới thiệu đường sở sở cho Ngụy Chi cũng vì có chút tư tâm. Vì Ngụy Chi đã theo đuổi hứa tinh mất mấy năm, cô ta vẫn một mực không đáp trả. Tuy Ngụy Chi không tệ chút này, nhưng cô ta vẫn một lòng với mối tình đầu của mình, cứ có cảm giác rằng Giang Thần vẫn chưa chết. Dù thế này cô ta cũng không thể nào ngờ Giang Thần đứng trước mặt chính là mối tình đầu ấy. Giang Thần bị bỏng nặng, sau khi dung mạo được khôi phục cũng không còn giống như trước, khuôn mặt năm ấy đương nhiên chẳng thể đứng ở đây. Giang Thần, anh tự biết mình biết người một chút, nhìn lại bản thân mình đi, anh xứng với sở sở chỗ nào hả? Hay vậy đi, tôi cho anh 200 vạn chia tay nhé, cầm lấy 200 vạn dùng cho hợp lý một chút, nửa đời sau anh không cần phải lo ăn lo mặc nữa." Giang Thần chỉ khẽ cười. Hứa Tinh này sao lại thay đổi thành một người ngang ngược như vậy? Chuyện của anh với Đường Sở Sở, một người ngoài như cô ta cứ muốn can dự vào làm gì? "Xin lỗi nhé, tôi từ chối, 200 vạn không phải thứ có thể so với Sở Sở, dù có đưa 200 tỷ tôi cũng sẽ không bỏ cô ấy." Giang Thần quả quyết từ chối. Còn Hứa Tinh vẫn lựa chọn xem thường anh, cô ta kéo lấy tay Đường Sở Sở, "Sở Sở à, mấy năm rồi chúng ta không có gặp, chúng ta đi vòng vòng chơi nhé." Nói rồi, cô ta lập tức kéo Đường Sở Sở đến một khu đậu xe cách đó không xa. Đường Sở Sở xoay người vẫy tay nói với Giang Thần, "Anh cứ về trước đi nhé." Giang Thần cũng không đuổi theo. Thấy Đường Sở Sở bước lên chiếc xe sang giá trị liên thành, anh đưa tay sờ mũi, lẩm bẩm, "Nhà họ Hứa này cũng có tiền thật." mười năm trước anh và hứa tinh quen nhau hơn nửa năm anh chỉ biết hứa tinh là cô chủ con nhà giàu ngày nào cũng có xe sang đưa rước nhưng nhà họ hứa có bao nhiêu tiền anh cũng không rõ giang thần cũng không suy nghĩ nhiều làm gì sau khi đường sở sở rời đi anh gọi một chiếc taxi còn chưa kịp lên xe đã thấy một con xe jeep chạy đến kính xe được hạ xuống ngồi bên ghế phó lái là tiêu giao vương ông ta vẫy tay với giang thần đi đâu để tôi chở cho suy nghĩ một chút giờ đón xe về cũng phải hết mấy chục đồng giờ có người cho quá giang cũng tiết kiệm được một ít rồi anh xoay người bước lên xe tiêu giao vương người lái xe là hoác đông tiêu giao vương xuống hàng ghế dưới ngồi cạnh giang thần ông ta đưa sang một điếu thuốc được cung cấp đặc biệt giang thần nhận lấy tiêu giao vương cầm bật lửa châm thuốc giúp anh hành động của tiêu giao vương cực kỳ khác thường khiến giang thần không khỏi nghi ngờ bình thường tiêu giao vương nhìn thấy anh cứ như thấy thằng ôn dịch, giờ là thế nào đây? Tiêu giao vương, khi không lại ân cần, không phải trộm cũng là cướp, ông đang có toàn tính gì đây? Tiêu giao vương cười, không hổ là hắc long, không có chuyện gì qua mắt cậu nổi, đúng là có chút chuyện vặt. Giang thần thản nhiên hút thuốc nói, có chuyện thì nói, có rắm thì phóng nhanh lên. Tiêu giao vương đưa một phần hồ sơ mật đến. Giang thần nhận lấy, anh mở ra xem một chút rồi ném trả lại tiêu giao vương, ải này liên quan gì đến tôi? Tiêu giao vương nói, cấp trên hạ lệnh thành lập một đội đặc chiến siêu cấp từ các quân khu trong cả nước, tầng tầng lớp lớp trong lực lượng cảnh sát vũ trang, chọn ra một vạn người để tiến hành đặc huấn 3 tháng, những người đạt tiêu chuẩn sẽ trở thành một thành viên của đội đặc chiến. Ừ, Giang thần gật đầu, nói tôi đã xem văn kiện rồi, nhưng cái này vẫn liên quan gì tôi chứ, trên đó chỉ bảo là để ông phụ trách. Tiêu Giao Vương cười, Hắc Long à, gần đây tôi cũng dọn dẹp tàn cuộc cho cậu không ít lần, giúp không ít việc, có phải cậu cũng nên giúp lại tôi một chút không? Giang Thần nhìn vào mắt Tiêu Giao Vương, thờ ơ hỏi, ông muốn tôi làm gì? Tiêu Giao Vương lập tức nói, cậu là huyền thoại của quân nhân, là tất cả tín ngưỡng của họ, tôi định để cậu làm huấn luyện viên trưởng của cuộc đặc huấn này. Giang Thần giơ tay ngắt lời Tiêu Giao Vương. Bỏ đi, giờ tôi đang tự do tự tại, không muốn tự dưng mua việc vào người đâu. Tiêu Giao Vương giải thích, chỉ cần treo cái danh của cậu thôi, như vậy có thể kích thích tính tích cực của những người tham gia đặc huấn. Nếu bảo rằng chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể gặp Hắc Long, còn được Hắc Long chỉ điểm, đám nhóc con này nhất định sẽ ra sức cố gắng, đến lúc ấy không cần cậu tự mình huấn luyện, chỉ cần xuất hiện nói vài câu là được rồi. Ra là vậy. Giang thần bắt đầu nghĩ ngợi. Kể từ khi đến Giang Trung, quả thật ông ta đã giúp anh không ít lần. Coi như gọi là có qua có lại. Được rồi, tôi đồng ý. Nghe vậy, tiêu giao vương lập tức mừng rỡ, có Hắc Long tham gia, nhiệm vụ lần này ông ta có thể hoàn thành viên mãn rồi. Hắc Long là ai chứ? Chính là người tồn tại siêu cấp chân chính bước chân ra từ trong biển lửa ngập trời, từ một cậu lính nhép đạp hài cốt kẻ địch, từng bước bò lên đỉnh cao. Ông ta đã được chứng kiến qua bản lĩnh của Hắc Long, trước mặt anh, ông ta qua không qua nổi một chiêu. Này, Hắc Long, còn chuyện này nữa bớt lề mề đi, có gì thì nói nhanh. Tiêu Giao Vương lấy ra một văn kiện khác đưa cho Giang Thần, nói, đây là lệnh từ cấp trên, cậu xem qua đi. Giang Thần cầm tập văn kiện lên xem một chút, không khỏi nhíu mày, ông lại làm trò gì thế này. Tiểu Hắc đang tại trước ở Nam Hoang, đội đặc chiến được nội bộ trong nước thành lập, có liên quan gì đến Nam Hoang, sao ông có thể để anh ta đi làm huấn luyện viên? Tiêu Giao Vương cười nói, dù sao cậu ta cũng đang rảnh mà, vừa hay có chút việc cho cậu ta làm chơi. Giang thần thản nhiên nói, văn kiện từ cấp trên đưa xuống thì sao không tìm tiểu hắc ấy, cho tôi xem làm gì. Tiêu giao vương nhất thời lúng túng, ai mà không biết cậu chứ, nếu cậu không đồng ý, dù là văn kiện của cấp trên cậu cũng sẽ trả về thẳng thường thôi. Suy nghĩ một hồi, Giang thần nói, được rồi, để tôi hỏi tiểu hắc xem, nếu anh ta đồng ý thì cứ để anh ta đi huấn luyện mấy tên tân binh chưa trải qua bom đạn cũng được, còn lỡ anh ta không muốn thì tôi cũng đành chịu. Nói xong, Giang thần cất văn kiện đi, nói cho tôi đến phòng khám phạm nhân. Tiêu Giao Vương nói với lái xe, Hoác Đông, còn không đi mau. Dạ, Hoác Đông cho xe chạy đi, hướng về phía phòng khám phạm nhân. Rất nhanh xe đã đến nơi. Tối hôm qua tiểu hắc uống say như chết, anh ta nghiệm được cái gì gọi là cuộc sống thối nát, biết cái gì gọi là mơ màng trong cơn say anh ta ngủ qua đêm ở tôn dung hội, đến sáng mới quay về. Trên đường về có gặp một em gái ăn chơi, xảy ra một vài hiểu lầm với cô ta. Bây giờ em gái ăn chơi đã theo đến tận phòng khám phạm nhân. Bên trong phòng khám, tiểu hắc nhìn cô gái độ đôi mươi, tóc nhuộm đỏ rực, mặc bộ trang phục vô cùng sexy. Anh ta nhất thời không biết làm sao, cô gì ơi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây chỉ là hiểu lầm, mỗi lần suy nghĩ chuyện gì tôi sẽ vô cùng tập trung, Thế nên mới va chúng cô, tôi không có sảm sỡ cô thật, sao cô cứ đuổi cùng giết tận tôi thế. Cô ta ngồi trên ghế vắt chéo chân, nhìn tiểu hắc hoảng loạn ngay trước mắt. Miệng cô ta ngậm một cây kẹo mút, tỏ vẻ không thèm đếm xỉa lời anh ta nói, tại sao anh đụng vào tôi cũng mặc kệ, tóm lại là anh phải chịu trách nhiệm, vừa hay tôi đây không có chỗ nào để đi, tạm thời ở chỗ anh vậy, anh cung ăn cung uống cho tôi 3 tháng thì chuyện này coi như bỏ qua, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội anh sàm sỡ nói xong, cô ta đứng lên kéo tay Tiểu Hắc, tự cởi quần áo rồi đặt tay anh ta lên ngực mình xoa vài cái. Ha ha, giờ trên người tôi đã có dấu vân tay của anh, anh mà không đồng ý là tôi báo cảnh sát ngay. Cô em đắc trí quan sát vẻ mặt Tiểu Hắc. Ô Tiểu Hắc, còn dẫn bạn gái về cơ à? Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng cười dí dỏm. Là Giang Thần vừa mới đến không lâu. Giang Thần vừa vào trong, thấy ngay cảnh này lại không khỏi buồn cười chương 140, không có tình yêu. Tiểu Hắc nhìn thấy Giang Thần đi vào, đột nhiên đứng dậy, hoảng loạn giải thích, anh Giang, không phải như anh thấy đâu, tôi vốn dĩ không quen cô ta, chỉ là ở trên đường đụng chúng cô ta, cô ta cứ quấn lấy tôi, muốn tôi phải lo việc ăn và ở của cô ta trong 3 tháng. Hả? Giang Thần nhìn cô gái đang ngồi trên ghế. Cô gái khoảng chừng hơn 20 tuổi, mái tóc nhuộm màu đỏ, mặt trang điểm đậm, mặc chiếc váy hơi lộ ra thịt, anh cũng không muốn quan tâm đến chuyện của tiểu hắc cười cười lấy một phần tài liệu ra ném cho tiểu hắc anh giang cái gì vậy anh tự xem đi tiểu hắc mở ra xem em gái đang ngồi trên ghế thấy trên tài liệu có con dấu cô ta cũng từng tiếp xúc vài thứ biết đây là tài liệu cơ mật đặc biệt cô ta đột nhiên cảm thấy hứng thú không ngờ ở trong một phòng khám nhỏ mà cũng có thể nhìn thấy tài liệu cơ mật cô ta đứng dậy tò mò hỏi đây là gì vậy Cô ta giật qua. Tiểu Hắc trách móc, "Làm gì thế? Đưa đây." Tiểu Hắc tỏ vẻ hung dữ, hét một tiếng, khiến Văn Tâm ngẩn ra. Lúc nãy còn tỏ vẻ hiền lành nhút nhát, sao tự nhiên trong chớp mắt đã biến thành một người khác rồi? Tiểu Hắc lúc này khiến cô ta cảm thấy hơi sợ, đưa tài liệu trong tay qua, lẩm bẩm nói, "Hừ, cô đây mới không thèm, không cho coi thì thôi." Tiểu Hắc nhận lấy tài liệu, sắc mặt lúc này mới dịu đi không ít. Anh ta bắt đầu xem sau khi nhìn thấy nội dung anh ta bất giác nhíu mày làm gì vậy chuyện này liên quan gì đến tôi sao lại để tôi đi giang thần nói nếu anh không muốn đi thì có thể từ chối tôi trả lại tài liệu tiểu hắc nghĩ nghĩ nói nếu bên trên đã truyền đạt mệnh lệnh bằng tài liệu vậy thì có thể nào tôi cũng phải chấp hành dù sao tôi ở giang trung cũng chẳng có việc gì coi như đi dạo vậy ai nói là không có việc gì việc lớn đời người không phải là việc sao giang thần vỗ vai tiểu hắc nói nhân cơ hội này tìm một cô vợ sinh một đứa nhỏ mập mạp đi đúng rồi cô gái này là ai vậy tối hôm qua dẫn ra à tôi nhắc nhở anh người như vậy chơi đùa là được rồi đừng có nghiêm túc muốn tìm vợ thì phải tìm người đứng đắn một chút văn tâm đột nhiên không vui cô ta trống eo mắng anh mắng ai không đứng đắn anh mới không đứng đắn cả nhà anh đều không đứng đắn đấy tiểu hắc đột nhiên nói anh giang cô ta là một người điên, anh đừng so đo với cô ta. Giang thần chẳng thèm so đo với cô nhóc này. Nếu anh đã đồng ý, vậy tôi trả lời tiêu giao vương đây, đợi sau khi chọn lựa xong 10.000 người, anh đi đi. Giang thần quay người rời đi. Sau khi nhìn thấy Giang thần rời đi, ánh mắt của văn tâm dừng lại trên người tiểu hắc lần nữa. Tài liệu cơ mật, tiêu giao vương, 10.000 người, cô ta sờ cầm, trong lòng lẩm bẩm hai người này là ai thế? sao có thể tiếp xúc với tài liệu cơ mật, còn quen tiêu giao vương. Chẳng lẽ là ông lớn nào đó? Trước mắt cô ta sáng lên. Cô ta cũng không ngờ thế mà mình lại có thể gặp được ông lớn trong quân khu. Cô ta đột nhiên dùng hai tay ôm lấy cánh tay Tiểu Hắc, nhỏ giọng hỏi, anh tên Tiểu Hắc à? Anh Tiểu Hắc, rốt cuộc anh là ai vậy? Buông tay. Tiểu Hắc bỗng chốc vung tay văn tâm ra, đuổi theo ra ngoài. Ở trước cửa phòng khám phạm nhân, có một chiếc xe jeep đang đậu tiêu giao vương đang ở trên xe ông ta chưa rời đi mà đang đợi câu trả lời của giang thần rất nhanh giang thần đã đi ra ném tài liệu cho tiêu giao vương nói tiểu hắc đồng ý rồi có thể làm sĩ quan huấn luyện nhưng cậu ta không nhận lệnh của ông nghe vậy tiêu giao vương vui mừng nói vậy thì tốt quá rồi tôi lập tức trở về truyền lệnh xuống hôm nay bắt đầu chọn người từ các quân khu lớn tranh thủ tạo ra một chiến đội đặc biệt làm át chủ bài ông ta rất rõ Giang Thần và Tiểu Hắc là người thế nào. Họ là những tướng quân đã trải qua trăm trận đấu, người mà bọn họ huấn luyện ra chắc chắn sẽ là người có năng lực vượt trội. Tiểu Hắc đi đến, nhìn Tiêu Giao Vương trong xe, cười nói, Tiêu Giao Vương, tôi có thể đi, nhưng đây không phải là thuyên chuyển chức vụ, mà là đi giúp đỡ ông. Tôi nói trước, nếu tôi muốn đi thì sẽ đi bất kỳ lúc nào, đến lúc đó ông đừng lấy cấp trên ra chèn ép tôi. Chắc chắn, chắc chắn rồi, cậu muốn đi lúc thì thì có thể đi lúc đó, chắc chắn sẽ không níu giữ. Tiêu Giao Vương cười sán lạn. Có thể có được sự ủng hộ của hai người này đã là vinh hạnh to lớn rồi. Ông ta không yêu cầu hai người thường xuyên ở lại. Văn Tâm đi đến, đứng ở trước cửa phòng khám, nhìn người đàn ông trung niên trong xe, ngẩn ra. Đây, đây thật sự là Tiêu Giao Vương sao? Anh chàng tiểu hắc này lại thật sự quen biết tiêu giao vương, lại còn cười đùa cợt nhả nữa tiêu giao vương không dừng lại lâu, dặn dò hoác đông, về thôi. Ôi, đợi đã. Giang thần kịp thời mở miệng, mở cửa, cười nói, cho quá giang một chuyến, đưa tôi về nhà họ đường. Nói xong, anh chào tiểu hắc một tiếng, tiểu hắc, tôi không ở đây, anh kiềm chế một chút, đừng có phóng túng quá độ. Vẻ mặt tiểu hắc ngại ngùng. Tối hôm qua anh ta đúng là quá phóng túng rồi. Anh ta uống say, cũng không biết với bao nhiêu người tóm lại là rất nhiều người. Cảnh tượng đó, bây giờ nghĩ lại, anh ta vẫn thấy máu nóng tuôn trào. Cho đến khi xe của tiêu giao vương biến mất trong tầm mắt, tiểu hắc mới phản ứng kịp, hít sâu một hơi, tự mình thì thầm, không thể tiếp tục phóng túng nữa. Anh ta xoay người. a, à, anh ta vừa xoay người thì đã bị dọa cho giật mình một cái. Nhìn thấy văn tâm ở sau lưng, anh ta mắng, muốn chết à, đi đường không có tiếng gì cả vậy. Văn tâm cắn đầu ngón tay, nhìn chăm chăm tiểu hắc hỏi từng chữ anh tiểu hắc rốt cuộc anh là ai tiểu hắc không quan tâm xoay người chạy đi trở về phòng khám ầm một tiếng đóng cửa lại văn tâm đuổi theo vào dùng chân đá cửa tiểu hắc anh mở cửa ra cho tôi tôi nói cho anh biết anh đừng có mà quyệt nợ đường sở sở và hứa tinh cùng đi dạo trung tâm thương mại trong thời gian này hứa tinh luôn muốn làm công tác tư tưởng cho đường sở sở muốn khuyên cô ly hôn với giang thần cô ta nói giang thần thành một người tồi tệ không ra gì cái gì mà đồ bỏ đi lôi thôi lách thếch không biết vươn lên còn ngụy chi thì lại nói đến vô cùng tốt đẹp cái gì mà thiên tài kinh doanh thiên tài tài chính này nọ cả buổi sáng đường sở sở đều trong trạng thái ngẩn ngơ sau khi gặp cậu giang bí ẩn kia trong đầu cô chỉ còn hình bóng mặc áo tây trang màu trắng không dính chút bụi của cậu giang khí chất đó lời lẽ đó tất cả đều thu hút cô đặc biệt là giọng điệu quyết đoán cứng rắn không thể nghi ngờ cuối cùng đã hoàn toàn chinh phục cô trong lòng cô không ngừng so sánh giang thần và cậu giang bí ẩn càng so sánh thì lại càng cảm thấy giang thần thật sự là quá bình thường chẳng thấy được chút ưu điểm nào trên người anh cô hơi lung lay rồi cô bắt đầu có suy nghĩ muốn ly hôn rồi nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị cô phủ định ngay cô nhớ giang thần đối xử với cô rất tốt chăm sóc cô từng ly từng tí Hứa Tinh, cậu đừng nói nữa, tớ biết cậu ngụy rất xuất sắc, rất ưu tú, nhưng bây giờ tớ cũng đang sống rất hạnh phúc. Tớ không để ý đến ánh mắt của người khác về Giang Thần, cũng không để tâm đến việc anh ấy có phải là người biết vươn lên hay không, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tớ là đủ rồi. Ôi, Hứa Tinh thở dài, sở sở, cậu thật là quá mềm lòng rồi, tớ nghe nói rồi, là do anh ta đã trị khỏi cho cậu, nhưng đây không phải là tình yêu, cậu cứ đưa tiền cho anh ta xem như là tiền thuốc thang và trị liệu là được rồi, tớ nhìn ra được cậu vốn dĩ không hề thích giang thần. Hửm, đường sở sở nhìn hứa tinh. Hứa tinh tiếp tục nói, lúc trước, khi hai người gặp nhau, tớ chưa từng thấy cậu nắm tay anh ta, cậu đối với anh ta không phải là tình yêu, mà là cảm kích, nghe lời tớ đi, cho anh ta chút tiền, đuổi anh ta đi, nếu không có tiền thì tớ có thể cho cậu mượn. Đường sở sở cũng không chú ý đến. Đây thật sự không phải là tình yêu sao? Cô thật sự chỉ cảm kích anh thôi sao? Nghĩ lại khoảng thời gian ở cùng Giang Thần, cô đúng là không có cảm giác tim đập bùm bụp, cũng không có cảm giác máu huyết sôi trào. Còn khi nhìn thấy cậu Giang Bí ẩn, cô lại có những cảm giác đó. Tim đập nhanh, máu sôi trào, căng thẳng, không biết phải làm gì. Đây không phải là cảm giác nhìn thấy người trong lòng mà trên sách hay nói sao? Khoảnh khắc đó, Đường Sở Sở dường như cũng cảm thấy cô không hề yêu Giang Thần. Cô không có tình cảm với anh, chỉ có cảm kích mà thôi. Cô cảm kích Giang Thần đã chữa khỏi cho cô. Ôi, cô thở dài một hơi thật sâu, ném hết tất cả những thứ linh tinh ra sau đầu. Hứa Tinh, cảm ơn cậu, tớ sẽ suy nghĩ về đề nghị của cậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 140.